sạc ấy kia, sạc đầu tròn iPhone đấy. Nỗi đau buồn ngủ à, đôi đợi lâu buồn ngủ á. Ui giời ơi, buồn ngủ một tí nhưng toàn hàng đẹp cũng xứng đáng chị ạ. Áo nhung em mặc còn chị ơi, áo nhung em mặc còn, nó còn mấy màu ấy chị ạ. Chị ơi, nhà em vẫn đang gọi chốt đơn cho chị Nguyễn Hà ơi. Nếu mà để chắc chắc ăn thì cho em xin lại số điện thoại lần nữa nhá. Quần áo nhà Loan thích quá, chị rất thích, em cảm ơn chị ạ. Đó, mã hôm trước về 3445 còn. Đó, hôm qua chốt luôn, bảo hết. Mã này em vừa về xong mà chị Đoàn Thị Hồng Đào đặt luôn đấy chị nhá. Đấy chị ạ, hàng vừa về xong luôn ý. Áo cộc tay nhung hôm trước bán bao nhiêu tiền nhỉ? Cộc tay nhung 159. Cộc tay nhung 159 á? Các chị ơi, nó đẹp như thế này, hàng em vừa về xong hôm trước nó báo hết là bị hết hàng đấy. Hôm nay nó vừa về thêm chị ạ. Chiều gọi chốt đơn chưa em đặt. À, đơn buổi chiều nay chưa gọi đến đâu chị ơi, nhà em vẫn đang gọi ở đơn tối hôm qua. Nhà em vẫn đang bơi ở trong đơn tối hôm qua. Áo nhung có 3 màu chị ơi, áo nhung em có 3 màu nhá. Ôi chị nhờ, lấy cho em mấy mẫu áo nhung ấy. Nó có nâu nữa mà chị. Nâu đen này, rêu xanh, có màu nâu mà chị ơi. Em nhớ có màu nâu rồi. Xem lại xem nào. Áo nhung HG các chị này. Nhung HG cho em lên luôn. Tại vì hôm nay em lên hơi muộn nhé chị nhá. Cho em xin lượt chia sẻ với ạ. Chưa hết đâu chị ạ. Thực sự luôn em muốn nghỉ. Nhưng mà nhiều mã mới về quá chị ơi. Nhiều mã mới về lắm mà nó đẹp như thế này ạ. Nghỉ buổi nào các chị ơi, tiếc buổi đấy ạ. Mã 707 nhà em còn chị nhá. 4 ngày chưa về tới Hà Nội á. Chị ơi cho em số điện thoại em kiểm tra đơn cho. Đỉnh cao em còn chị Nguyễn Hà, cho em số điện thoại với chị ơi. Cho em xin số điện thoại với. Mua hàng một chút đơn chị ơi, đơn hàng em nó đang quá tải chị ạ. Đơn hàng đang quá tải chị ơi nhá. Lên mã này cho em là gì? Chị ơi, mã T bao nhiêu nhỉ? Đến hôm nay đến mã T bao nhiêu rồi? Không mà lên cho em là mã này là mã T20 chứ chị ơi nhá. Để chị ạ, T20 và kèm số điện thoại. Em đang về chút là size gì chị? ML. Áo nhung cộc tay các chị này, áo nhung cộc tay ạ, quần em mặc có bán chị nhá. Quần em mặc là mã quần sóc 7. Quần sóc mã này là sóc 007 chị ạ. Sóc 007 em đang có cả màu đen với màu nâu, hai màu nhá. Em có size các chị từ khoảng là 43, 44 cân đổ lên, 45 cân ấy. 44, 45 cân đến tầm khoảng 60 cân đổ về các chị nhá. Quần em có size các chị 60 cân đổ về. Đó. Em ở Tuyên Quang chị ơi. Áo khoác em có lên bây giờ đấy chị ơi. Em chưa được chốt đơn á. Em ơi, nhà chị vẫn đang gọi chốt, nhân viên vẫn đang làm buổi tối em ạ. Nhân viên nhà chị vẫn đang làm cả buổi tối, cả ngày, cả tăng ca cả tối nữa. Áo đẹp lắm, em cảm ơn chị luôn. Đây các chị này, em đang có đen các chị nhá. Mã này là mã T20. Để chị ạ, cho em xin lượt chia sẻ với giờ này. Thực sự luôn em rất là đuối nhưng mà nhiều mã mới quá, nhiều mã mới quá. Còn bộ thể thao không ạ? Em đen chị mua hai bộ tí em đen sau chị nhá. Rồi đỉnh cao, ok chốt chị Đình Vũ với chị Nguyễn Hà này. Mã này các chị comment cho là mã T20. Đây là màu xanh các chị này. Để chị ạ, màu xanh này em gọi là màu xanh dương các chị nhá. Để chị ạ, màu xanh xanh coban này. Màu đen này, em mặc là màu gel, em có 3 màu. Các chị lên mã hàng cho em là không mua cũng chia sẻ. Ok chị Hưng Lê ạ. Địa chỉ em chị cũng ở Tuyên Quang, em ở Hàm Yên. Chị ơi, áo này mặc phê lắm, em cảm ơn chị. Hàng HG chị ạ, hàng chất lượng như này. Em tặng các chị luôn 159.000 đồng đúng không? 159 và kèm số điện thoại ạ. Chia sẻ like cho em tặng các chị giá nốt 150.000. Được chưa ạ, chia sẻ like cho em tặng các chị giá 150.000 đồng một áo ạ. Lên mã này cho em là T20 và kèm số điện thoại ạ. Em có size ML các chị nha, hai size. Em chốt đơn các chị từ khoảng là 45 cân. 45 cân trở lên toàn là 60 62 63 cân đổ về ạ.
45 cân đến 62, 63 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. À. 3 màu cho em như này ạ. À. Hoàn toàn bộ hàng dĩ của HG ạ. À. Ok, chốt chị Nguyễn Thủy này. Những cái mã này các chị mặc rất là sướng luôn. Các chị ạ, à, chất nhung nó mềm các chị nhá. Chất nhung nó mềm ạ. À. Chị ơi lên số điện thoại giúp em với. 4 ngày chị được hàng cho em số điện thoại em kiểm tra đơn nhá. Chị Thư Lê, ok chốt đơn hàng ạ. À. Giờ gọi cho nó lấy hàng được không em? Gọi cho ai hả chị? Gọi cho shipper ơi, như nào chị ơi? Chị Đinh Hảo cho em số điện thoại lại chị ơi. Tại vì là đơn hàng của buổi trưa hôm nay nhà em chưa gọi đâu chị ơi, mà ngày mai nhà em sẽ gọi chốt đơn của trưa hôm nay. Nhiệt 636 em còn chị Hưng Lê à, Hưng Nguyễn ơi. À, có Adidas nguyên một màu là cái gì chị? Mã này các chị comment em là T20 chị yêu nhá. T20 ạ, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em với ạ, 150.000 đồng một áo. Đấy chị ạ, của nó là áo nhung HG cộc tay các chị này, nhung HG cộc tay ạ. Cái chữ này của nó là hàng thêu các chị nhá, chữ này của nó là thêu cho em ạ, nhung nó rất là mềm. Em có hai size là size M với size L ạ, toàn bộ của nó là hàng nhung hãng như này. Để chị ạ, hàng HG, hàng thương hiệu rồi bây giờ em sạc các chị 150 ạ. Lên mã hàng cho em là T20 và kèm số điện thoại cho em với ạ. T20 kèm số điện thoại cho em ạ, chất lượng các chị này. Cái hình này của nó là chữ thêu các chị nhá, chứ không phải chữ in hay chữ dán mà đâu. Đó, toàn bộ hình thêu cho các em các chị ơi, đặt nhiều rồi mà không được gọi chốt chị Đình Vũ cho em xin lại số điện thoại với chị ơi. Bộ nhung á, bộ nhung em còn, bộ nhung em còn. Mã T20 cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn em xả luôn các chị là 150.000. Một chiếc xe 20 có bán mà chị ỉ, chị Tuyết Nguyễn ok em chốt đơn hàng ạ. Quần em mặc có chị ơi, lấy em một cái mã quần 007 chị ơi. Shop 007 ạ các chị này. Em có hai màu các chị nhá. Shop 007 kèm số điện thoại ạ. Em có size các chị 40, 243 cân đến 60 cân đổ về ạ. SML, XL các chị nhá. Cái này là có kèm dây lưng. Đấy. Một áo 007 rồi ok. Nhiệt 636 để em một tí chị ơi. Mã này các chị comment của em là shop 007, nó là shop nhung các chị này. Shop nhung của mã 007 cho em ạ. Em có nâu với đen. Đấy đưa cho em cả dây lưng của nó này đấy chị ơi. 60 cân đổ với em chút đơn ạ. Chị Mai Hoa ok chút T20 ạ. Lên mã hàng một kèm số điện thoại cho em mã này ạ. Quần shop nhung cho em nhé các chị yêu nhá. Toàn bộ của hàng Quảng Châu luôn các chị này. Em có size các chị từ khoảng là 42, 43 cân đến 60 cân đổ về ạ. 42, 43 cây 60 cân đổ về ạ. Tặng các chị trên line nhà em là 170.000. Để chạm 170.000 đồng một quần. Các chị lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Đây là màu nâu các chị nhắc, màu nâu ạ. Và tông màu đen. Có HG thường cộc tay không em ạ? Em còn chị ơi, có đấy. Có HG thường cộc tay ạ. Chị Đinh Trà rồi ok. Chị Hàng Vũ chốt shop 007 này. Chị Trần Lài ok em chốt đơn ạ. T20 ạ, 3 màu ok. Chị luôn cho em số điện thoại với chị nhá. À, áo đá 636 còn không á? Áo 636 là cái nào mà các chị hỏi nhiều nhỉ? 636 hết rồi à? 636 em hết hàng rồi. 636 em hết hàng rồi chị ơi. Hết sạch chính xanh còn thế nào. Đây các chị này, quần này nó sẽ có cả dây lưng các chị nhá, có cả dây lưng. Em chốt các chị nhà mình dưới 60 cân đổ về ạ. Để chạm dưới 60 cân đổ về lên đơn hàng. Các chị lên chuẩn mã hàng cho em là shop 007 cộng số điện thoại cho em ạ, màu nâu và shop 007 cho em ạ, tông màu đen ạ. Thế nha chị Độ Phương. Thế là bị hết đấy chị ạ. Em bảo rồi tại vì giá khi mà em xả thì nó không còn số lượng đủ size số nữa các chị nhá. Cái mã áo gió ấy chị ơi. Chị thông cảm để xem chuyến sau em có săn được sale một tí nào nữa không ấy. Đồ bộ tí em lên sau chị ơi. Mã này các chị comment là shop 007 các chị nhá. Shop 007 cộng số điện thoại ạ. Giáng sinh em giáng sinh đã à. Ui em có theo đạo đâu. Em đi theo đạo, em đi theo lương mà chị. Cho nên là em không bao giờ em đi ấy đâu, đi em Noel đâu chị ạ. Đợt trước thì cứ gọi là khi mà chưa lấy chồng thì cứ kiểu là đi theo các bạn thôi, nhưng mà từ ngày lấy chồng con rồi chả biết Noel Noel là cái gì luôn ấy. Cảm ơn chị Thành Huế nhá. Ok cho chị Nguyễn Tuyến này, chị ơi comment của em là shop 007 tại vì em có mấy mã đấy. Đừng comment là nguyên shop nhung chị nhá. Mã shop 007 cho em tại vì tất cả cái này nó có mã hàng. Để cho em có SML, XL các chị comment là shop 007 và kèm số điện thoại cho em ạ. Shop 007 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em tặng các chị trên line thì em là 170.000. Để chạm 170.000 đồng. Nhung của nó là nhung lý các chị nhá. Nhung lý, nhung ép cho em ý. À, chị comment chuẩn mã hàng cho em chị Liên Nguyễn Thị ơi. Chị Nguyễn Thúy rồi ok. Đơn hàng em vẫn đang gọi chốt. Chị để điện thoại giúp em với là các bạn nhà em sẽ gọi chốt đơn nhá. Chị Hàng Vũ có, chị Liên Nguyễn Thị có. Chị Hoa Biển sao ok chốt shop 007 này. Em nhìn thấy chị Lâm Thanh nhá. Em đang có cả màu nâu với tông màu đen. Hai màu cho em các chị ơi, đủ size số. Đấy, có đủ size đủ số luôn. Lấy cho em con áo đây đá 90 nốt này. Đợi em một tí em lên cái mã đá 90 này luôn. Mã em mặc là shop 007 ạ. Ơ kéo dây em để đâu nhá. Shop 007 màu đen và shop 007 cho em ạ, tông màu nâu kèm số điện thoại các chị chốt đơn hàng nhá. Mặc áo chất lượng màu đen đi em ạ, đợi em tí chị ơi. Nói chung là cái quần shop này các chị mặc với easy mix cái gì cũng đẹp ấy.
Hôm nay lên các chị những cái mẫu đá mới của hàng cao cấp luôn nhé. Vét về rồi, vét hôm nay về đủ size các chị ơi. Hôm nay chị nào đợi vét các chị nhanh tay nhá các chị nhá. Ngày hôm nay nhà em đặt được hàng đủ size số rồi. Đấy, chị nào chốt shop 007 các chị lên đơn hàng ạ. SMLX các chị yêu nhá. SMLXL ạ. Chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Cái này nó sẽ có dây lưng này, em có hai màu là nâu với đen. Hôm nay có lên vét không? Có chị ơi, có vét luôn. Có vét luôn. À, lấy cho em cái áo đá mẫu mới chị ơi. Mẫu mới kìa. Áo đá mẫu mới của hàng FT3 ấy. Mẫu nào cũng được, cái mẫu mà chữ FF ấy. Đấy, ở trước mặt chị đấy. Rồi, rồi rồi rồi. SMLX. Mã này có đủ size SMLXL. Hôm nay về các chị một mẫu xịn sò luôn các chị nhá. Đấy chưa ạ, đẳng cao, đỉnh cao của chất lượng luôn ạ. Đấy chưa ạ, đỉnh cao của chất lượng luôn mã này ạ. Để em xem giá đã. Các chị nhìn hàng này. Đấy chưa ạ, chật quá các chị ơi, em mặc quần sóc của size M chị ạ. Em có size các chị từ khoảng là 44, 45 cân đến tầm khoảng 60 cân đổ về đấy. Em mặc size M, em 54 cân, em mặc size M được ạ. Áo dài tay HG em còn nhá. Áo vest em có size các chị tầm khoảng 63 cân đổ về. Để chưa, áo vest có size các chị tầm 63 cân đổ về, các chị nhìn hàng này. Được chưa, hàng này của nó là hàng cao cấp hơn một chút các chị yêu nhá. Hàng cao cấp hơn, các chị lên đơn hàng cho em mẫu này ạ. Lên cho em mã gì ạ, đá 137 ạ. Được chưa, mã 137 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 137 lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em, các chị chốt đơn các chị này. Mẫu này các chị không phải chê luôn ấy chị ơi, mẫu mới. Đấy chị ạ, mã mới ạ, đủ size từ size S nhá chị yêu nhá, SMLXL. Em chốt đơn các chị 40 cân đến 65 cân ạ. Đấy chị ạ, từ 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng các chị này. Ôi đẹp quá thực sự luôn ấy, áo nhung là vừa mặc là mã T20 chị ơi. Áo em vừa mặc xong là cái mã nhung cộc tay là mã T20. À, vét đi chị rồi ok em nhá. Vét nhà chị chỉ bán vét tay lỡ thôi chứ không ít khi bán vét tay dài lắm. Đây các bác này, mã này là cho em là mã 1 đá gì ạ? Đá 137 cộng số điện thoại ạ. Đấy chị ạ, đá 137 và cộng số điện thoại cho em ạ. Các chị đang mua hơn 300 đấy ạ. Đấy chị ạ, các chị đang mua hơn 300 nghìn đấy chị nhá. Hàng này của nó là hàng loại 1 đấy các chị yêu. Đấy chị ạ, toàn bộ hàng loại 1 luôn ạ. Lên cho em là T137, à quên, mã đá 137 cho em ạ. Đá 137 và kèm số điện thoại ạ. XL mẫu em chốt đơn các chị thoải mái, các chị tầm 6768 cân cũng vừa. Đấy chị ạ, 6768 cân cũng vừa cho em ạ. Các chị nghe rõ giá cho em với, tại vì mã này của nó là hàng đắt tiền hơn. Đấy chị ạ, mã này của nó là hàng đắt tiền hơn, các chị nhìn hàng cho em ạ. Nhưng mà số lượng của nó là không có nhiều đâu ạ. Tại vì bây giờ không đặt được hàng nữa. Đấy, không đặt được hàng nữa. Cho em xin cả áo vest chị ơi. 137 cộng số điện thoại ạ. 235.000 đồng. Đấy chị ạ, 235.000 đồng các chị lên đơn mã này cho em và kèm số điện thoại nhá. Em còn đủ size từ S đến XL. Em mà nhà còn áo đồng bộ thể dục thể thao. Em xin giá là sao hả chị? Rồi đá 137 cho em là 235.000 đồng các chị này. Toàn bộ cái phần thân nó sẽ là hai lớp. Đấy chị ạ, hàng của FT3 cao cấp luôn các chị nhá. Đấy chị ạ, hàng của FT3 hàng cao cấp xịn các chị luôn ạ. Nhận hàng là bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái nhé, em không miễn phí ship đâu chị ơi. Em tặng các chị giá ngày hôm nay là 235.000 đồng toàn bộ mẫu mới như này. Lên mã hàng trên là 137 và kèm số điện thoại ạ. 137 và kèm số điện thoại cho em, mẫu này các chị mặc ở trong áo vest xinh lắm luôn ý. Được chưa, mặc ở trong áo vest xinh lắm các chị này. Đây các chị ơi, vest nhà em này, các chị nào đã mua áo vest nhà em các chị biết chất lượng đúng không ạ? Mua áo vest nhà em các chị biết chất lượng rồi ạ. Lên ạ, chuẩn mã áo đá em đặt là 137 các chị nhắc, 137 và kèm số điện thoại cho em. Giá 235.000 đồng. Các chị comment luôn hộ em là đá 137 rồi ạ. Đá 137 cho em các chị này. Để em thử mặc cái áo này ở trong áo vest các chị nhá. Nhìn nó khác bọt hẳn luôn. Để chị nhìn nó khác hẳn luôn ạ, các chị nhìn này. Xinh cực kỳ luôn ạ. Áo này là 235 các chị ơi, 235.000 đồng ạ. Ôi này, em chỉ bán trung thành với cái loại áo vest này thôi ạ. Toàn bộ nó là hàng thiết kế riêng. Để chị ạ, toàn bộ cũng là hàng thiết kế riêng mà các chị đang mua ngoài thị trường rẻ cũng phải tầm 450. Để chị ạ, rẻ cũng phải tầm 450.000. Đó, hôm nay về được hình như là có 5 màu rồi. Hôm nay về được 5 màu, 5 màu áo vest các chị nhá. Váy á, váy em chưa về được váy chị ơi. Hôm nay là đủ size SMLX. Được chưa? Đủ size SMLXL các chị này, mặc ở trong áo vest cực kỳ xinh luôn, những con áo đá này các chị này. Nhìn cho em cái phần cổ này và cái phần tay cho em ạ. Nhìn cho em cái phần cổ với phần tay. Các chị yêu lên đơn hàng cho em là vest này các chị comment là gì?
T21. Không, áo vest đi. Áo vest và kèm số điện thoại cho em ạ. Được chưa? Áo vest và kèm số điện thoại cho em, các chị đính lên đơn nhá. Em đang có màu sao lại gửi cho mình hai màu nâu nhỉ? Hai màu nâu gần gần nhau. Hai màu nâu gần như nhau này hơi khó nhỉ. Ôi đẹp tuyệt vời luôn các chị ơi ạ. Áo em mặc là đá 137 chị nhé. Mã 137 là 235.000 đồng ạ. Chị Quyên Bùi ok chốt 623, chị Hường Nguyễn có ạ. Quần em sóc em mặc là quần sóc em mặc là 170.000. Quần sóc em mặc là 170.000 một quần ạ. Chị Hà Bông rồi ok em chốt đơn hàng các chị nhá. Các chị nhìn cho em áo vest này. Em đợi bao nhiêu lâu mới có mã hàng đấy về các chị ơi. Em đang có màu trắng được chưa ạ? Màu này em gọi là tông màu nâu các chị nhá. Được chưa ạ? Màu này em gọi là tông màu nâu đậm đi ạ. Màu nâu đậm này. Còn đây sẽ là tông màu kiểu nâu tây các chị nhá. Nâu tây cho em ạ. Nâu tây này, em mặc là nâu đậm này. Các chị nhìn cho em những cái dòng này, toàn bộ năm nay nó sẽ ăn theo cái dòng mà kiểu là màu trầm ấy. Được chưa ạ? Năm nay sẽ đi theo màu trầm chứ không có tông màu sáng đâu ạ. Đấy, những cái màu này gọi là màu vest an toàn. Màu vest an toàn luôn ạ. Các chị comment của em là áo vest và kèm số điện thoại ạ. Cái form của em nhá các chị, nhiều khi các chị đi may còn không được đẹp bằng form nhà em luôn các chị ơi. Đấy. Tại vì em chỉ trung thành cái dòng này 3 năm nay rồi các chị ơi, chỉ bán một loại này thôi ạ. Các chị comment em là áo vest. Em tặng các chị là 250.000. Em có ra các chị 45 cân đến tầm khoảng 63 cân đổ về các chị nhá. Quần sóc em mặc là quần sóc nhung. Đấy các chị comment áo vest và kèm số điện thoại cho em, các chị mình lên đơn. Chất lượng lắm ấy. Để chạy chất lượng lắm luôn. Chị Vũ Bắc có áo nhiệt T4 không em á? Nhiệt T4 hình như là đơn hàng trước nay em còn đấy chị Vũ Bắc nhá. Chị cứ lên mã hàng với số điện thoại ạ. B46 em còn ạ. Các chị này em đang có màu trắng ạ. Toàn bộ hàng thiết kế luôn các chị yêu nhá. Để chạy toàn bộ hàng thiết kế. Giá bán ạ, rẻ nhất con này ngoại trường ạ. Các chị đang mua mức giá là 360-370. Đấy, đấy là em nói là giá rẻ nhất các chị nhá. Để chạy giá rẻ nhất luôn. Em tặng các chị 250.000. Được chưa ạ? Hàng vừa mới về xong ạ. Hàng vừa mới về xong và toàn bộ hàng em là hàng đặt các chị này. Toàn bộ hàng đặt luôn, em có màu trắng ạ. Đây là tông màu nâu tây chứ nhá. Còn đây em mặc là màu nâu đậm. Được chưa ạ? Màu nâu đậm này. Tông màu đen. Có màu than nữa các chị ơi, có cả tông màu xanh than nữa. Được chưa ạ? Tông màu xanh than, các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại ạ. Đây các bác này, bên trong của nó này, nó may rất là kỹ luôn ạ, từ cái đường make của nó luôn các bác nhá, từ đường make luôn ạ. Áo đá em mặc là mã đá 37 chị ơi. Đá em mặc là mã đá 37. Còn các chị áo vest các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại. Áo trong em mặc có bán chị ơi. Không có sai à, chị có sai ý chị. Áo đá em có sai và áo vest em đều có sai hết. Áo vest là có từ xe S này, M, L, XL. Chúc các chị từ 45 cân ạ, đến tầm khoảng là 63 cân đổ về các chị nhá. 63 cân, 64 cân đổ về ạ. Vest vắt tròn nhìn giá. Đây các chị này, vắt nhà em là các chị nhìn cho em nhá. Form giá này, các chị ơi nhìn cho em một khuy nhá. Một khuy các chị mặc trông lúc bao giờ trông nó cũng trẻ trung. Được chưa? Và cổ ve nhà em sẽ là cổ ve nhọn như này và cổ ve nhọn các chị mặc trông lúc nào trông cũng trẻ. Đấy, mặc trông lúc nào cũng trẻ ạ. Không về ít à? Không, đấy tự nhiên bị giật mình. Chết rồi. Ngày mai trả ít đấy. Bây giờ là trả XML trước đây này. Được chưa? Các chị cứ lên đơn hàng ngày mai nhà em trả đủ size tại vì hàng nó vừa về xong là XML. Đấy ngày mai xưởng mới làm thêm được XL các chị nhá. Các chị mã này các chị comment là áo vest ạ, cộng số điện thoại cho em. Còn áo em mặc các chị comment cho em là mã đá 137 ạ. Cái chạm đá 137 kèm số điện thoại cho em, các chị yêu mình lên đơn ạ. Đấy em thử các chị mặc cái màu vest trắng luôn ạ. Năm nay toàn năm nay là ăn theo tông màu trầm. Nó không không nó không đi theo màu sáng như mọi khi. Đấy chạm mọi khi là em có cả màu hồng này, màu vàng này, màu đỏ này. Đấy chạm màu cam này, nhưng mà năm nay là toàn hot theo màu trầm thôi chứ không có màu sáng. Năm nay không có màu sáng. Đấy bác nào chốt màu trắng các chị lên đơn nhá. Vest trắng và cộng số điện thoại cho em ạ. Vest trắng cộng số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn nhá các chị yêu. Đấy chưa? Em tặng các chị là 250.000. Đấy các chị đi may á, cái tiền công may của giá còn chắc là còn cao hơn đúng không ạ? Mà các chị ơi nhìn cả cho em một con áo vest này. Toàn bộ hàng thiết kế á, không có vest dài chị ơi. Vest trắng 1m50 nặng 50 cân ok chị Hào Thị Vũ ạ. Ok chốt chị Quyên Nguyễn này. 250 một áo các chị yêu, em bao giá các chị luôn ấy, tại vì mã này nhà em mà toàn bộ hàng thiết kế riêng. Toàn bộ hàng thiết kế riêng các chị nhìn cho em ạ, từ tem mác của nó này. Để chạm từ tem mác cho lên cho em các chị yêu nhá. Đơn hàng hôm nay ạ. Đi chưa shop thì em đi đơn rồi ạ. Chất lượng em còn chị Trang Thanh ơi. Áo chất lượng em còn nhá. Các chị chốt cho em màu xanh than. Để chạm các chị chốt cho em màu xanh than ạ. Chị Thanh Thanh ok chốt đá 137 này. Chị Thanh Tưởng ok chốt đơn áo vest. Toàn bộ như em sẽ là dòng tay lỡ, nó sẽ có nắp túi nhá. Chị nào không thích các chị bỏ ở trong cho em. Để chạm chị nào không thích các chị bỏ ở trong cho em như này ạ. Vest trắng ok chị Tu Hàn này. Chị yêu chốt đơn các chị comment là mã hàng mà kèm số điện thoại cho em với ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Sóc nhung là mã sóc 007 chị ơi. Sóc 007 nhà em là 170.000. Sóc 007 là 170.000 ạ. Chị Lam Lam rồi ok em chốt đơn nào vest nhá. Đây màu xanh than này.
Đây màu than cho em ạ. Các chị comment là áo vest màu than và cộng số điện thoại ạ. Đó, áo vest màu than và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây đằng sau các chị này. Con dáng rất là đẹp luôn ạ. Đó, con dáng rất là đẹp luôn nhá. Cái cổ vai của nó rất là êm. Đấy, nó có đệm vai hết cho em ạ. Nâu, nhà em có nâu đậm này, nâu tây này. Đấy, nâu tây nó sẽ sáng hơn một nâu đậm một chút này. Màu trắng, màu than, màu đen. Các chị chọn màu ạ, chọn size vừa cho em nhá. Các chị chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Đơn tới qua vẫn đang chốt đơn với chị Lưu Hương ơi. Áo này nhà chị mua, áo này nhà em chị mua 2 năm rồi, đẹp lắm nhá. Nhưng em chỉ trung thành với loại này thôi chị ạ. Tại vì là cái form dáng của nó với lại cái nhà này nó may đẹp này chị này. Đấy, hàng này em toàn, em chuẩn toàn bán vest của một nhà thôi. Tại vì là cái em đã bán qua rất là nhiều loại rồi. Nhưng mà em chỉ trung thành với một loại áo vest này. Tại vì là cái form dáng nó may kỹ. Là thứ nhất này, đường may đẹp này. Xong là chất vải, chất liệu nó đẹp. Xong là lên form, lên dáng á. Nhiều khi là em mua, em lấy những cái hàng mà nó rẻ hơn hoặc là đắt hơn. Kể cả hàng đắt hơn, 400-500 nghìn không lên dáng đẹp bằng cái này. Đấy, vừa rẻ, cái này là gọi là ngon bổ rẻ luôn ạ. Để chạm form dáng họ đẹp tuyệt vời ạ. 250 nghìn đồng một áo. Đó, 250 nghìn đồng ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Xuân rồi ok ạ. Chị Nguyễn Quý Sao ok trước vest nâu đậm này. Chuẩn mã hàng cho em các chị lên đơn nhá. Áo vest có 250 thôi chị ơi. Các chị về các chị thử xem chất lượng nhà em xem là có ok không nhá. Với lại xem mà giá thành sản phẩm ạ. Thế chạy so với giá thành sản phẩm bên ngoài trường các chị. Ví dụ các chị đi may cái tiền công cũng 200 nghìn đúng không? Tiền công 200-300 nghìn. Còn chưa nói gì đến tiền vải. Đấy, chị Chiên Đào rồi ok ạ. Chị Vũ Hà ok chốt số 007 này. Chị Bôn Bùi rồi ok chốt đá 137 đây. Đá 137 này em là toàn bộ của hàng ST3 hàng loại 1 mẫu mới. Đấy, ST3 hàng loại 1 mẫu mới luôn ạ các chị nhìn này. Trông nó rất là đẹp luôn, từ cái phần nhấn nhá cái cổ của chị nhá. Để chạy cho điểm nhấn ở cổ luôn ạ. Màu đỏ chưa về được hàng chị ơi. Chưa có vải ạ. Đấy, năm nay nó chưa có vải màu đỏ đẹp đâu. Chị Phạm Hồng Chiêng áo nhà Loan rất đẹp, em cảm ơn chị ạ. Mình 60 cân xanh than có size vừa chị Ngô Thùy ơi. 60 cân xanh than có size vừa. Vest chị Loan Mai có vừa chị. Chị Hương Nguyễn có, chị Nguyên Xuân này, chị Dung Nguyễn ok em chốt đơn lại chị nào chốt vest màu than. Nói chung là cái màu than này thì không bao giờ bị gọi là bị lỗi màu đúng không ạ? Không bao giờ lỗi màu. Đấy màu than thì các chị đã quá quen thuộc rồi ạ. Gió 56 em còn chị nhá. Chất lượng bồ hồng ok chốt chị Trang Thanh ạ. Chị mua 3 năm vẫn rất đẹp, em cảm ơn chị ạ. Em bảo rồi, em chỉ làm một dòng này thôi. Đấy, chỉ trung thành một loại thôi, hết thì em sẽ về bù. Được chưa ạ? Các chị nhá, áo vest trên màu đen ạ. Chị yêu chút áo vest màu đen, các chị lên đơn hàng ạ. Kèm số điện thoại cho em ạ. Những cái dòng tay lỡ các chị mặc nó không bị già. Tay lỡ nhìn trông nó bị nó trẻ trung. Các chị phối hợp với cái gì cũng đẹp. Tay dài các chị mặc lên nhìn trông nó đứng tuổi quá. Nhìn nó có già quá. Có size lớn không em? Tầm 63 cân đổ về các chị nhá. Chị Trần An ok chốt vest màu nâu tây ấy chị này. Lên áo màu lên áo đá màu khác rồi ok luôn ạ. À. Áo đá em mặc là đá 137 chị ơi. Đá 137 là 235 nghìn ạ. À. Chị Ngô Thùy ok chốt vest màu xanh than ạ. À. Chị Linh Đan ơi nhà em đơn nhà em vẫn đang quá tải vẫn đang gọi chốt đơn ấy chị ơi. Áo trong em mặc là 235 nghìn đồng một áo chị nhá. Áo đá hàng của hàng ST3 xịn các chị luôn này. Để cho ST3 xịn luôn ạ. À. MK1 MK2 á. À. Còn không á. À. Áo mặc trong là 235 nghìn chị Niêm Linh ơi. Chị Hương Nguyễn đồ ok em chốt đơn hàng ạ. Áo khoác trong tủ màu kem có bán không ạ? Em có chị ơi, em có nhá. Rồi qua mẫu chị ơi. Rồi các chị em qua mẫu khác này. Em qua mẫu khác ạ. Các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. À, mặc chất lượng đen này. Ủa từ từ chị ơi, chất lượng thì trước nay hình như em có mặc rồi mà. Chưa em có lên mẫu đấy rồi đây chị. Lẽ em có mặc cái màu nâu này rồi chưa? Chưa mặc đúng không? Em thử mặc cái màu nâu tây các chị xem luôn nhá. Này các chị, em cho các chị xem cái đường may của nó này. Đường may nó kỹ, nó đẹp lắm ấy các chị ơi. Từ cái đường may cho em nhá. Được chưa ạ? Chị nào làm thợ may các chị nhìn qua cái đường chỉ các chị biết đúng không ạ? Nhìn qua cái đường may các chị biết luôn. Được chưa ạ? Rất là tỉ mẩn luôn các chị này. Đấy, cầm cái áo lên nó gọi là sắc nét tuyệt đối luôn chứ không phải là cái áo mà cầm lên kiểu là nó kiểu đường may gia công đâu các chị nhá. Đơn tối qua nhà em vẫn đang gọi chốt chị ơi. Hôm trước mua áo vest là Loan form để chất đẹp, em cảm ơn chị luôn ạ. Chị Nguyễn Thị Loan ok em chốt đơn. Chị Phạm Hồng Chiêm ok đây màu nâu tây ấy chị này. Tơ màu nâu tây các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Đấy, form đẹp và chất đẹp luôn mà giá chỉ có 250 thôi. Màu đen á, màu đen gì chị? 43 cân thì mặc hơi rộng chị ơi. Em chốt nói chung là chị áo vest em các chị phải tầm 45 46 cân đổ lên. 45 46 cân đến 63 64 cân đổ về em có size vừa nhá. Chị chưa thấy nhìn thấy em mặc màu đen á. Màu đen em lên rồi mà chị. Màu đen mặc lên rồi, nói chung là các chị nào thích màu nào các chị lên màu đấy thôi. Đấy, cứ thích màu nào mình comment màu đấy thôi chị ạ. À. Chứ còn là form dáng nó đều như nhau hết thì chắc nhau cái màu thôi. Chị nào thích màu nào các chị comment màu đấy cho em nhá.
Áo trong người không có màu đen, chỉ có một màu thôi ạ. Có một màu này nhá. Mã này là mã 137 ạ. 137 và kèm số điện thoại cho em ạ. Giá 235.000. Mẫu mới ạ. Em lấy cho các chị một cái hàng mẫu là cao cấp hơn một chút. Để chạm cao cấp hơn một chút, đá nó đính rất là chắc luôn ạ các chị này. Để chạm hàng xịn của FT3 luôn các chị yêu nhá. Đấy, đá của nó màu cũng rất là đẹp luôn ạ. Chị Tú Anh Ninh rồi ok ạ. Quần bò thổ á. Bên tay dài em có nhưng mà có cái hàng Quảng Châu chị ơi. Có cái hàng Quảng Châu. Tiếp theo mẫu này em còn sót một ít các chị này. Để cho em còn sót một ít của mã này ạ. Mình mua 2 năm rồi, đẹp dáng chuẩn. Em cảm ơn chị Phạm Gia. Nói chung là để mà cái độ feedback của khách hàng, những cái áo dòng áo vest của em các chị không phải suy nghĩ tí nào luôn. Áo vest 250 chị ơi. Áo vest 250 ạ. Áo da lót lông á. Da lót lông để nhà em có mấy loại chị ạ? Áo vest nó sẽ giãn nhẹ thôi chị ơi, chất nhà em nó sẽ giãn nhẹ thôi ạ. Mã này là đá 90. Đá 90 em còn sót ít các chị yêu nhá. Đá 90 em còn sót một ít thôi ạ. Chị An Lê không được gọi chốt đơn à. Mã này các chị có em là đá 90 và kèm số điện thoại ạ. Máy của chị hôm nay nó không hiển. Đá 90 và kèm số điện thoại cho em. Em đang còn lẻ size mẫu này ạ. Cắt mẫu luôn đấy chị yêu nhá. Em đang còn size M này. Đang còn size M mã đá 90 ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ. Size M. Size XL này. Nói chung là ngày mai các chị chọn cho em size vừa nhá. Em còn MLXL ạ, còn sót tầm khoảng là 7-8 chiếc. Để cho em sản lúc các chị là 160.000. Mã hàng cho là đá 90 và cộng số điện thoại ạ. Đấy chị Đào Như Phượng có ạ. Đấy chị ạ, chị Sái Duyệt ok, đại chị Nguyễn Uyên ok, chị Đặng Lánh ạ, chị Độ Gỗ Tiến Long ok, em chốt đơn hàng ạ, sóc 007 ok chị luôn nhá. Mã này các chị comment trên là đá 90, đá 90 cho em ạ, em xả luôn 160.000, em còn sót vài chiếc các chị này, em còn sót bằng này trước, tặng các chị là giá 160 các chị nhá. Đấy chị ạ, tặng các chị nốt là giá 160.000 đồng ạ, các chị comment trên là đá 90 và cộng số điện thoại ạ, đá 90 và cộng số điện thoại cho em ạ. Đây các chị này, đá rất là sáng luôn và đá đổi màu các chị nhá. Toàn bộ đá là đá đổi màu ạ, chị Hoa Bốn Biển ạ, chị Hải Yến. Chị nào mà đặt hàng của tối hôm qua với trưa hôm nay rồi thì tối hôm nay các chị dừng cái mã này cho em ạ. Tại vì mã này em còn rất là ít thôi. Và nhà em chưa gọi đến ý, nhà em chưa gọi đến. Các chị lên đơn hàng cho là đá 90 và cộng số điện thoại cho em. Em có MLXL ạ, MLXL 3 size. Áo phông thì em lên sau chị ơi. Bình tĩnh cho em áo phông nhá. Chị Hải Đỗ có, chị Ngô Thùy Dỗ ok, em chốt đơn hàng ạ. Mã này đá 90 và kèm số điện thoại ạ. Đá 90 và kèm số điện thoại cho em ạ. Tiếp theo chị ơi bóc cái này xuống đây chị ạ. Mã này lên cho em là đá 559 ạ. Đá 559 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mã này lên cho là đá 500, đá 559. Tách số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đấy mã này đá 559 này. Xinh lắm luôn các bác nhá. Em đang còn size xanh than chị ơi, vest thì có màu xanh than. Đây mã đá 559 ạ. 559 em xả lúc các chị là 165.000. Em còn size các chị từ khoảng là 45 đến 65 cân. 45 cân đến 65 cân đổ về các chị chốt đơn hàng ạ. Đá 559 và kèm số điện thoại ạ. Đấy chị ạ, đá 559 và kèm số điện thoại cho em 165.000 đồng các chị yêu. Đấy chị ạ, 165.000 đồng các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Đá 559 nha các chị này. 165.000. Đó, 165.000 đồng các chị yêu lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Xuân Hương rồi ạ. 559 ok, Trần Tu Hiền này, chị lại Tương Thanh à. Tương Thanh ok này, chị Thảo Phùng ạ. Chị Trình Thơm ok này, chị Thanh Mai, mã này đá 559 chị nhá. 559 cho em là 165.000 ạ. 165.000 đồng một áo, các chị lên là chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Chị Loan Đỗ comment cho em xin cái mã hàng với chị ơi. Chị Nguyễn Thị Thúy rồi ok, em chốt đơn ạ. Chị Hoàng Yến xuất khẩu lao động ok chị luôn ạ. Dùng qua mẫu nào, mã tất cả những cái mã này em còn số lượng ít, em sẽ tua nhanh nhé chị yêu nhá. Còn ít sẽ em sẽ lên mẫu nhanh ạ. Lên tiếp mẫu mới nữa nhá các bác ơi, lên tiếp mẫu mới nhá. Mã này là đá 133 cho em. Đá 133 và cộng số điện thoại ạ. Tiếp theo các chị một mã đủ size số của hàng cao cấp ạ. Đấy chị ạ, đủ size số của hàng cao cấp luôn ạ. Nhìn được áo đá 56 đẹp lắm em ơi, cảm ơn chị luôn ạ. Đây các chị này.
để cho các chị xem nhá, các chị yêu nhá. Cái đá của nó rất là sáng luôn. Đấy, món này em có SML 3 size ạ. SML 3 size, các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Đá 133 và kèm số điện thoại các chị yêu nhá. Đá 133 và kèm số điện thoại cho em. Xinh quá cái mẫu này. Đá sáng nhờ. Ôi. Để chặn đá 133 các chị lên đơn hàng ạ. Chắc như nó cắt luôn. Nhưng mỗi tội là số lượng nó không có nhiều các chị ạ. Để chặn số lượng nó không có nhiều, các chị lên đơn hàng trên là đá 133 cách số điện thoại cho em ạ. Đá 133 và cách số điện thoại cho em. Em có xa các chị từ 40 cân đến tầm khoảng là 65 cân đổ về ạ. 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn nhá. Cái này là lưới co giãn, để chặn chất lưới co giãn và lưới hai lớp cho em ạ. Quần sóc dồn đơn á. Sóc này các chị có mày sóc 007 chị ơi. Sóc 007 ạ. Đá em mặc là đá 133. Đá 133 kèm số điện thoại cho em ạ. Em có SML 3 size ạ. SML 3 size các chị nhìn nàng này, quá chất lượng luôn ạ. 235.000 đồng ngày hôm nay các chị yêu nhá. 235 ạ, đá 133 cộng số điện thoại các chị lên đơn hàng ạ. Có mỗi 50 cái các chị ạ. Thực sự luôn em có đúng 50 chiếc các chị lên nhanh cho em mã này ạ. Đá 133 cộng số điện thoại ạ. Chị Đào Thu có, chị Trần Cương ạ, Hoàng Yến ạ, chị Tiến Duyên ok em chốt đơn hàng ạ. À khoác thân dài em có luôn chị ơi. Áo này 235.000 chị ơi. 235.000 đồng ạ. Các chị em vẫn đang mua ngoài hơn được chứ, hơn 300 đúng không? Hơn 300.000. Em chốt các chị dưới 65 cân là SML 3 size các chị yêu nhá. SML 3 size. Toàn bộ hàng của ST3, hàng cao cấp các chị này. Đấy chị Nguyễn Duyên cho em xin số điện thoại với ạ. 133. Các chị nhìn mã hàng này, vừa đẹp vừa sang các chị yêu nhá, vừa đẹp vừa sang luôn ạ, mã mới ạ. Chị Trần Thị Phòng ok em chốt đơn hàng ạ. Mã này 133 và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo vest của chị Lan Trần này, thêm một áo 133. Chị ơi mẫu mới xinh lắm ý các chị ơi, nhìn cái chất lượng của nó và đá rất là sáng luôn ạ. Để chạm đá rất là sáng luôn ạ, form dáng đẹp các chị nhá. Để chạm form dáng đẹp ạ. Lên chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em các chị yêu mình chốt đơn ạ. À, cả đạ 699 lúc chiều ạ. Ok chốt chị Nguyễn Duyên ạ, chị Sinh Hòa, Nguyễn Lý chốt đơn hàng ạ. 133 cộng số điện thoại cho em. Em bao giá các chị luôn ạ. Đá mã trước là mã bao nhiêu nhỉ? Đá 90 đá. Không. 137 à? 137. Đá trước là mã 137, còn đây là mã 133 chị nhá. Sóc lên sóc nhung tâm á. Đây là sóc nhung lì chị này. Mã đá 559 ạ, chị 60 cân ok chị ạ. Chị Thị Nguyễn ok chốt đơn đá 133 các chị này. Form dáng quá đỉnh luôn các chị ơi ạ. Đá 133 và cộng số điện thoại trên cái cổ nó rất là xinh các chị yêu nhá. Chị Vũ Huệ ok chốt đơn ạ, 133 này. Chị Quyên Bùi ok chốt 133 này. Chị Hoàng Giang có đơn hàng ạ. Lên áo vest đi á, áo vest các chị ơi, mặc ở cái này mặc bên trong áo vest cực xinh luôn ý. Có một màu này thôi, em lên mẫu nào thì em chỉ lên một màu thôi chị ạ, cho các chị dễ chọn nhá các chị nhá. Nhiều màu quá khó chọn ý. Chị Phạm Thị Minh ạ, chị Nguyệt Tuấn có đơn hàng ạ. Lên áo giữ nhiệt đi chị ạ, giữ nhiệt gì em, đây cũng là dòng giữ nhiệt mà em. Đây cũng là dòng giữ nhiệt đấy, chị Thủy Nguyên có ạ, chị Hà Bùi chốt đơn ạ, chị Vân Nguyễn ok chốt đơn hàng ạ. 133 cộng số điện thoại cho em ạ, 235.000 một áo các chị yêu nhá. 235.000 đồng các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Đấy, lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Đơn hàng hôm qua nhà em vẫn đang gọi chốt ạ. Chị Đồng Yến ạ, chị Bùi Hiền chốt đơn ạ, chị Thanh Thanh có đơn hàng ạ. 133 và cách số điện thoại 52 cân có size vừa chị ơi, từ 40 cân đến 65 cân nhà em có size vừa. Quần ống len nhà em chưa tìm được hàng chị ơi, bây giờ nó đang sót ở trong kho, bây giờ chưa tìm được ra. Có quần nhung lót lông không? Em không có chị ơi. Chị Lầu 7 ạ, tại vì quần nhung em rất là dày rồi. Không cần phải lót lông đâu các chị ạ. Chị Hoàn Ngọc ok, chị Tuyến Bế rồi ok em chốt đơn hàng ạ. Chị 133 cả là 699 ok chị luôn. Chị Thoan Sơn ok chốt 133 481 này, chị Hàng Vũ có đơn hàng 133 này. Đủ size số các chị ơi, hàng nó mới về các chị ơi, mã mới về. Đấy, đưa cho em một con áo vest trắng cho chị Hoa ơi. 133 và lên số điện thoại cho em ạ. Đúng áo như em mặc nhá chị ơi. Áo như em nó đều có mã hết. Đâu đưa xem con 133 đây. Đây chị này. Nó đều có mã hàng hết các chị nhìn cho em ạ. Đấy, tất cả áo như em nó đều có đánh mã hàng hết. Chỉ cần các chị comment đúng mã là đúng hàng thôi. Đấy, chỉ cần comment đúng mã là em là đúng hàng. Đây các chị này, nó đều có cái mã số ở trên cái tem của nó hết luôn ấy. Cho nên là các chị comment cho em là chuẩn mã hàng cho em là mình chốt đơn đúng. Trừ khi các chị comment sai cái mã thôi. Ví dụ là 133 các chị đã comment là 331 như thế là sai mẫu. Đấy thì nhân viên em nó sẽ không nhận được hàng. Comment chuẩn cho em cái mã hàng là 133 và kèm số điện thoại là các chị mình lên đơn nhá. Quần em mặc là 007 chị ơi. Quần sóc 007 ạ. Sóc 007 là em là 170.000. Sóc 007 cho em là 170. Còn áo đá mã 89 còn có vài cái rồi chị ạ.
còn có vài cái nó không còn đáng kể bao nhiêu ấy. Đấy, chị Nguyễn Thủy ok, chị Mơ Hoàng, nói chung là tiền nào của đấy các chị này. Hàng hơn 300.000 giá thị trường đang bán. Em chốt giá đẹp các chị ngày hôm nay là 235.000 đồng một áo. Để chị ạ, 235.000 đồng một áo ạ. Chị ơi, đơn hàng em đang quá tải chị ạ, cho nên là chị thông cảm đợi điện thoại giúp em với. Đấy, các chị thiện chí mua, các chị đợi để điện thoại giúp em với nhá. Tại vì đơn hàng em, nhân viên vẫn đang tăng ca. Nhân viên vẫn đang tăng ở ca tối ý, chị ơi. Cố gắng là chốt đơn cho nó kịp ý. Đấy, B4 em còn, chị Nguyễn Thu Huệ ơi. Em ôi tề luôn. Đơn hàng nó quá tải, nhân viên gọi là làm việc hết công suất luôn các chị ạ. Chị Hoàng Thị Xíu ok, chốt 13. Các chị cứ lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em ạ. Nhân viên em sẽ gọi chốt đơn hết các chị nhá. Chốt đơn lần lượt hết ạ. Chị Phan Thị Cường ok, em chốt đơn hàng ạ. Chuẩn mã hàng cho là 133 và kèm số điện thoại ạ. Đấy, 133 và kèm số điện thoại cho em ạ. Cái mã này hôm nay về nhiều không chị? Đấy chưa? Đẹp nhở, xinh quá cái mẫu này này. Chị Vân Nguyễn có ạ. Chị Phạm Hằng có ạ. Ôi quá mệt luôn. Cho em xin một mã khoác len chị ơi. Nhanh nhá, khoác len cho em ạ. Những cái mã này các chị mặc ở trong khoác len cũng xinh. Đấy, mặc trong khoác len cũng xinh luôn ạ. Lên cho em mã này là mã tri ân và kèm số điện thoại ạ. Chị chặn lên cho là mã tri ân và cộng số điện thoại cho em mẫu này. Các bác nha, khoác len ép. Khoác len ép các chị này. Chất nó quá sướng luôn các chị ơi. Để chặn quần em mặc là dây của nó sẽ đi theo quần chị ơi. Quần này có kèm dây đai đấy. Chị Nguyễn Kim Ngân Nguyễn ok, em chốt đơn là chị Nguyễn Hạnh có ạ. Còn chip 9K không em là cái gì chị? Nghe là gì có bán chip thì 9K à chị? Không có. Chip 9K là cái gì? Quần đùi đang mặc là quần nhung chị ơi, quần nhung lì. Quần đùi em mặc là quần nhung lì nhá. Ờ, đơn của chị nếu mà gọi điện mà chốt đơn xin địa chỉ là em đi đơn rồi. Chị ăn không còn màu đỏ đâu. Chị nhìn lại đi. Còn không? À còn. Ôi em đánh chị bây giờ. Hàng nó còn sao lại bảo hết. Em mặc là shop đấy chị ơi. Mã này các chị có mẹ em là mã tri ân nhé các chị ơi nhá. Tri ân và cộng số điện thoại cho em. Em nó có màu nâu tây đấy chị này. Màu nâu tây này. Để chạy màu nâu tây ạ. Tông màu be cho em. Đấy, mã này em về nốt chuyến này là em không có hàng nữa các chị yêu ạ. Em về nốt chuyến này em không có hàng ở đâu. Các chị lên chuẩn mã hàng cho em là tri ân và cộng số điện thoại cho em. Các chị chốt đơn nhá. Em mặc là màu nâu, để chặn nâu em sẽ là nâu tây. Đây là tông màu B các chị này. Tông màu trắng đen ạ, tông màu trắng đen cho em ạ. Và tông màu đỏ, các chị lên chuẩn mã hàng cho em là tri ân và kèm số điện thoại ạ. Hàng 580 ạ, 620 giá cũ nhá. Em tặng các chị là 350.000 đồng ngày hôm nay ạ. Em có áo da nhung chị ơi, em có. Mã này lên chuẩn mã hàng cho em là tri ân và cộng số điện thoại, các chị lên đơn hàng. Đá 559 ạ, em còn sót vài chiếc chị ơi. À, đá 133 60 cân thoải mái vừa cho em chị ơi. Chị Trung Nguyễn ok, em chốt đơn nhá. Các chị gái lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Khoác len của hàng loại 1 luôn ạ. Khoác len hàng loại 1 ạ. Em săn sale. Được chưa ạ? Giá cũ trước em nhập vào giá nó cao hơn nhiều chị ơi. Chị Nguyễn Thị Mai ok, em chốt đơn hàng ạ. Xem áo cổ lông thì em lên chị ơi. Bán này lên chuẩn mã cho em là tri ân nhá các chị nhá. Mã tri ân cho em ạ. 63 cân đồ, 64 cân đồ về em chốt đơn ạ. 63, 64 cân đồ về các chị chốt đơn hàng ạ. Tri ân và kèm số điện thoại khoác len ép cho em ạ. Nó rất là đẹp luôn ạ các chị này. Xịn lắm, chất len màu đanh. Để chạy chất len màu đanh chất luôn chứ không phải cái chất len mà dạo dạo luôn các chị nhá. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đi về con. Nó đem gì? Đi về. À, lên áo nhung á, nhung đá. Rồi chị Trần Huế á. Chị ơi quần nhung em mặc comment em là quần 007. Chị ơi sóc 007 đi. À, quần sóc 007 cái mã hàng của nó ấy. Chị ăn màu nâu ok, chốt chị đội Lưu Thị Khanh này. 007 là mã hàng quần sóc chị nhá. Chị Kim Tuyến ok, chốt đơn dồn này. À, chị Tư Nguyễn lên mã hàng giúp em với chị. Comment cho em xin mã hàng với số điện thoại với ạ. Chị ăn ok, chốt chị Vân Nguyễn này. Các chị ơi chọn màu luôn nhá. Em hứa luôn là cái mã này em không có về được hàng nữa chị ơi. Mã này là chuyến cuối rồi. Mã này em bị tắc bên một tháng, hôm nay mới về được hàng ấy. Đấy thì em bảo là thôi đằng nào cũng thế. Cuối năm rồi ạ. Mình gọi là mình em bán các chị mã này các chị nhớ em. Để chạy chất lượng của nó tuyệt đối, tuyệt đẹp luôn này. Các chị ơi giá bây giờ em bán rẻ hơn có giá các chị đi nhập xỉ đấy ạ. Để chạy giá rẻ hơn giá nhập xỉ luôn ạ. Em tặng các chị giá 350, hàng loại 1 luôn các chị yêu nhá. Toàn bộ khoác len của hàng loại 1 luôn các chị nhìn hàng cho em ạ. Tri ân cho em một cộng số điện thoại ạ. Shop 007 ok Trần Huế ạ. Áo trắng đằng sau là cái gì? Chị Hoàng Ngọc ok, các chị này nâu tây này, màu be, màu đỏ và tông màu màu gì nhỉ? Màu be, màu đỏ này, nâu tây và tông màu đen trắng. Để chạm tông màu đen ạ. À. Các chị ơi, màu và kèm số điện thoại cho em một con khoác lên các chị nhá.
Chị Phạm Hà, ok chị quyết chiến thắng lại áo len các chị ơi. 350. Các chị lưu ý nhá, để chạy hàng loại 1 đấy các chị về các chị so sánh về chất lượng với giá cả luôn hộ em. Áo em mặc có size không ạ? À? Áo mặc bên trong thì có size nhưng áo khoác bên ngoài nó sẽ là free size chị nhá. Áo khoác len nó chỉ có giãn thôi chứ không có size đâu ạ. Đấy, thường áo len nó sẽ không có size, các chị nhìn xem màu đỏ này. Đỏ cái đỏ đậm các chị nhá, không phải là đỏ tươi đâu ạ. Chị Mai Thu Hoàng ok. Chị Yến Yến này. Áo da đợi em tí. Chị Ân ok, chốt chị Thanh Phan này. Mã hàng trên là chị Ân cho em mặc tông màu đỏ và cộng số điện thoại ạ. Chị Tạ Thương có ạ. Lên áo phao thân dài ạ. Phao thân dài đợi em tí nhá. Chị Ân màu be, chị Hồng Loan cho em số điện thoại với ạ. Chị Nguyễn Tuyền, chị cứ lên mã hàng đỉnh cao cho em mà cộng số điện thoại cho là mình có đơn thôi. Đấy, mã hàng em vẫn đánh như thế. Em vẫn còn hàng, các chị cứ lên mã hàng với số điện thoại cho là mình có chốt đơn thôi chị ạ. Áo bên trong em mặc là 235.000 chị ơi. Áo bên trong em mặc là 235 là mã 1 đá 133. Đá 133 cho em là 235.000 áo bên trong. Chị Đào Nguyễn có ạ. Gió 54 thì mình còn không nhỉ? Em ơi, gió 54 mình còn không? Gió 54 em đang lẻ sai. Chị ơi, chị comment là gió 54 đi. Xong là ngày mai nhân viên em sẽ tìm sai số các chị mình vừa nhá. Có sai vừa thì em sẽ chốt đơn. Chị Nguyễn Thị Mến này, chị Thư Nguyễn ok, em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cho em là chị Ân cho em màu đỏ và cộng số điện thoại ạ. Màu em cầm tay á, màu em cầm tay là màu be chị ơi. Đây là màu be. Đấy chị ạ, mã áo nhiệt là mã 133 chị ạ. Nhiệt 133 là mã áo đá, nhiệt đính đá chị ơi. Chị Bác Phú rồi ok. Chị Nguyễn Thị Hà, số điện thoại của em mờ quá không nhìn thấy á. Số điện thoại là 0988301183 là số hotline chị ơi. Chị Vân Nguyễn Thị ok, bộ B4 em còn hàng chị Hằng Anh ơi, B4 em còn nhá. Nhưng còn sót cũng mấy bộ thôi, nó không còn nhiều ấy. Số lượng bây giờ không còn cái mã nào có số lượng nhiều cả. Nay nhận ở B46 đẹp lắm, em cảm ơn chị ạ. Chị Thủy Nguyễn lên số điện thoại giúp em ạ. Chị Dương Hương ok ạ. Áo khoác này em sale 350 chị ạ. 350, em bao giá các chị luôn. Các chị nhìn hàng, các chị nhìn chất lượng nhá. Rồi toàn bộ hàng tem của nó luôn này. Cầm cái áo nó nặng tay. Đấy chị ạ, cầm cái áo khoác lên nó nặng tay luôn các chị này. Mã hàng trên là chị Ân và cộng số điện thoại cho em màu đỏ này. Chị Ân và kèm số điện thoại cho em ạ. Tông màu đen này. Chị ơi lấy cho em mã khoác lên mũ đi. Chị Ân và kèm số điện thoại cho em ạ. Tông màu nâu. Đấy và tông màu be em đang có 4 màu như này các chị yêu nhá. Em đang có 4 màu ạ. Chị Độ Trang ok, em chốt đơn hàng ạ. Nó quá xứng đáng luôn các chị ạ. Em thực sự luôn, những cái mã hàng các chị về các chị nhận hàng các chị cứ kiểm tra chất lượng cho em nhá. Để chị cứ sờ chất cho em với ạ. Len nó mịn 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 luôn. Để chị ạ, len nó mịn nó đẹp như này ạ. Các chị ơi linh cho em số điện thoại với. Chị Trần Hợp rồi ok, em chốt đơn hàng ạ. Đây ạ, cho các chị xem chất len này. Toàn bộ của là khoác len ép các chị yêu nhá. Toàn bộ là dòng khoác len ép và các chị lên đơn ạ. Chuẩn mã hàng một kèm số điện thoại. Áo khoác còn nón em lên luôn chị ơi. Khoác còn nón em lên luôn. Đặt chị đặt hàng từ ngày 22 à. Mà không thấy gọi á, hôm nay là ngày 24 đúng không? Hôm kia à? Từ hôm kia bị sót đơn, chị đặt lại giúp em rồi. Thì Thanh Lê rồi ok. Đỉnh cao của size M màu be ok, em chốt đơn hàng ạ. Áo khoác len là 350 chị Lan Bùi ơi. Quần em mặc là 170.000. Áo len đẹp quá, bao nhiêu vậy em chị ơi? 350. Áo khoác len là mã Tri Ân chị ạ. Tri Ân cho em là 350 ạ. Mã này còn nhiều không? Rồi, còn số lượng thì lên, nhưng bây giờ còn số lượng ít cũng không dám lên. Không có hàng thì không dám lên. Chị Đinh Thị Vân rồi ok chị ạ. Chị Chu Thúy rồi ok, em chốt đơn hàng ạ. Khoác len Tri Ân ạ, màu kem ạ. Nốt chuyến này là em hết rồi các chị ạ. Bây giờ không còn hàng mà lấy ở đâu. Đấy, chuyến này em vượt được nốt các chị nhá. Em cảm ơn chị Huyến Quý ạ. Nói chung họ đẹp hay không các chị cứ nhận hàng, các chị kiểm tra hàng cho em trước. Để chị kiểm tra hàng trước cho hãng thanh toán ạ. Em ơi bao nhiêu tiền với em chị ơi? 350 chị Nguyễn Tuyên ơi. 350 một áo khoác len nhá. Chị Hoàng Thị Anh ok, chốt đơn mã cho hàng Tri Ân này. Khoác cái caro đằng sau à? Caro đằng sau này. Quần em mặc đây, quần em mặc là sock 007 ạ. Sock 007 đây các chị này. Em đang có màu nâu với tông màu đen nhá. Đang có hai màu nâu đen, cái này là kèm dây đai. Quần sock này sẽ có kèm dây đai luôn ạ, 170.000 ạ. 170.000 đồng một quần. Đây là sock của nó nhung lì các chị nhá. Sock nhung lì ạ, các chị lên đơn hàng. Em có sao các chị dưới 60 cân ạ. À, hôm qua thức đến 12 giờ đêm chốt đơn mà không thấy em gọi à. Chị ơi nhà em vẫn đang gọi chốt đơn của tối hôm qua ấy chị ạ. Vẫn đang gọi chốt đơn tối hôm qua và trưa hôm nay. Chị Hoàng Yến có, chị Bùi Hằng rồi ok. Áo em mặc là mã nhiệt, áo đá 133 chị ơi. Đá 133 kèm số điện thoại cho em 235.000. Áo nhiệt đá 133 cho em là 235.000 đồng ạ. Chị Lương Nguyễn ok, chốt đơn hàng ạ. À, màu be chị ơi, mã hàng cho em với. Mã Tri Ân đi. Khoác lên màu đỏ chị Trâm Minh comment cho em là mã Tri Ân màu đỏ chị nhá. Chị Dung Thái ok, chốt đơn hàng ạ. Mai gọi gửi cho chị đơn tối qua nhỉ. Ok chị ơi, chị có số điện thoại cho em là nhà em, nhân viên em sẽ gọi chốt đơn nhá. Chị Hương Thu comment cho em xin mã hàng Tri Ân với chị ơi. Comment khoác len thì nhà em sẽ không lên đơn được như thế, tại vì em rất là nhiều mã khoác len nó khác nhau ấy.
Cho nên là em nhân viên nhà em nó không biết là chị muốn đặt mã nào. Thế em đọc mã các chị comment chuẩn mã và cộng số điện thoại giúp em với chứ chị ơi. Chị Thu Hà comment ok, chị Ân này, chị Phạm Thị Phan Thị Cường ạ, chị Huyền Trang, chị Bình ok em chốt đơn hàng ạ. Áo trắng khoác phía sau là cái nào? À cái đấy nó bị lỗi rồi chị ạ. Cái khoác trắng đằng sau đúng không? Bị lỗi rồi. Nó bị cái gì? Là em bỏ lại. Đá 133 cho em là 235.000 nhá. Em có nhung màu gì vậy? Em có những màu gì vậy? À áo khoác len á, khoác len đây. Đây khoác len em có những cái màu này. Khoác len em có những màu này. Đấy mã này là mã tri ân cho em màu đỏ ạ. Tri ân màu đỏ cho em này. Tri ân cho em ạ tông màu be. Tri ân cho em ạ tông màu trắng ạ. À tông màu đen các chị nhá. Tông màu trắng đen như này ạ. Và tri ân cho em ạ tông màu nâu. Nhận hàng kiểm tra cho em thoải mái trước thanh toán ạ. Toàn bộ khoác len hàng loại 1 luôn các chị nhìn cho em ạ. Từ cái form dáng này đến màu sắc của nó. Đấy, cầm nó nặng tay luôn chứ không phải áo khoác len mà nó dão dã mà nó nhẹ đâu các chị nhá. Cầm cái áo len nó nặng tay như này ạ. Để chặn lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho là mã tri ân. Em qua mẫu luôn này. Tiếp theo. Em qua mẫu nhá. Mã tri ân em còn ít lắm ý. Để chặn mỗi mã còn tí. Em qua các chị một mẫu áo đá khác nhá các chị yêu nhá. Em qua mẫu áo khác này. Để chặn lên tiếp một mẫu áo đá khác luôn ạ. Chị ơi xem mẫu này nhé, em nhà mình có size về được size gì. Mã 151 ý. SML à? Lấy cho em con size S đây. Hả? Từ 151 size S. Chị ơi tư vấn cho chị có mã hàng cho em sẽ tư vấn đấy chị nhá. Ngày mai chị không nhớ mã là nhưng bây giờ em sẽ không tư vấn được ý. Áo đang mặc có màu khác không ạ? À? Em sẽ có lên màu khác bây giờ luôn nhá. Chị đưa cho em cái mã ở ngoài kia, màu đen đen đấy. Ừ. Đâu? Chị sao thế? S, lấy S cho em. Form này là form đấy mà. Em qua mẫu nhá. Có bộ mà, tí em lên bộ chị ơi. Mã này là comment của em là 127 này. Để chặn lên cho là mã 127 và cộng số điện thoại cho em. Chị Hoa ơi, em bảo chị dọn hộ em cái này xuống với. Chị ăn màu đen. Ơ, áo rồi ok có chị màu đen. Áo khoác len là 350 chị ơi. Các chị nhìn hàng này. Để chặn cho các chị xin con áo nhé các chị nhá. Chất của nó sẽ là lưới nhưng mà lưới nhung các chị này. Chất lưới mà nó là lưới nhung cho em. Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Mẫu này nhanh tay chiêu nhá. Lên cho là mã 127 ạ. Để chặn 127 và kèm số điện thoại ạ. Đừng comment áo đá em mặc chị ơi. Em mặc nhiều mẫu lắm. Một buổi live mặc mấy chục mẫu hàng. Bây giờ chị comment là cho chị áo em mặc này. Cho chị cái áo em đang mặc này. Như thế sẽ không lên được đơn ý. À hy vọng lần này đặt hàng thành công. Đặt bao nhiêu lần mà không được à. Chị ơi cố gắng nhá. Tại vì là comment nó ẩn quá. Xịn này, áo xịn chưa? Được chưa? Đẹp quá này. Em mặc cái áo dây bên trong nó hơi bị cao. Cho nên là nó che hết những cái phần trước ngực nó đẹp thế này. Đó. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em. Mã này là mã bao nhiêu nhỉ? 127 đúng không? 127 cộng số điện thoại ạ. Hồng Còi ơi, chị ân mãi mỗi khi chị bán đấy em. Đây các chị yêu, mã này là mã 127 kèm số điện thoại các chị nhá. Em có size SML à chị Hoa? SML XL. SML XL các chị 40 cân ạ, cho đến tầm 65 cân em có size vừa. 40 cân đến 65 cân em có size vừa. Các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em mẫu này các chị này. 235.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 235.000 đồng ạ. Mã 127 và cộng số điện thoại ạ. Thôi, từ từ chị Hoa ơi. Em tặng các chị 230.000 đi. Được chưa? 230.000 đồng một áo á. Các chị lên chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Được chưa? 127 cho em với ạ. Chị Hằng cũng có ạ. Chị Hoàng Yến xuất khẩu lao động này. Các chị ơi mặc những cái mẫu này các chị ai cũng mặc được. Được chưa? Những cái mẫu này ai cũng mặc được luôn cho em ạ. Nhìn cho em nhá các chị yêu nhá. Những cái mẫu này các chị mặc ở trong áo vest này, áo da này, áo dạ này, áo khoác và nó khoác kiểu vest ấy. Được chưa? Khoác da kiểu vest này các chị này. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ của nó dòng ST3. Đấy, áo lông ạ, có áo lông màu đỏ không Loan em có, chị ơi đợi em một chút em lên nhá. Chị Hương Thu ok em chốt đơn là chị Nguyễn Loan có á. Xem khoác len đây, khoác len chị Ân chị vừa lên rồi em. Lên mã khác cái mã lộc chị ơi. Đây à.
Lộc 14 này. Ờ đây mã lộc đây. Có treo đây không? Đây. Đây đây. Mã lộc nhà mình còn hàng không? Lộc 14 này. Đây các chị này. K14. Để chị cho em xem màu nào có, màu nào nhiều. Đẹp nhỉ, cái mẫu xinh thế. Cái chữ F của nó sẽ là F chìm. Để chạy chữ F chìm cho em, của nó là nhung nhung các chị nhá, chất nhung kiểu nhung lưới. Chị Trang fan có, chị huấn quý ok. Mã này thực sự em đăng lên mà khách hàng chốt rất là nhiều trên tin nhắn luôn ý. Đấy chị Đặng Thị Luyện có, chị Đặng Tịnh có, chị Thái Lê ok. 127 cho em ạ, 230.000 một áo các chị nhá. 230 ạ các chị ơi. Xứng đáng luôn các chị ạ, nhận được hàng các chị sờ chất xứng đáng luôn. Chị Mai Nguyễn ok em chốt đơn hàng ạ. SMLX đúng không? Mã em có SMLXL. Em chốt cho các chị 40 65 cân nhá. Chị Đặng Quy ạ, chị Nguyệt Sơn có, Trần Thị Phòng có ạ. Khoác len dài đi em lên khoác len mũ ấy chị ơi. Em lên khoác len mũ đã. Còn khoác len sao sao em thấy có số lượng mà chị Hoa nhỉ? Đây này sao sao này này. Khoác len mũ này. Đó khoác len mũ rồi cho em này. Sao này nó cái này. K13 này. Rồi, mã này là mã K13 cho em áo khoác len ạ. Khoác len mã hàng K13 cộng số điện thoại cho em. Đó. À chị Hoàng Quyên cho em xin lại mã hàng với số điện thoại với chị Hoàng Quyên nhá. Chị Đỗ Phượng, chị Hiền Trần, chị Thu Nguyễn là chị Mai Tài ok em chốt đơn hàng. Em ơi các chị ơi. Đẹp quá đi cơ chị ơi. Nhìn cho em cái cổ ren của nó này, để chạy cổ ren cho em nhá. Hàng loại 1 luôn đấy các chị yêu ạ. Đấy, em bảo rồi giá thị trường các chị vẫn đang mua hơn 300.000 một áo, để chạy hơn 300.000 cái áo, áo ấm mọc bên trong ấy. Mã 127 này. Em tặng các chị ngày hôm nay là 230. Để chạy 230.000. Còn áo khoác bên ngoài các chị comment của em là K13 các chị yêu nhá. Khoác K13 cộng số điện thoại cho em ạ. Khoác K13 và cộng số điện thoại em nó có màu nâu tây các chị này. Form này cái chốt các chị tầm 64 65 cân đổ về. 64 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. K13 cộng số điện thoại em nó có màu nâu này các chị này, màu nâu này. Tông màu thứ hai sẽ là tông màu vàng ạ. Tông màu thứ ba em sẽ là tông màu đỏ ạ. Em nó còn 3 màu các chị nhá. Em còn 3 màu ạ. K13 cách số điện thoại cho em mã này ạ. 350.000. Em hứa luôn mã này ạ. Để chạm thị trường vẫn đang các chị đang là hơn 600. Để chạm thị trường vẫn là hơn 600. Chỗ nào bán rẻ nhất em cho là rẻ nhất là 550. Rồi nhận được K13 chất đẹp lắm em cảm ơn chị. Hàng này hàng xịn mà chị nhìn qua cái mác của nó ấy. Nhìn qua cái mác của nó ấy. Đấy, hàng xưởng hàng gia công lại nó sẽ không có mác này đâu chị yêu nhá. Hàng gia công lại nó sẽ không có mác này. Chị nào sành các chị ơi, tinh mắt các chị để ý cái các chị biết luôn. Mã 230 lúc đầu à? Mã lúc đầu là 235 em ơi. Mã này mới là 230 này. Cái mã 127 mới là 230.000 nhá. Ôi chết rồi, chị các chị lên mã 127 nhiều quá, ngày mai có đủ hàng không? Hàng này không có hàng nhiều các chị ạ. Thế về chuyến cuối rồi ý, em có đặt được hàng đâu. Không đặt được ạ, chị Phan Thanh Hà rồi ok ạ. Mình nhận được khoác lên ép rồi chất ok lắm. Chị ơi chất sướng nhỉ. Cầm cái áo len chất nó đanh chất như này. Mã này K13 cho em nhá. Em đang còn 3 màu. Để chạm màu đỏ này, màu nâu với tông màu vàng. Đỏ nâu vàng cộng số điện thoại cho em ạ. 350.000. Áo bên trong em mặc là 230. Chị ơi áo mẫu 127 là 230. Mã 127 đá 127 cho em là 230.000. Còn khoác bên ngoài là K13 các chị yêu nhá. K13 cho em là 350 ạ. Chị Đặng Tình ạ, Đặng Thị Ngân ạ, chị Trần Nhâm ok. 54 cân có vừa thoải mái chị. Từ khoảng là 43-44 cân đổ lên cho đến tầm khoảng 64-65 cân đổ về thì khoác len nó co giãn chị ơi. Khoác len chất nó co giãn. Đấy các chị yêu lên mã hàng mà kèm số điện thoại cho em. Các chị lên mã hàng mà kèm số điện thoại cho em là mình chốt đơn này ạ. Chị Nguyễn Xuân Hương có màu nâu này. Ok chốt chị Hoàng Quyên này. Chị ơi đơn hàng em vẫn đang gọi chốt đơn của hôm qua với lại trưa nay chị nhá. Chị Đặng Cường đăng ạ. Các chị cứ để ý điện thoại giúp em với là mình chốt đơn. Đấy, kênh điện thoại giúp em với ạ. Chị Bình Vũ Gia Bình ok này. Khoác K13 chị ơi comment chuẩn cho em xin cái mã hàng ấy. Chị Vương Huyền ok ạ. Chị Hồng Ngọc có ạ. Chị nhận K14 đẹp lắm. Em cảm ơn chị. K14 là cái nào đấy? Tí em lên luôn các chị nhá. Chị nào đã nhận được khoác len ép của nhà em Loan rồi ấy. Các chị cho em xin một cái feedback với. Thế em mới bảo là các chị phải nhận hàng. Để chạm các chị phải xem chất lượng. Rồi các chị hẳn gọi là nhiều chị cứ thấy là em bán cái khoác len là em thấy em bán là hơn 300 các chị kêu đắt. Nhưng mà bây giờ là giá xả đấy các chị ơi. Còn đợt trước của nó toàn bộ hơn 500.000 với 600.000 một cái thôi. Bây giờ em sale có 350 chị ạ. Chị Hà Thị Kim Anh này. Nói chung là tiền nào của đấy ạ. Bây giờ đã là hàng sale rồi ấy. Hàng Loan xịn sò mê luôn. Em cảm ơn chị Trang Phan nhé. Chị Ngô Hào có, chị Thu Nguyễn này, chị Nguyễn Sơn ạ, Nguyễn Tuyết có đơn ạ, Huy Hoàng có đơn hàng nhé. Mà áo khoác len cho em là K13. Nhận hàng, thanh toán, kiểm tra hàng cho em thoải mái. Đấy, chất không đẹp như em Loan quảng cáo, các chị cứ quay đầu giả lại hàng cho em. Đấy các chị nhá, đúng cho em nhỉ. Các chị này, em dơ mẫu ở trên live ấy. Em dơ mẫu như nào em gửi các chị như thế. Chứ em không phải là dơ mẫu là mắc này. Nhưng mà khi gửi cho các chị nó không có cái mắc TT đấy chị này. Hàng này là hàng loại 1 cho em.
Được chưa? Toàn những cái hàng cao cấp đó sẽ có những cái mác này các chị này. Các chị đã mua ngoại trường rẻ nhất là 550. Rẻ nhất 550. Đấy là sale rồi nhá, còn bình thường là 620. Bình thường là 620.000 em ạ. Ngày hôm nay em tặng các chị là 350.000 đồng. Được chưa? Nhận hàng các chị ơi, nhớ cho em xin một lời nhận xét nhá các chị yêu nhá. Cho em xin lời nhận xét. Ok, chốt nha Ngọc Ngọc một cái này. Chị Thủy Phan ok chốt đơn ạ. Hà Thúy Hương ok chốt đơn ạ. Đá 127 là 230.000. Đá 127 là 230 ạ các chị lên ạ. Những cái dòng này thì trẻ tuổi mặc được, trung tuổi mặc được, những cái dòng này rất là dễ mặc luôn ý. Áo đá này chị này. Áo đá những cái vòng form này các chị yêu nhá, rất dễ mặc luôn, nó không kén tuổi. Không kén tuổi. Rồi, dễ rồi ạ. Dễ rồi là sao chị Lữ ơi? Cảm ơn chị Đỗ Vịnh nhá. Áo mặc trong người em có. Vậy dày dặn đúng không? Có loại rẻ hơn nhưng em không bán đâu. Tại vì là cái chất len ấy giặt một lần nó rão ra nhìn nó xấu lắm. Nói chung là tiền đúng là tiền nào của đấy thật. Có khoác len có vài chục nghìn cũng có. Khoác len hơn 100.000 ở dưới 200.000 cũng có. Đấy. Tất cả cái dòng khoác len em thề luôn là đợt trước cái dòng này đợt trước toàn hơn 500.000. Giá em nhập vào cũng suýt xoát còn trên 500.000 một tí. Đấy như em bán đợt trước là 520 550. Em nhập đợt đầu tiên là hàng 49. Em bán 520. Nó tùy từng đợt, có đợt nhập 520 em bán 550, được lại các chị tầm 20.000 cùng lắm đến 30.000 cái áo thôi. Bây giờ là em nói thẳng thắn luôn là hàng em nhập được giá sale ấy, cho nên em mới bán được chị giá này. Đấy, khách sỉ như em thông cảm nhé, chứ nhá, bây giờ em bán rẻ hơn đừng bảo là ui sao đợt trước nó được lãi mình cao thế mà bây giờ nó bán rẻ hơn cả cái giá mình nhập vào. Đấy chị Tuyên Phạm ok, chị Lưu Út ok, em chốt đơn hàng 70 cân không vừa chị, em qua mẫu nhá. Có màu vàng cũng xinh, vàng của nó là vàng đậm, khoác len đẹp lắm, cảm ơn chị ạ. Áo lông có cổ à, đợi em một chút nhá. K14 đợi em, K14 em đã lên đâu? Em lên từng mã một các chị ơi. Rồi hàng ngày em không cần kiểm ưng lắm, nói chung là chị nào đã mua rồi thì các chị tin tưởng em, các chị không cần kiểm hàng. Và chị nào khách lạ khách mới, đấy các chị chưa mua bao giờ nhà em thì các chị bồng kiểm thoải mái. Các chị hỏi em ơi mua hàng có được kiểm tra không là chắc chắn là phải được kiểm tra, đấy là quyền lợi của mình. Phải được kiểm tra hàng cách mình không mua cho em nhá. Em cũng thấy em mua hàng ở đâu mà phải được kiểm tra hàng em mới mua, không kiểm tra hàng thì thôi em nick luôn. Chị Hồng Nguyễn ok ạ, quần Q3 thì chị còn em ơi nhưng lẻ sai nhá. Q3 em còn những lẻ sai. Ok chốt chị Đào Phương này, áo đá em mặc bao nhiêu? Áo đá 127 là 230.000. Áo len trùm mông á, em có chị ơi, rồi em qua mẫu nhá. Chị Hà Phạm ok em chốt đơn hàng ạ. Tiếp theo các chị cái mã lộc này em bán gọi là rất là nhiều. Thì chị cái mã lộc em bán rất là nhiều luôn. Đấy, chị treo lên đây cho em. Sau lúc em tìm mẫu cho nó dễ. Đấy, hôm nay rất là nhiều chị đã nhận được rồi đúng không ạ? K13 trên người 50 tuổi. Nói chung là khoác lên thì ai cũng mặc được chị ạ. Quan trọng là cái con mắt của mình, cái gu thẩm mỹ mình ấy. Mình thích là mình mặc thôi chị ạ. Chứ đừng hỏi tuổi tác là cái này mặc em có được không, thì chị mặc có trẻ quá không hay chị mặc có già quá không ạ. Do mình thôi chị ạ, nó do mình thôi. Chứ em không biết là các chị thích trẻ mặc trẻ trung hay là thích mặc cho mình lớn tuổi hơn. Đấy, em mặc trên live mẫu như nào các chị thích thì các chị chốt ạ. Đấy chứ ạ, bây giờ thì em thấy là mình mặc cho mình trẻ thêm nhưng không ai muốn mặc cho mình già đi đúng không ạ. Xong em mặc là mã 007 ạ. Mình đang ngóng hàng chất lượng về đây, ok chị Anh Loan nhá, nhận được hàng ạ. Cho em xin một cái phản hồi nhá. Khéo quá. Nói chung là khéo nhưng phải đi đôi với hàng chất lượng chị ạ. Bây giờ khéo đến nơi hàng xấu mù thì chắc em cũng không bán cho các chị được lần thứ hai đúng không ạ. Chị là hôm qua không đi gọi chốt đơn chị ơi, nhà em vẫn đang gọi chốt đơn tăng cường chị ơi. Vẫn đâu chốt đơn thêm cả buổi tối nữa. Bình thường em sẽ không chốt đơn buổi tối nhưng mà bây giờ hàng nó đang quá tải cho nhà em sẽ tăng ca thêm ca tối nữa các chị cứ gọi cho nhân viên chốt đơn giúp em nhá. Áo đá mã hàng cho em là 127 chị ơi. Áo đá 127 cho em là 230.000. K14 còn đây chị này. Hỏi K14 có K14 luôn. Đấy chứ ạ, em có K14 luôn ạ. Có quần lót lông không? Em còn lẻ một ít thôi chị ạ. Sao thế? Sao em mặc là mã sau 007 ạ. Gió 56 em còn lẻ một ít thôi chị ạ. Mã 007 em là 170. Đấy chứ ạ, 170.000 có kèm dây lưng đấy chị nhá. Có kèm dây lưng. Chị lên cho em một mã quần khác chị ơi. Mã 007 em sợ hết hàng ấy. Đá 127 rồi ok. Rồi nhận được bộ thể thao 54. Đẹp lắm, ưng luôn, ưng Loan à. Em cảm ơn chị nhá. Chị Luyến Trần ok em chốt đơn hàng ạ. Chị Hân Trần ok chốt K13 này. Các chị ơi lên mã này cho em nhá. Đây là K14. Cái chạm mã này là mã K14 cộng số điện thoại cho em ạ. K14 cộng số điện thoại cho em. Em đang có nâu này, màu đỏ này, và tông màu be, màu đen, màu vàng. 5 màu các chị ơi, có 5 màu ạ. Chị Hoàng Điệp ơi đặt mãi mà không được chốt đơn à. Cổ thân chị của em đặt lại giúp em rồi nhá. K14 em cũng tặng các chị cũng bằng tiền luôn, 350. Kể cả hàng có mũ lẫn hàng không mũ em bán các chị bằng tiền.
Còn áo lông á, cháu còn cô ơi. Còn nhưng mà không biết là còn mã nào thì cháu xem lại, chứ là còn mẫu nào cháu sẽ lên luôn ạ. Áo đá mã 006, còn cung em mà áo đá 006 là mã nào nhỉ? Chết thôi nhỉ, em nhiều mã có bây giờ các chị hỏi em cũng chưa loát kịp được mã nào luôn. Đây ạ các chị này, nhà em chỉ bán trung thành một loại thôi, không có hàng loại 2 bán cho các chị đâu. Đấy, nếu các chị có nhu cầu lấy cả hàng rẻ hơn ạ, có loại hơn 100.000 cũng có, nhưng mà nói chung là bán quen những cái dòng này rồi, bây giờ sờ những dòng kia chất nó chán. Sờ chất nó chán hẳn luôn. Áo đang mặc có bán chị ạ. Áo đang mặc em có bán. Đấy, áo này là K14 các chị yêu nhá. K14 cậu số điện thoại cho em. Em đang có đủ màu, 5 màu luôn. 350 chị ơi, 350. Nó lại làm sao đây? Chết thôi. Form này form nhỏ hơn các chị ạ. Dưới 5-6 cân nhá. Loan ơi, em Loan ơi không bán áo chip à? Em đợt này em không nhập được hàng chị ạ. Những cái hàng mà nói chung là bây giờ áo chip mình phải được chọn cơ. Đấy, gửi ảnh qua thì mình không được mắt thấy tay sờ. Như bảo quần chip thì mình có chọn được, nhưng mà áo lót ý, áo lót là mình phải sờ để chạm, mình phải xem cái form. Đấy, có loại rẻ hơn ý, với lại chụp ảnh nhìn qua thì mình không biết được ý. Thế là đợt này dịch dã là em không đến tận nơi để em mắt thấy tay sờ được, cho nên em sẽ không bán. Đấy, những cái gì mình cảm thấy không chắc chắn là mình sẽ không bán. Ok, cho chị Trần Thị Diện này, chị Nguyễn Thị Nga chốt đơn ạ. Áo em mặc là K14 chiêu nhá, khoác K14 ạ. Cộng số điện thoại cho em. Em đang có màu vàng đấy chị này, màu đen. Màu đen cho em, khoác vừa có mũ vừa có túi. Form này chốt các chị tầm 56 cân đổ về thôi. Chị ơi, form này form nhỏ hơn nhá. Chị có một cái mã hàng nó là kể kể ấy, hình như là một K6 thì phải. Chị lấy cho em cái mã ngoài kia, mã thì form to hơn. Ôi áo len đẹp quá luôn, em cảm ơn chị Ngô Điều nhá. Mã 127 là áo đá bên trong. Chị Nguyễn Thủy ơi, chị comment cho em xin mã hàng nhá. Chị comment là cho mình cái khoác len đỏ thì nhà em sẽ không lên đơn được ý. Đấy, máy tính nó lên đơn thì ngày mai các bạn nhân viên thì em sẽ là thấy chị comment là khoác len đỏ thôi, chứ nhà em có rất là nhiều mã khoác len nó có màu đỏ. Ví dụ như là cái K6 cũng có màu đỏ này. Cái mã K13 hình như có màu đỏ hay sao ấy. Có nhiều mã có màu đỏ lắm, chị comment chuẩn cho em xin cái mã hàng nhá. Chị Khánh Linh ok chốt đơn ạ, chị Thúy Đào ok chốt màu vàng này. Hết tiền vẫn thích xem em bán hàng, em cảm ơn chị. Thế thì chia sẻ like cho em chị Tâm Bảo Lê ơi. Chị nào đang thừa sao cho em xin ít sao ấy chị nhá. Cho em xin ít sao với. 127 áo đá bên trong chị đang mặc bao nhiêu? 230.000 nhá em yêu ơi, 230 nhá. Chị không nhớ mã hàng á. Không nhớ mã hàng thì tí xem lại like cho em với, đúng không ạ? Có nhiều mã lắm. Chị nhận K14 nay chất đẹp. Ở đơn tối qua chưa gọi à? Đơn tối qua thì em vẫn đang gọi chị ơi, các bạn nhân viên vẫn đang làm buổi tối của đơn tối qua đấy. Đây chị ơi, mã này cho em ạ. Mặc màu đen đấy nhá. Màu be này. 5 màu luôn các chị ơi, có 5 màu. Màu đen em xem có nhiều không? À, ngắm người mã không chán à? Ê cứ đừng ngắm em, không biết có chốt hàng không ạ, ngắm em à. Ngắm em nhưng phải chốt cả hàng ấy chị nhá. Cứ quên cứ mải ngắm em là không chốt đơn là buồn lắm đấy. Loại đều người ta cũng bán 240 đấy à. Chị hay mua chị mua hay hay cái sở chất không đẹp chị cho quay đầu chuẩn luôn chị ơi. Nhận hàng cứ sở chất cho em. Đấy khoác lên đẹp cái các chị sở chất các chị biết luôn mà. Nhìn qua like thì mình có thể là mẫu mã nó giống nhau, nhưng mà phải nhận được hàng các chị phải sở chất. Đấy. Hàng em cho đồng kiểm trước các chị yên tâm luôn nhá. Chị Khánh Linh ok này. Mã chất lượng 1862, áo len em mặc bao tiền chị ơi? 350 nhá, 350. Nói chung là hàng loại 2 này, loại 2 người ta cũng bán các chị tầm 200 mấy đúng không? Thế bây giờ là hàng này em sale rồi, đợt trước có là hàng hơn 600, 580, 600 nghìn. Áo đá mặc bên trong là 230 nghìn chị gái nhá. À khoác là mấy bữa đặt mà không để gọi chốt đơn, ôi chết rồi. Chị ơi em không biết tại sao luôn đợt này có hôm Facebook nó ẩn comment ý. Thế à, muốn chốt áo phao xịn đúng không? Nhưng mà từ chiều em không lên à. Tại vì là khoác xịn nhà em bây giờ nó chỉ còn lẻ một ít thôi, khoác dài và khoác ngắn. Len cổ lông đơn hàng chiều nay nhà em chưa gọi hết đâu chị ơi. Đơn hàng nhiều chiều nay nhà em còn chưa động đến một tí nào. Đấy, nhà em vẫn chốt đơn của tối hôm qua chị ạ. Vẫn chốt đơn của tối hôm qua. Mã này em thay xả các chị là 350 nhá. 350 màu đen này. Form chốt các chị tầm 56 cân đổ về, 55-56 cân. Tại vì là khoác này các chị nên mặc rộng cho em một tí, đừng nên mặc ôm sát quá, trông nó sẽ xấu. Em cảm ơn chị Thanh Phùng Thị ạ. Chị ơi, chị Thanh Vân Trần cho em xin số điện thoại em kiểm tra đơn nhá. Tại vì đợt này em thấy hành trình nó hơi chậm đấy so với bình thường.
Đấy, chị nào mà thấy lâu lâu không nhận được hàng ấy, tầm khoảng là quá một tuần mà mình không nhận được hàng ấy, thì là chị cho em xin số điện thoại, các chị comment em là kiểm tra đơn hàng cộng số điện thoại giúp em. Ngày mai em sẽ báo nhân viên là kiểm tra cho chị tất cả những cái đơn hàng mà các chị thấy lâu lâu mà chưa nhận được ấy. Em sẽ báo luôn cho chị, gọi điện trực tiếp để báo đơn xem là hành trình nó đến đâu rồi ấy. Thì em sẽ thông báo á. Chị Lan Dường ok chốt K14. K13 các chị tầm khoảng là 63-64 cân. Đấy, còn K14 em chốt các chị tầm 56-57 cân ạ. Chị Sinh Hoàng cho em số điện thoại thì em mới bảo các chị là 3 ngày thì bình thường. À 3 ngày chưa gọi á, 3 ngày chưa gọi đặt lại giúp em với chị ơi, cái bị sót đơn rồi. Áo da nhung đợi em một chút đi chị gái ơi. Mã này cho em là K bao nhiêu nhỉ? Chị ơi, K14 đúng không? K14 màu nâu này. K14 cho em màu đen ạ. K14 cho em ạ, tông màu đỏ này. Em sẽ mặc các chị xem cái màu sáng sáng cho các chị dễ nhìn nhá. Đây các chị comment mã hàng một cộng số điện thoại cho em ạ. K14 ạ. Chị Thu Hồng à. À rồi, chị đi làm công việc về nào và chia sẻ công khai luôn. Em thấy chị chia sẻ không? Đâu xem nào. Có. Ui giời, có hiện logo những người chia sẻ ạ. Ai chia sẻ em biết mà đều nó có hiện logo ở cái trên cái trang hết ấy chị ơi. Đấy, nó có hiện logo hết. Chị nào là khách mới này, chị nào là khách hàng lâu năm này, khách hàng thâm niên này là đều có hiện logo hết luôn ý. Rồi là, đấy là khách mới. Khách mới là có hình bàn tay này. Đấy là khách mới. À, còn cái hình, cái cờ là cái người theo dõi mức quan trọng ấy. Đấy. Kim cương, có viên đá. Kim cương là fan cứng. Hiện logo hết mà, ai khách mới rồi, ai khách cũ, ai khách lâu năm đều có hiện logo hết. Đây chị Thắm Cao Thị là cái, là người theo dõi mức quan trọng. Nó đều có hiện logo hết. Thanh Vân Trần là fan cứng này, với lại người theo dõi mức quan trọng này, là đều có hiện logo hết, em biết mà. Đây chị Loan Bùi là người chia sẻ này. Đấy. À, mặc màu nâu đi em á. Đây màu đỏ đây cho em này. Mã này là K14 ạ. K14 và cộng số điện thoại ạ. Đang rét lên phao đi à. Sao nhỉ, em vẫn đang chốt đơn chị ơi. Thế thì cho em xin một cái mã phao ra đi. À, chị màu nâu á. Cho chị mẫu này, chị mẫu này chị comment em là K14 chị ơi. K14 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Trường Vi ok em chốt đơn hàng nhá. Chuẩn mã hàng cộng số điện thoại giúp em. Chị áo ren à. Áo ren mã nào chị? Áo ren mã bên trong em mặc là mã đá 127 chị ơi. Đá 127 cộng số điện thoại cho em ạ. 230.000 một áo chị nhá. Chị Nguyễn Thủy ok chốt K14 ạ. Chị ơi cho em xin một cái mã khác với chị ơi. Áo đá đi. Đẹp quá. Lên K8 đi á. Để em xem nó K8 là mẫu nào nhỉ. Thế chị em bảo là có cái mẫu lộc là cũng xinh. Chị nào đã nhận được cái mã hàng lộc 1 này cho em xin một cái feedback nào. Chị yêu nào ở đây đã mua rồi, các chị cho em xin một cái phản hồi về cái mẫu này. Cho em xin phản hồi mẫu này luôn ạ. Các chị comment cho em là lộc 1 và cộng số điện thoại ạ. Cũng không còn đáng kể nữa các chị nhá. Mã hàng lộc 1 và cộng số điện thoại cho em. Bây giờ nếu mà các chị đã mua những cái dòng này của nhà em rồi ý, thì các chị sờ cái hàng rẻ hơn, các chị cảm giác là nó rất là dày nọ luôn ấy, khó mua. Đấy, đã mua những cái dòng này các chị ơi, sờ trang cái dòng rẻ hơn các chị cảm thấy là nó cứ thế nào ấy đúng không ạ? K13 em còn, chị Phương Thúy ơi, chị Huệ Gáo cây chốt áo đá 127 này. À, chị Lan Lương cây chốt K14 này. K14 là chất vải gì? K14 là áo khoác len chị. Khoác len nó chất len ấy chị. Chị Hoàng Hàng ok, áo K14 là 350 nhá. Chị Đào Nguyễn ok chốt đá 127 này, đá 127 là 230 ạ. Ờ chị em xin gái ơi chốt hàng cho Thuyết đi. Nhân viên em sẽ gọi chốt đơn ạ. Nay nhận được áo đỉnh cao chất ok cực luôn. Ơi em cảm ơn chị ạ. Ờ chất đẹp em có chị Nguyễn Bến, chị Phương Thúy ok chốt K13. Đây chị này. Rồi theo dõi bán hàng không chán. Hôm nay có mấy chị bảo là chưa bao giờ chị xem cái like nào mà theo dõi từ đầu đến cuối luôn. Em không biết là chị khách nào nhưng thấy nhân viên bảo thế. Đây các chị ơi, mã này trên cho em là lộc 1 đấy chị nhá. Lộc 1 là 350 chị ơi. 350 luôn. Được chưa? Em hứa luôn là em bán cho các chị hàng loại 1. Nhận hàng không phải hàng loại 1, các chị quay đầu giả lại em. Đấy, nhận hàng không phải hàng loại 1, em cho các chị quay đầu hàng giả lại, cho các chị kiểm tra hàng trước. Chị Nguyễn Duyên ạ. Chị nào mà đặt mã này rồi mà chưa thấy nhân viên gọi chốt đơn của tối hôm qua nhá, với lại trưa hôm nay ấy, thì các chị đừng comment nữa tại vì nhà em vẫn đang gọi chốt. Còn chị nào chưa đặt thì hôm nay các chị đặt cho em mẫu này ạ. Mã này lộc 1 cho em ạ. Lộc 1 cho em màu nâu tây các chị này. Form chốt các chị tầm 63 cân đổ về. Đấy, 42 cân đến 63 cân đổ về em chốt đơn ạ. Đây là màu nâu tây các chị nhá. Tông màu thứ hai là tông màu đỏ ạ. Tông màu thứ hai là tông màu đỏ này. Tông màu thứ ba cho em sẽ là tông màu kem. Tông màu be các chị nhá. Tông màu kem nấu be này. Và tông màu vàng ạ. Các chị lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại, mẫu đen đang hết đen. Hàng không về được nữa.
Lộc 1 cho em 350 ạ. Lộc 1 350 cho em một con khoác len ép các chị này. Đấy như em bảo rồi, như em chỉ bán hàng loại 1 những cái dòng T-Max cái này cho em. Để chạy dòng T-Max cái này cho em ạ. Lộc 1 cộng số điện thoại ạ. Lên kiểu khác lấy cho em một mã áo đá chị ơi, một mã áo đá nữa đi. Hôm nay toàn bộ đá xịn thôi các chị ạ. Toàn bộ đá đẹp hàng các chị ơi, hàng FT3 hàng cao cấp luôn, mẫu mới nhất. Kia ở ngoài kia chị ơi, đồng cao cao kìa. Đây đúng không? S đi, S đi. S cho em đi. 107 này. Thôi 107 là gì? SMLX đúng không? Áo len hết tiền, áo đen đẹp nhưng hết tiền à? Áo chị vừa tay màu đỏ, bao nhiêu tiền á? Áo nào nhỉ? Nó có mấy mã áo khoác len không? Em đồng giá các chị luôn 350 hết. Các chị thích lấy mẫu nào các chị cứ lên đơn ạ. À, mình khách mới đang chờ được chốt đơn. Ok chị Ánh Dương nhá. Em cảm ơn chị Thu Phan ạ. Ui chết rồi. Theo dõi không chán. Em cảm ơn ạ. Chị Mai Lê, ok chị Lê Thuận. Ok em chốt đơn hàng ạ. Đá 127 em lên các chị mẫu mới này. Tiếp theo một mẫu này các chị này. Đấy chị ạ, rất là xinh luôn nhá. Cái dòng này nha em, toàn bộ dòng 2 lớp. Đấy chị ạ, toàn bộ dòng 2 lớp của FT3. Toàn bộ dòng 2 lớp của FT3 luôn các chị, lên đơn hàng cho em là mã gì nhỉ? Mã này là mã 107 các chị nhá. Đá 107 cho em ạ. Đá 107 cộng số điện thoại ạ. Mã này có đủ size từ S đến XL. SML, XL, G13 em không về được hàng nữa chị ạ. Tại vì nó bị tắc biên, bây giờ không biết là hàng của em nó ở chỗ nào. Đấy, đặt hàng nó không về được. Cả ngày xem hoài không chán à? Chết thật. Em có khéo nói đâu mà các chị xem hoài không chán. Là lý do là chắc là nhận được hàng thì em đồ đẹp đúng không ạ? Em cảm ơn chị Phạm Vân nhá. Chị Trần Liên ok chốt đá 07 này. Đá 07 là 230.000 một áo. 230 em có từ xe S đến xe XL. SML, XL các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Ôi dồi ôi, mua đồ nhà em loan hết cả tháng lương. Năm nay em nghỉ Tết sớm hơn đấy. Tại vì dịch cái này hàng nó đi chậm quá. Đấy chị sợ là đến tầm khoảng 18-20 mà em gửi hàng là hành trình của chuyến thư nó sẽ muộn ý. Đến tầm 27-28 là bên đơn vị vận chuyển người ta đã nghỉ Tết rồi. Cho nên em sợ không đi được hàng ý. Nên là năm nay em sẽ nghỉ Tết sớm hơn mọi năm nhá. Chị Nguyễn Thị Hoa ok em chốt đơn áo này là 230 là đá 107 chị ạ. Đá 107 và cộng số điện thoại cho em ạ. SML, XL các chị nhá. Không phải đâu chị ơi. Tại vì là những cái dòng đá này dòng đá cao cấp ý. Lên màu mặc cái form nó đẹp này. Xong là cái màu đá nó sáng. Chứ cái hàng áo đá mà dòng rẻ rẻ ấy, thì nó sẽ bị xỉn màu. Cái đá nó mặc lên nó không được sáng đâu chị ạ. Nó là form dáng nó chỉ là hàng một size thôi. Đấy những cái dòng rẻ nó hàng xưởng, hàng gia công nó chỉ là hàng một size thôi. Nó không có size số. Đấy các chị ơi, dòng FT3 các chị mua các chị biết nhá. Toàn bộ dòng cao cấp luôn ạ. Lên cho em ạ. Chị gọi bên nào, chị gọi hàng bên nào, chị gửi hàng bên nào á. Em bên Viettel. Để cho em bên Viettel. Thấy đá nào cũng nghiền là chị ơi, hàng để đẹp thì chị mẫu mới. Mẫu mới, đá 107 cho em ạ, mới về đủ size số. Em bảo rồi, mã này em không đặt được nhiều ấy. Tại vì cuối gọi là bây giờ có đặt được hàng, bây giờ có cái mã gì mình nhanh tay thì còn thôi. Tại vì chờ người ta không sản xuất nữa. Bây giờ chuẩn bị sang hàng hè hết rồi ấy. Bây giờ chợ chuẩn bị sang hàng hè rồi. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Chị mua đồ rồi đẹp lắm, em cảm ơn nhé. Mẫu này mới mà chị. Mẫu này của nó là hàng đẹp hơn lần trước. Để chờ hàng trước của hãng khác, hàng này của FT3 hãng mới. Để chị ạ, mã này là mã 107 cho em ạ. Đá 107 kèm số điện thoại cho em ạ. 230 ạ, chị Nguyễn Thị Hà, chị Tuyên Hoàng ok em chốt đơn hàng ạ. Lên chuẩn mã hàng cho em với ạ. Đi uống rượu sợ vợ chửi hay sao? Thì mua về hối lộ hay sao? Đúng rồi. Cũng biết ấy phép. Nói câu nữa là ăn đỏ. Hai mấy đứa. Đẹp này các chị này. Đấy. Cái này mà chị nào hay mặc áo vest ấy hoặc là những cái dòng áo kiểu cổ bé ấy, để lộ cho em những cái phần cổ này các chị này. Để vỡ quần cổ cho em ấy. Áo len khoác len là mã lộc 1 chị ơi. Lộc 1 trên là 350 nhá. Lộc 1 em sale là 350. Còn em tề luôn ý. Em hứa luôn ý. Mấy năm bán hàng của em, mã này là em sale. Còn bình thường em bán hôm trước các chị vẫn đang mua là 520 đúng không ạ? Vẫn đang mua 520 xong bây giờ em sập giá một phát xuống 350. Nhiều chị bảo là em ơi chị đã nhận được hàng đâu mà em đã giảm giá rồi. Đây mấy chị ý. Xong là khách xỉ như em cũng kêu.
Nhưng mà em bảo rồi, khi mà mã nào em vượt được giá sale thì em sẽ bán rẻ, chứ em không bán các chị bằng giá cũ được. Tính em thế, không ăn lãi nhiều, em bán giá số lượng thôi. Chứ không bây giờ mà, ví dụ như là em đang bán 520, kể cả em sập giá xuống 450 em vẫn bán bình thường. Nhưng ngày hôm nay em xin phép em tặng các chị 350.000. Em xin phép em tặng 350.000. Trước khi bán em đã báo với khách sỉ nhà em rồi, là các chị thông cảm ạ. Mã này em săn được sale, mã này em săn được sale ạ. Tại vì là em ôm lô, em ôm tất, chị ạ, có bao nhiêu em ôm hết. Em mặc màu đỏ xem đây chị này. Chị Hào Hồ hôm trước là trùng mã nào đấy? Hôm trước trùng mã nào thế? Mày chắc có món gì lịnh mà em đi được. Đi đâu về mà định vợ? Có món gì à? Chắc làm gì có lỗi rồi. Về đi nghỉ về như thế. Tí vào em xử sau. Em không kịp nói đâu. Nhận nhà, nhanh nhận hàng toàn đồ đẹp em còn chị Ngô Hảo nhá. Mã này là áo khoác lộc 1 ạ. Lộc 1 bật kèm số điện thoại cho em. Áo khoác len mũ không? Có khoác len mũ em ơi, đợi chị tí chị đen luôn. Đây các chị này. Màu đỏ chị Hào ơi, màu đỏ đẹp nhá chị nhá. Nó không phải đỏ tươi chót đâu. Màu xinh, đảm bảo các chị nhận hàng các chị thích cái màu đỏ này luôn. Đấy, nó sẽ có những cái bảng màu mà các chị em đã bán qua rồi ý. Mà các chị mua được trước vẫn là 520 đấy. Nhà em bán 520 là nhà em đã bán rẻ hơn ngoại trường tầm 100.000 một cái. Bây giờ em sập giá xuống một phát xuống là 350. Hết màu đen rồi chị ơi. Phong các chị tầm 63, 64 cân đổ về. Anh ơi nói nhỏ cho em bán hàng với. Áo nhiệt em mặc trong là 230 chị Xuân Lương nhá. Em thề luôn ấy, các chị về các chị so sánh giá thị trường thoải mái. Đúng hàng mác như này các chị mua ngoài thị trường em bao tiền. Lộc bột em không còn màu đen đâu chị ạ, à, hết sạch xanh xanh luôn. Bây giờ có hàng nữa đâu. Có mã chất lượng nữa chị Tâm Thanh ơi. Đây chị nhìn cho em ạ, tông màu nâu á chị này. Màu nâu cho em ạ, à. Em mặc là màu đỏ nhá. Màu vàng và tông màu B. 68 cân không vừa đâu chị ạ ơi. 68 cân không vừa nhá. Mã này chút nữa các chị tầm 63, 64 cân thôi ạ. À áo chị nhận được bị lỗi. Giờ chị gửi lại bên em qua bưu điện hay Viettel. Chị gửi bên nào cũng được. Lỗi gửi lại nhà em sẽ chịu ship cho chị nhá, chị Nguyễn Lan nhá. Chị gửi bên nào cũng được, miễn có đúng là cái địa chỉ với số điện thoại của shop em ý. Là shop Hoàng Loan, km 25 Hà Minh, Tuyên Quang. Là sẽ đến nơi cho các chị muốn gửi bên nào cũng được. Bưu điện được, Viettel cũng được. Đấy, nhớ là gửi phải ghi cả địa chỉ và số điện thoại của chị nhá. Em có chị Ngô Điều ạ, chị Thanh Vũ ok em chốt đơn ạ. Chị Hà Huyền lên Lộc. Nói chung là 65 cân tùy chiều cao các chị. Nó hàng co giãn ấy, các chị vẫn mặc được bình thường. Đấy à, áo đen. Em vừa cởi ra là mã gì á? Cái mã vừa xong là mã 137, à 127. Cái mã em vừa cởi ra là mã 127 chị ạ. Còn mã áo mặc bên trong là mã 107 ạ. Đấy. Đá 107 là 230 chị ơi. 107 là 230.000. Đấy, mã đá 107 là 230. Chị Trần Tiên Hương ok. Áo len nó một size chị ơi, nó co giãn lại chị. Áo len một size co giãn lại chị Nguyễn Thị Phượng ok, chúc đơn hàng ạ. Chị Hoàng Ngọc lên số điện thoại, à dồn đơn là ok chị luôn ạ. Chị Tuyết Trần ok, chúc lộc bột này. Lộc 1 cộng số điện thoại cho em với, em qua mẫu nhá. À em thử màu B luôn này, lúc nãy chưa lên màu B đúng không? Màu B động xinh này. Chị Hà Hồ ok, chút lộc 1 màu đỏ này. Khoác len các chị ơi, chất lượng nó đẹp lắm. Cầm nó nặng tay. Đợt đầu giá nó cao ngất ngưỡng luôn. Đợt sau các chị mua được hàng sale này. 350 ạ, mét 63, 65 cân vừa thoải mái chị ạ. Vừa thoải mái cho em. Miền Bắc mai trời rét 7-10 độ. Kể từ bắt đầu mùa rét à? Mức 7-10 độ cơ à? Ui. Thế mà em xả hết áo phao rồi còn đâu nữa. Em lại cứ tưởng năm nay không lạnh mấy. Chị Thảo Nguyễn ạ, hôm nay em lại tưởng năm nay không lạnh mấy, em bán hết áo phao rồi. Còn mỗi tí. Mình được áo len mũ chất lắm, em cảm ơn chị Ngọc Lê nhá. Chị Phương Hoàng ok, em chốt đơn hàng ạ. Áo đá 107 của khoác len K14 màu đỏ nhé em ơi, ok chị luôn. Chị Hoàng Hằng nhá, ok chị Hằng Thảo Nguyễn ơi. Chị Lâm Thanh ạ. Chị Hường Nguyễn có đơn ạ, chị Lê Trí ok, chốt đơn dồn này. Mã áo bên trong là mã đá 107 nhá, còn có áo khoác bên ngoài lộng 1 ạ, đây là màu B. Đấy chị ạ, đây là tông màu B các chị này. Em thế thì ngày mai lạnh này, có một mã này em tặng các chị này. Em đây nào, chị ơi đưa cho em cái mã đỉnh cao đi. Để chị ạ, mã đỉnh cao cho em. Đây, đỉnh cao lên mã này đi. Đấy, cái mã này chị nào đã nhận được cái mã đỉnh cao nhà em rồi ấy, cho em xin cái feedback với. Đủ màu chưa Loan ơi? Chị ơi đủ màu đây rồi.
Em không biết có phải mã này không. À không không không, đây mã chất lượng. Mã này là mã chất lượng 15 độ thôi à. Em không biết ở chỗ các chị như nào nhưng mà thấy báo là ngày mai lạnh lắm. Em ở Tuyên Quang là vùng núi, vùng núi nữa sẽ lạnh hơn so với miền xuôi sao ấy. Chỗ em là miền núi nên là chắc là lạnh hơn ạ. Dạ. Mã này comment nói em là mã đỉnh. À mã chất lượng các chị nhá. Chất lượng một cộng số điện thoại cho em ạ. Đúng mã này vẫn chất lượng ông chị Hoa nhỉ. Chất lượng cộng số điện thoại ạ. Các chị lên đơn hàng ạ. Ủa ôi chị ơi đừng comment địa chỉ trên like nhá. Đừng comment địa chỉ ở trên like. Các chị một chút đơn nhanh các chị. Một là gọi điện vào số chốt đơn trực tiếp. Hoặc là các chị nhắn tin địa chỉ. Nhưng bây giờ các chị cho luôn địa chỉ ở trên like là nhỡ người ta gửi cho các chị hàng đều hay sao. Đấy, người ta ăn cắp đơn người ta gửi các chị hàng đều hay sao. Đừng để địa chỉ trên like. Và các chị nhớ để ý cho em ạ. Shop Hồng Loan em ở Tuyên Quang nhá các chị nhá. Mã này các chị comment cho em là chất lượng cộng số điện thoại ạ. Con áo này là chất kaki ướt các chị này. Chất kaki ướt ạ. Màu nâu em mặc là nâu đậm các chị nhá. Nâu đậm này. Tông màu thứ hai sẽ là tông màu trắng kem. Tông màu trắng kem. Bên trong lót lông các chị ơi ạ. Hàng đẹp với ấm luôn. Các chị ơi, nhận được mã này các chị ơi. Kiểm tra hàng cho em thoải mái. Form chốt đơn các chị tầm khoảng là 40 đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Quần sóc em mặc là 170.000. Mã này các chị comment là chất lượng cộng số điện thoại ạ. Nó đẹp lắm luôn đấy các chị này. Được chưa? Hàng này. Toàn bộ chất kaki ướt cho em. Chị Nguyễn Thưởng ok. Đúng là mã chất lượng luôn đúng không ạ? Đây các chị nhìn cho em hàng Quảng Châu này. Xịn đét luôn ạ. Em tặng các chị giá 399.000 đồng. Em có 2 size LXL. Được chưa? 2 size LXL đúng rồi, vùng núi tầm 12-14 độ về đêm. Chất lượng này đẹp lắm, em cảm ơn chị. Nói chung là chị nào đã nhận được hàng các chị biết. Mã đỉnh cao á, nhưng em nếu mà chốt đơn là em gửi rồi chị ạ. Chị ơi bỏ cho em lên cái bóc này xuống với. Gần hết sạch hàng rồi. Tầm này nhà em gần như là toang kho. Tầm này nhà em gần như toang kho luôn ạ. Chất lượng ạ, hai cái nâu đậm rồi ok. Em mặc là nâu đậm nhá. Có cả tông màu nâu tây này, màu đen này, màu trắng này và màu hồng. Đấy, 5 màu ấy các chị yêu luôn ạ. Chất lượng em có 2 size. Chất lượng có 2 size ạ. Các chị ơi ấm lắm luôn các chị này. Nếu mà nó về được tầm của một tháng, cách đây tầm một tháng nó rơi khoảng là hơn 600. Nhưng bảo rồi ạ, ngày hôm nay em xả nốt cho nó gọn để em nghỉ Tết. Em tặng các chị 399.000 đồng. Nó không phải là chất phao các chị nhá, chất phao nó sẽ rẻ hơn. Chất em toàn bộ chất kaki ướt của hàng Quảng Châu, hàng này không phải hàng Việt Nam. Để chị ạ, hàng này không phải là hàng chất kaki của hàng Việt Nam ạ, nó là chất kaki ướt. Để chị ạ, như kiểu là chất thô ướt ấy. Đấy, chất lượng này quá đẹp, em cảm ơn chị ạ. Chị nào đã nhận được hàng các chị biết nhá. Được chưa ạ? Nhận hàng các chị mình cứ mặc kiểm tra hàng cho em. Mã này 65 cân không vừa chị ạ. Đây màu nâu tây các chị này. Tông màu nâu tây ạ. Chất lượng cho em màu nâu tây và kèm số điện thoại ạ. Đẹp quá thể luôn các chị ơi. Form dáng dễ mặc. Đỉnh cao đợi em tí. Đỉnh cao đợi em một tí á. Mã này lên là chất lượng cho em màu nâu tây và cộng số điện thoại cho em. Áo đang mặc bao tiền? Áo mặc bên trong là 230. 48 cân vừa chất lượng cho em size L. Mã này là đánh 2 size là LXL. Em bảo rồi ạ, không phải quan trọng cái size số. Miễn là cái form này các chị tầm bao nhiêu cân đến bao nhiêu cân là vừa. Có mã nó đánh là 1XL, 2XL, 3XL. Nhưng mà nó cũng tương đương với lại SML thôi. Đấy, hoặc là như thế. Chứ không phải các chị nghe là ù cái 1XL, 2XL này chắc là to đùng, mình không mặc vừa. Nhưng không phải thế đâu chị ạ. Nó tùy từng xưởng, được chưa? Tùy từng công ty người ta sẽ đánh size. Có mũ không em ạ? Có mũ chị ơi. Đây, 65 cân mã này không vừa. 65 cân mã này không vừa. Chị chờ em chốt đơn à? Rồi ok, chị cứ để điện thoại cho em với. Chất lượng nâu tây ok chị Thủy Nguyễn. Đây là màu nâu tây nhá. Nâu tây nó sẽ nhạt hơn màu nâu đậm một chút. Đây là nâu đậm này. Còn đây là nâu tây này. Màu đen ạ, màu trắng ạ và màu hồng. Được chưa ạ? Đen trắng hồng ạ. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Chất lượng cho em ạ, 399.000 đồng một áo. Em bảo rồi em bán chỉ bằng cái áo len đẹp thôi các chị nhá. Chỉ bằng cái áo len thôi. Giá 399 ạ. Ấm lắm luôn các chị ơi. Chỉ cần mặc cái áo nhiệt bên trong ấy. Thời tiết có mười mấy độ các chị mặc cũng không sợ lạnh. Được chưa ạ? Mười mấy độ mặc không sợ lạnh đua cho em ạ. Đợi em tí mặc màu hồng. Em lên màu đen trước nha các chị nhá. Màu hồng nó còn ít thôi ạ. Chị Trịnh Dương ok. Vũ Tu Hoài có ạ. Nguyễn Thụy Thụy Ánh rồi ok. Em chốt đơn hàng ạ. Chất lượng cho em màu này màu đen các chị ơi. Chị nào thích màu này các chị lên màu đen cho em ạ. Màu đen và kèm số điện thoại cho em các chị lên đơn ạ. Chất lượng cho em ạ, tông màu đen ạ. Mặc áo này ấm. Thế bảo là thời tiết ngày mai nhá. Đấy chị ạ, ngày mai bắt đầu, từ ngày mai bắt đầu lạnh rồi. Mà 17 độ các chị ơi, giá này ạ, cái mẫu áo này em chấp hết luôn thời tiết. Được chị ạ, bất chấp thời tiết luôn ạ. Nó là áo kiểu dòng tròn dành cho dòng kiểu đại hàn ấy. Đấy chị Hoa Hồng Gai, chị Thủy Nấm chốt đơn ạ. Áo lon mặc cho người 63 cân có vừa size XL chị ơi. Em có từ S XL đấy.
Áo len mũ đi em, được em tí chị ơi. Bình tĩnh cho em còn sớm mà. Các chị cứ lên đường đắp chăn ạ. À. Cầm điện thoại, ưng mã nào các chị chốt đơn. Đấy, thò mỗi cái tay với cái đầu ra thôi. Thò mỗi tay với đầu ra thôi. Tay vườn thò. Đấy, cái chui trong chăn, trùng kín đầu ạ, xem like. Trùng kín đầu xem like, ưng mã nào chốt luôn. Khỏi phải đi shopping, đi chợ làm gì ạ mà vẫn mua được hàng chất lượng. Đấy, sao mình đặt hàng hai lần không thấy chốt đơn á. Chị ơi, cho em xin lại số điện thoại của chị nhá. Chị Trần Liên rồi, ok, chị nào chốt màu hồng các chị lên đơn hàng này. Màu hồng này dành cho chị nào trẻ trẻ đó. Còn những cái màu nâu, màu đen, cái dạng màu nâu, màu đen, màu nâu tây là ai cũng mặc được. Còn những hồng hồng dành cho chị nào kiểu trẻ trẻ đó, hoặc các chị mua cho con. Nhiệt bên trong là mã 107 chị ơi. Chị Trần Phượng ok. Bây giờ dịch giã này các chị cứ nằm ở nhà shopping đây. Đi nhiều làm gì, đúng không ạ? Đi nhiều làm gì mà mình vẫn được mua hàng đẹp mà giá rẻ. Chị Thanh Thanh rồi, chị Trần Thiên Hương ok, em chốt đơn hàng ạ. Áo này chị nhận được tuổi ấm mà lại nhẹ nữa, em cảm ơn chị, nó nhẹ đúng không? Nó không nặng như kiểu là những cái dòng mà gì nhỉ? Có những cái dòng cầm nó nặng lắm, mặc lên người nó nặng. Mà dòng này chất nó xuống. 42 cân mặc vừa, chứ 42 cân mặc hơi rộng một tí thôi. Nhưng mà mình mặc rộng một tí cũng được. Chị Trần Tuyết ok, em chốt đơn, chỉ sợ mặc chật chứ mặc rộng hơi rộng một tí thì không sao chị ạ. Tại vì chị 42 cân thì chắc chắn là chị sẽ mặc rộng hơn em. Tại vì em hơn 50 cân. Áo này 70 cân thì không vừa, chị em chốt đơn các chị tầm 60, 61 cân thôi ạ. Chị Hoài Thư cho em xin lại số điện thoại nhá. Em có màu trắng kem nữa. Trắng kem ạ, mã chất lượng cộng số điện thoại cho em màu trắng kem ạ. Khoác len không mũ, có mũ em bán bằng tiền hết. À, lần này mà không chốt đơn cho mình là mình không chơi với Loan nữa. Cô em sợ quá. Chị tên là gì đấy? Thanh Nga Phạm à? Cho em xin số điện thoại đi. Ngày mai mà không thấy gọi chốt đơn thì chị điện thẳng luôn cho em chốt đơn cho chị. Được không ạ? Em chỉ sợ khách hàng không chơi với em thôi. Chị Thị Bảy Nguyễn ok, chốt đơn hàng ạ. Chị Mai Nguyễn có bộ B1 và gió 54 này, chất lượng màu đen ok, chốt chị Hồng Ngô ạ. Em chỉ sợ khách hàng không chơi với em thôi, chị cứ dọa em như thế. Tại vì em có chốt đơn đâu. Đây chị này màu trắng kem nhá. Chị Mai Còi rồi ok, chốt nâu tây này. Chị Thu Huyền ok, chốt chất lượng này. Chị nào không thích lông mũ các chị tháo ra được nhá. Ở đây em bị quá tải thực sự luôn ấy, quá tải xong là Facebook nó bóp tương tác ẩn comment ấy. Nào chị ơi. Treo treo đi cho em cái. Nói hay phải đi đôi với hàng đẹp nữa. Chứ bây giờ nói hay xong đến nơi nhận hàng chất xấu mù thì khách hàng cũng không chơi với em đâu. Nói thì nói thế, mình bỏ tiền ra mình mua hàng nó xứng đáng mấy đồng tiền mình bỏ ra luôn. Đấy, cái này là cái nó chưa lắp hết lông này. Chất lượng cộng số điện thoại ạ, 50 cân thoải mái. Chị 50 cân thì chị mặc cái gì chả được. Tầm cân như thế. Chị Lương Nguyễn comment em là mã chất lượng nhé chị nhá. Tại vì nhà em đều đánh cho mã hàng hết. Máy lọc đơn, không đúng mã hàng nó không lên đơn được ý. Có mã nào dạ len, có mã nào dạ len là cái gì? Ok chị, đá mã 107 vì mã 127 rồi ok luôn. Chứ chị thích mã nào các chị có thể đổi mã thoải mái. Chị Huệ Nguyễn Thị ok. Chị Bùi Thị Thủy chốt đơn ạ, 63 cân ạ. Cháu 3 cân em sợ mặc hơi kích đấy. Cháu 3 cân nó phải tùy chiều cao đấy. Nếu người chị nào cao cao gọn gọn một tí thì chị mặc được thôi. Còn chị nào mà tầm ở 60 cân mà cao tầm 1m50 cũng không mặc vừa. Đó, nó phải tùy nhau từng phong người, từng chiều cao cân nặng ạ. Chị Trung Mỹ Thu ok chốt đơn ạ. Xem nay mấy tháng mới được chốt đơn á. Ui thật đấy chị. Ê ôi, thật á. Làm gì mà đến nỗi ở mấy tháng mới được chốt đơn. Chị Thanh Phong rồi ạ. Áo em mặc bao nhiêu? Áo em mặc là 400 chị ạ, 400 nghìn. Còn áo đá bên trong là mã 107 đúng không chị Hoa? 107 cho em là 230 chị nhá. Áo 107 cho em là 230. Rồi em qua mẫu ạ. Chất lượng màu nâu tây ạ. Giày dép Tân Sơn nữa chứ là mua nước đá thì mình uống cái này có phải rát cổ không? Chị ơi, mỹ phẩm thì hàng xịn thì nó giá cao. Đấy chứ ạ, còn hàng trôi nổi thì hàng rẻ thì nó lại hàng kiểu hàng trôi nổi. Cho nên là những cái hàng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mọi người ấy. Đấy, cho nên em sẽ không bán. Em sẽ không bán. Còn quần áo thì tiền ít thì có hàng rẻ. Đấy chứ ạ. Em nói thẳng thắn luôn ý. Tiền nào của đấy 50.000 nó sẽ có cái áo giá 50.000. Nhưng mà bây giờ các chị bỏ ra vài triệu chưa chắc các chị đã mua được một bộ mỹ phẩm tốt. Tại vì là hàng nhái với hàng xịn nó na ná như nhau luôn. Các chị nhìn mắt thường không phân biệt được. Nó giống hệt nhau luôn ý. Đấy. Nó không khác nhau một tí nào nếu các chị dùng mắt thường không thể phân biệt được luôn. Nhiều khi là mình là dân buôn mình khó phát hiện. Cho nên là em không dám bán. Em không dám bán. Trừ khi là tin tưởng nhau ý, mình mua chỗ quen biết thôi. Chứ còn bây giờ
một bộ mỹ phẩm ví dụ em nói thẳng luôn là hơn 1 triệu hoặc là 2 triệu hơn 3 triệu gì đấy. Chưa chắc mình đã phải mua được hàng xịn đâu. Em không dám bán. Đấy, quần áo thì tiền nào của đấy thì mình mua được, mình nhìn mắt thường mình sờ tay sờ chất mình biết. Nhưng mà riêng đồ gọi là thực phẩm rồi là đồ ăn đồ uống mọi người hay là bôi chát ở mặt thì em không dám bán. Không dám làm. Lãi cao nhưng không dám làm. Rồi, hả? Em không có gan. Ôi thì chết rồi, sắp hết pin rồi. Em bảo cắm sạc mà quên không cắm sạc vào. Nên áo đá, còn áo đá chị ơi, em còn nữa mã này này. Còn mẫu này nữa này. Mã này là mã 151 này. Để chạm 151 và kèm số điện thoại thêm mẫu này ạ. Chị Âu Hoàng comment lại cho em xin mã hàng nhá. Chị Thu Hải ok em chốt đơn ạ, lên bộ thể thao à. Ú em lên luôn, đợi em tí. Các chị thích cái nào em lên luôn cái đấy. Ú cái này họa tiết đẹp chưa. Xinh quá này các chị này. Được chưa ạ, đẹp quá luôn đấy các chị ơi. Nhìn hàng nhá. Được chưa ạ, đúng là tiền nào của đấy luôn ạ. Đúng là tiền nào của đấy. Các chị nhìn hàng cho em này. Xịn đét luôn ạ. Em qua các chị luôn mẫu này này. Nhiều vấn đề quá đây là. Ôi. Mã này 151 đúng không? Chất như nước cắt luôn. Đấy chị ạ, mã này là mã 151 cho em ạ. Đá 151 và kèm số điện thoại ạ. Hôm nào em Loan chưa nghỉ bán hàng là chị chưa ngủ được à? Thế thì nghĩa là nghiện hơi bị nặng đấy chị ạ. Nghiện hơi nặng rồi đấy. Mã này có những size gì chị Hoa ơi? SMLXL. Được chưa? SMLXL, các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Các chị comment là đá 151 cho em với ạ. Đá 151 và kèm số điện thoại các chị yêu nhá. Đá 151 và kèm số điện thoại ạ. SML à? Em đang mặc size gì đây? Em mặc size S này. Thoải mái các chị dưới 65 cân tại vì chất này nó giãn mạnh. Chất này giãn mạnh cho em ạ. Đá 151 cho em ạ. 235.000 một áo các chị yêu nhá. 235.000 ạ. 151 và cộng số điện thoại ạ. Mẫu này cũng về ít nhất luôn ấy. Còn mấy đâu? Không có mấy. SML 3 size các chị nhá. SML 3 size ạ. Chốt các chị tầm 63-64 cân là ok mẫu này ạ. Trên 40 cân đổ lên ạ. 151 và kèm số điện thoại cho em các chị chốt đơn nhá. Thanh Xuân có ạ. Chị Hoàng Yến ok. Ê ơi chị Hoàng Yến cứ lên mã nào chốt vào đấy nhá. Tại mẫu này xinh đúng không? Cái mẫu đá này các chị nhìn qua các chị biết mà. Dòng này không phải nguyên nhà em bán. Nhưng mà để các chị mua giá nó sẽ cao hơn. Được chưa? Giá ngoại trường nó sẽ cao hơn. Giá này em bán trên này là giá số lượng thôi ạ. Chứ còn bình thường mà đến cửa hàng mua ít nhất cũng phải áo này cũng phải tầm 270-280 hoặc hơn 300. Áo khóc kem lúc nãy. Ui em lên nhiều mẫu khóc kem lúc nãy mà chị. Mã này đá 151 cho các chị luôn ạ. 235.000 một áo. 235.000 đồng các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Áo cổ lông đằng sau á. Ui xem là nhớ ạ đúng không ạ? Em cảm ơn chị ạ. Cho em xin cái mã khoác len có mũ mà lúc nãy chị đưa cho em với. Đây đúng không? Nhà mã này K6 được rồi, xem em sẽ chuẩn mã chưa? Chị Lê Hằng ok chị luôn ạ. À, chị Đặng Ly có, chị Bích Nguyễn có đơn ạ. Đợi em tím lên đồ bộ luôn nhá. Ui đã 10 rưỡi rồi à? 10 rưỡi rồi đấy. 10:21. Đủ màu luôn ạ. Để chị hàng đủ màu luôn, chị kiểm tra xem là màu nào có số lượng nhiều em có. Quần sóc á, quần sóc em lên rồi đây. Em lên một cái mã này nữa này. Size M lấy cho em size M, chị lấy cho em size L em mặc nào được. Nếu mà kêu em mặc size M nó... Ừ, em nhớ nhầm, em nhớ nhầm mã này. Đấy chị, à đây cái đây đây. Em lên các chị mã quần sóc nữa nhá. Vòng 2 là vòng bụng đúng không? Vòng 2 chị bao nhiêu? Tiếp theo các chị muốn mã quần sóc nữa đây chị này. Để chị lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Mã này là sóc 009 chiêu nhá. Sóc 009 cộng số điện thoại cho em. Đấy sóc 009 và cộng số điện thoại cho em. Các chị chốt đen có cả màu nâu với tông màu đen. Đợi em một chút em lên luôn này. Chị không thích cổ cao có cổ tròn không? Em có chị ơi, đợi em tím lên cổ tròn. Đấy, các chị đang bảo là ngày nào mà nghỉ là không ngủ được đúng không ạ?
được, lại dân số lại tăng thì chết. Đây sóc này sóc 009. Em đang có cả nâu với đen các chị nhá, hai màu. Hai màu nâu đen ạ. Tất cả cái quần sóc này nó đều có dây lưng đi kèm nữa các chị yêu nhá, dây lưng như này đi kèm này. Nó là combo luôn ạ. Combo luôn ạ, sóc 009 ạ. Em đang có cả nâu với đen. Em có đủ size các chị từ khoảng là 43 cân đến 60 cân ạ. Từ 43 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Lên trên mà chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại cho em. Đẹp này. Các chị lấy luôn cả sóc này này. Sóc này của nó sẽ là kiểu là túi thẳng như này. Để chặn túi thẳng như này cho em rất là dễ mặc luôn. Nhung nhung của nó kiểu nhung lì các chị nhắc, nhung lì ạ. Còn áo giết gì nữa không em? Còn đầy chị ơi, còn đầy. Đặt hàng hôm qua mà chưa thấy gọi chốt đơn lại, nhà em đang quá tải nhưng em vẫn đang gọi chị ạ. Hôm nay rất là nhiều chị bảo chưa được gọi chốt nhưng mà thề luôn các chị, đơn hàng tối hôm qua nhà em vẫn đang gọi là đang bơi, đợi chạy vẫn đang bơi chưa về bờ được chị nhá. Đơn trưa hôm nay nhà em sẽ chưa động đến. Đấy thì chắc là ngày mai, trưa mai em sẽ nghỉ một hôm để chốt đơn cho nó gọn mẫu hàng ấy. Lên mã này cho là sóc 009 ạ. Sóc 009 đừng comment sóc nhung đen nhá. Các chị comment cho em ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại ạ. Đây chị này, thì em đều có mã hàng hết ạ. Sóc 009 ạ, SMLXL. Áo em mặc là đá 151 ạ. Đá 151 cho em là 235.000 ạ. Chị Hảo Đặng ok, chị Hảo Hảo Trọng Hoàng ok, em chốt đơn hàng ạ. Chị Nguyễn Thị Sơn Sơn này. Có quần legging không em? Có chị ơi. Legging em bán hơn 100.000 thôi. Nhưng mà chất nó đẹp, nó chất UMF chị ạ. Hàng đấy của là hàng xưởng may. Chị Liên Phan ok, chốt đá 86. Nhưng mà em chọn các chị cái loại chất mà nó không bị cắn chỉ ấy. Nó sẽ có hàng rẻ hơn đấy. Có cái hàng quần bông mì ấy. Chị Nguyễn Thị Hoa ok, em chốt đơn hàng ạ. Chất lượng màu nâu tây đá 127. Áo em mặc là đá 151 chị nhá. Áo đá em mặc là 235.000 ạ. SMLXL. À SML ạ. Quần shop có size chị mặc vừa. Chị Loan Mai ơi, chị Loan Mai bao nhiêu cân nhỉ? Chị Loan Mai bao nhiêu cân? Ê còn nâu với chị này. Còn nâu với lại tông màu đen. Còn nâu màu đen 170.000 ạ. Áo đang mặc là 235.000 chị ơi. Chị Hà Huyền ok, em chốt đơn hàng nhá. Đây các chị nhìn cho em khoác len này, mã này là mẫu K6 á, em còn ít, chị yêu này nhanh tay nhá. Để cho em còn ít khoác len mẫu K6 các chị này. Có áo phao nhẹ ngắn cho 45 tuổi không em à? Nhẹ ngắn của 45 tuổi. Em có cái hàng phao dài thôi chị ạ, phao lỡ phao dài. Các chị phải xem like em tỉnh ngủ chứ, cái buồn ngủ thế. Sóc nhung 009. Khoác Burberry em sale 900.000 chị ạ. Em còn sót hình như 2 chiếc, 2-3 chiếc thôi. Có quần lót lông không? Em không bán quần lót lông, em chỉ bán quần lót nỉ thôi chị ạ. Quần lót nỉ trắng nỉ thôi. Chị ơi lấy cho em xin cái quần mà hình là quần S15 nhé. Đây các bác ơi ạ, mã này có chị comment là K6 nhé, hiểu nhá. Khoác len K6 của mũ ạ. Khoác len K6 của mũ là khoác len S. Các chị nhìn mã hàng cho em, em nó có màu nâu các chị nhá. Màu nâu này, form chút đâu các chị tầm 62-63 cân đổ về ạ. 62-63 cân đổ với em có màu nâu này. Tông màu vàng ạ. Tông màu đen các chị này. Đẹp lắm, khoác lên ép cho các chị ạ. Em cũng sale các chị bằng tiền luôn ạ. 350.000 ạ. Để chị ạ, 350.000, hàng hơn 600 được trước các chị nhá. Bây giờ cũng giảm giá các chị một nửa tiền luôn. Để chị ạ, giảm một nửa tiền luôn ạ. 350.000 một con khoác len có mũ. Nhưng mà số lượng của nó cũng không còn nhiều các chị ơi. Để chị ạ, còn loại áo nào nữa không? Ui nhà em nhiều mã mà chị. Làm sao lên hết được một buổi tối đâu chị ơi. Chị Hồng Lý ok, chốt đơn hàng nhá. Chị Nguyễn Duyên cho em xin mã hàng đi chị ơi. Không có mã hàng em máy không lên đơn được. Áo da 005 à, để em tự. Cái gì? B472 bộ này, chị Tùng Bi ạ, chị Hồng Lam gầm ok, em chốt đơn hàng ạ, chị Bình ạ. Ờ, em cảm ơn nhá. Mã này là khoác K6 chị ơi, khoác len K6, nó là khoác len F chị ạ. Chất nó đanh nhá. Màu kem, màu kem nào, mẫu này làm gì còn hàng đâu đúng không? Chị Hoa. Màu kem mẫu này làm gì còn hàng? Không còn đâu. Màu kem mẫu này không có đâu chị ơi, hết hàng rồi. Em mặc là màu nâu ấy chị ạ. Áo em là 350 chị ơi. Lên khoác xịn đi à, khoác xịn là mã khoác hơn 1 triệu đúng không? Rồi đợi em một chút ạ. Chị Thu Hoài ok, chốt áo đá 127 dồn đơn này. Áo em mặc là mã 151 chị nhá. Đá 151 là áo bên trong. Sóc 009 ok, em chốt đơn hàng chị Hoàng Hương ạ. Khoác kia, đến xem tí xem có size gì chị ạ.
Đây các bác ơi, mã này cho em là khoác K6 á, khoác K6 cộng số điện thoại cho em các bác mình chốt đơn. Hình như em cho lên mã sao đúng không? Mã sao lên rồi. Khoác sao cơ mà. Có men gì? Ừ, à các bác ra, phải không? Lên rồi. Đúng không? Lên rồi, lên rồi. Nên em cũng nhớ em lên mã nào luôn ấy, tại nhiều mã quá. Lên đầu tiên em. Thế à? Sóc Nhung 170 chị ơi, Sóc Nhung 170, mã 009 á. Chị Nguyễn Minh Tự rồi ok em chốt đơn hàng. À, quần đất hiện tại em chưa về được hàng chị ạ. Em chưa về được hàng, đặt rồi nhưng mà nó đã về được cho mình luôn đâu. Sóc bò á, sóc bò em đang hết hàng sóc bò rồi. Đây chị nhìn cho em áo khoác len này. Mã hàng cho em là từ 63 cân, 64 cân đổ về ạ. Mã hàng K6. K6 cộng số điện thoại cho em tặng các chị giá 350 chị yêu nhá. Để chị nhận hàng ạ, nhớ cho em xin là feedback với. Mã này em bán cho các chị em mình gọi là lấy đường đi lại thôi, lấy gọi là nhớ nhau đi ạ. Để chị 350 ạ, đồ bộ em có chị ơi. Có đồ bộ luôn. Chị ơi em bảo này. Lên đồ bộ luôn đi. Lúc nãy giờ lên áo len áo khoác nhiều quá rồi, bây giờ lên đồ bộ này, áo đá có. Thì chứ áo đá cũng vẫn còn rất nhiều, có cả đá bomber nữa. Chị Trần Huế có, chị Nguyễn Duyên, chị Thu Hiền ok chỗ đơn nào. Em mặc là nâu tây chị nhá. Thì chị nâu tây này, đỏ đen vàng. Nâu tây ạ, à, đỏ đen vàng cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn. Đây màu đen các chị này. Vàng em sẽ là kiểu vàng đậm với chị yêu. Đấy chị ạ, chị Nguyễn ok chốt đơn ạ. Đồng nội hoa có áo đá. Áo đá em mặc là 235.000. Mã đá 151 cho em là 235. Mã này các chị comment là mã K6 cho em ạ, màu vàng ạ. K6 cho em màu vàng kèm số điện thoại ạ, các chị lên đơn nhá. 350 chị ơi, 350. Khoác xịn kia em còn hàng đâu chị, còn mỗi mấy cái. Mấy cái nó lẻ sai thôi, cái là hàng khách không vừa khách đổi thôi ạ. Em ơi, chốt đơn 4 hôm rồi mà chị Thanh Hóa mà chị được hàng nóng ruột rồi. Chị ơi, chị biết là tình hình bây giờ, các chị biết là Hà Nội bây giờ đang là điểm nóng. Mà tất cả các cái đơn hàng nó sẽ về trung tâm khai thác là ở Hà Nội. Đấy thì nó sẽ bị chậm hành trình ấy chị ơi. Gọi là cái đầu não ấy, cái đầu não là đang là trung tâm dịch như thế ấy. Thì nó sẽ chậm hơn ngày thường ấy chị ạ, chị thông cảm giúp em với, em cũng muốn các chị là hôm nay gửi ngày mai nhận được luôn. Đấy các chị nhanh nhận được hàng em cũng nhanh có tiền. Nhưng bây giờ tình hình dịch giãn đấy các chị cũng phải thông cảm cho em với chứ. Đúng không ạ? Mình cố gắng ạ, nó sẽ chậm hơn so với hành trình của ngày thường tầm khoảng 2 đến 3 ngày. Đúng không ạ các chị ơi ạ, thông cảm giúp em với, cuối năm rồi chỗ nào cũng quá tải. Để chợ chỗ nào cũng quá tải, đơn vị vận chuyển nào nó cũng bị được quá tải đơn hàng. Kể cả khách xỉ, khách lẻ rồi là khách khách miền Nam, miền Bắc đều như thế hết chị ạ. Miền Nam sẽ chậm hơn. Nó sẽ chậm hơn tầm 2-3 ngày. Kể cả miền Bắc, miền Nam đều thế hết. Nặng 5-7 cân rồi ok. Xem áo phao để em một chút. Lên quần em mặc đi, quần em mặc là sóc 007 chị ạ. Sóc 007 và kèm số điện thoại nhá. Mã này cho em là khoác K6 á. K6 cộng số điện thoại các chị này. K6 cộng số điện thoại ạ. Sóc của em mặc là sóc 009. Em cảm ơn chị Thanh Ba nhá. Em ơi lên áo khoác đẹp đi ạ. Rồi chị Nguyễn Thanh em cảm ơn ạ. Khoác lên K6 chị Vân Mây này. Đấy các chị ơi, màu đen ạ. Màu đen này, màu đỏ này. Trương Nhung ơi, thế thì em mới tương tác với chị hơi lâu đấy. Ngày nào chị cũng bán hàng. Hoa cao áo vừa 5-7 cân vừa thoải mái khoác len cho em chị Hoa Cao ạ. Thoải mái luôn, khoác len nó giãn mà chị. Để chị ạ, khoác len nó có giãn luôn. Khoác len ép các chị ơi ạ, K6 cho em ạ. Một size chị Yên Phạm nhá. Hàng một size ấy, khoác len nó sẽ không có size đâu. Khoác len sẽ không có size ạ. Chuẩn mã hàng cộng số điện thoại ạ. Áo da, áo đá 230 là mã. Mã em mặc là mã 151 chị ơi. Lên chuẩn mã hàng cho em vì nhà em rất là nhiều mã áo đá đấy ạ. Chị Quyên Bùi ok chốt 580. Em bảo này, chị ơi đưa cho em cái mã áo đá có đủ size ở ngoài kia ấy. MLXL mà hôm qua em like ấy. Thì xem cái bạn ấy xem còn hàng không. Em lên cái mã này nhá, một năm rồi mới thấy á. Ôi, thế thì sao chị đi đâu mà chị không thấy em vậy? Ngày có like, ngày em like 2k liền. Mất tương tác với nhau hơi lâu đấy. Mở lợi ích em một size đấy. Một size. Chị em bảo chị lấy cái mã hàng có đủ size cho em mà. Mã một size này, ngại bán. Chị Hà My ok, chị Đình Vũ có á. Bộ 702 nữa không, là bộ 702 là mã nào nhỉ? Bộ 702 là mã nào hả chị? Sóc Nhung này đẹp mà chị đúng không? Quần sóc Nhung lì. Mã nào? Hôm nay mình thấy á, cái gì nó bị Facebook nó bị giảm tương tác đấy chị ạ. Nó là do Facebook đấy. Mã này các chị comment trên là đá 476. Ý chị ạ, đá 476 cho em. Con này của nó sẽ là dòng thổ đá các chị nhá, dòng thổ đá cho em ạ. 476 và cộng số điện thoại để em xem lại cái giá tiền nào. Xịn xò luôn. Mã này
Các bác nhìn cho em một con áo này. Em có 3 size ạ, ML, XL. Để chạm 3 size ML, XL, các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em. Xịn đét luôn ạ, dưới 65 cân em chốt nhá. Dưới 65 cân là em chốt đơn hàng ạ. Bây giờ xem cho em cái mã bộ nào xem nào. B47 với B bao nhiêu ấy. Để xem nhà mình còn hàng không. Em cảm ơn chị Thanh nhá. K6 là 350 chị ạ. Khoác lên thì em đồng giá hết 350 ạ. Các chị thích lấy cổ, thích lấy có mũ cũng được mà không mũ cũng được. 723 là cái gì? À quần nỉ đúng không? Quần nỉ 723 thì em còn hàng đấy chị ơi. Đây các chị comment cho là mã này là mã 476 ạ. 476 và cộng số điện thoại cho em. 476 và cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Gió 54 thì em còn lẻ sai chị ạ. Áo da năm kia mua năm nay vẫn đẹp. Em cảm ơn chị Trương Nhung nhá. Đây các chị này, mặt em có 3 size MLX 42 cân đến tầm khoảng là 65 cân đổ với em có size vừa. Các chị yêu lên đơn hàng cho em là 476 cộng số điện thoại. Em tặng các chị trên like của em đúng duy nhất là nốt một chuyến này nữa em hết hàng 169.000 đồng. Để chạm 169.000 đồng các chị lên đơn hàng. Đấy em bảo rồi, hàng nhà chị đẹp, nhà chị hàng đẹp lắm. Nói chung là các chị có cái Facebook giảm tương tác nhưng các chị vẫn nhớ đến em, các chị tìm lại em để mua hàng thì em rất là vui. Được chưa? Nếu như hàng đẹp thì khách hàng sẽ tự tìm đến đúng không ạ? Áo vừa mặc bao nhiêu á? Vừa mặc xong là một mã 151 là 235. Còn áo 476 á, 476 cho em là 169.000 đồng một áo các chị nhá. Nó 54 bây giờ em còn lẻ màu lẻ size và nhân viên vẫn đang chốt đơn đấy chị ạ. Nhân viên vẫn đang chốt đơn hàng. Mã này là 476 cho em mà 169.000 ạ. 169.000 đồng một áo, các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. 169 cộng số điện thoại trên mẫu này ạ. Sẽ phải tên Quang. Chờ áo phao lâu à? Em lên các chị một mã áo phao. Chị Hoa ơi, cho em cái mã phao da của mã 731 ở trong kia ơi. Đã ở bên ngoài này em không thấy lên nữa ấy nhỉ? Phao da ấy. Rồi mã 476 ạ, 476 ạ. Giá 169 ạ. Đơn trưa nay thì em chưa gọi chút đến đâu chị Phạm Minh Tu ơi. Này, iPad của bóng. Trưa nay thì em chưa gọi chút đến, các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đây ạ. 731 mà chị, 731 ở trong góc nhà kìa. Đấy là mã khác. Ô sao nó không treo mẫu ở đây nhở? Hay chốt hết rồi. 731 nó là cái áo phong da ấy. Chị Ngô Oanh ạ, chị Duyên Phùng ạ, Huế Nguyễn Thị đúng ok. Tại vì em sẽ muốn đứng lại cho các chị xem những cái form dáng của nó ấy. Cho các chị nhìn đúng mã. Chị em tua nhanh quá, các chị chưa kịp nhìn mẫu là mẫu gì. Cái form dáng thế nào em đã qua nhanh như thế rồi nhưng các chị không biết chốt. Chắc các chị không biết chốt. Quần em đang mặc là quần sóc 009 mà chị, sóc 009 cho em. Chị Trần Tình có ạ, chị Nguyễn Len ok em chốt đơn hàng ạ. Áo em mặc là mã 476 ạ. 476 3 size MLXL cho em ạ, toàn bộ đá ép nhiệt và đá đổi màu. Để cho đá ép nhiệt và đá đổi màu. Các chị ơi cái tay của nó là tay ren đấy chị nhá. Tay cũng là tay ren cho em, mặc cũng rất là ấm các chị ạ, mặc rất là ấm luôn. Những cái dòng này các chị dễ mặc này, kiểu bu rông. Để chạm kiểu bo gấu cho em ấy, kiểu bo gấu á, từ khoảng là 42-43 cân đổ lên các chị mặc được rồi nhá, đến 65 cân đổ về. Chị Nguyễn Thị Kim Dung ok này, chị Anh Hoàng có, mã em đủ size MLX ạ. Mã này đủ size MLXL, một năm mới gặp lại mà không già đi tí nào à. Già đi nhiều chị ạ, vất vả. 47-65 cân, eo 89, ngực 105, ủi ôi. Vết em lên rồi. Chị Hồng Hạnh có này, chị Thu Phương ok chút 476 này, sóc 09, 68 cân không vừa, chị Phạm Lan nhá. Chị Mùa Xuân Hoa ok chút 476 à, cổ tròn này. Không cần phải comment là 476 cổ tròn. Tất cả cái áo này em đều có cái mã hàng, đánh ở trên cái mã số hết luôn như này. Để chạy đều có mã số hết luôn ấy. Chị Trang Phan có 476, chị Huyền. Lắp lông chưa? Chưa, bây giờ mới lắp đang ngó nên nó có mã, bọn nó lấy hết à? Bọn kia nó lấy hết rồi. Cái mã để mẫu ở đấy em đã bảo là hàng mẫu của em là không được lấy mà lại bọn nó lấy hết rồi. Tôi đi vàng còn size S em ơi. Chị Nguyễn Theo kê chút 107 ạ. Áo phao để em tí em đang lắp lông đã. Đang lắp cái lông mà đã. Rồi mã này là mã 469 đúng không? Rồi 476. 476 cộng số điện thoại. Bảo Ngọc Nguyễn ok em chút đơn hàng ạ. À mua là ưng ngay, em cảm ơn chị ạ. Chị Phạm Thị Minh Thu ok em chốt đơn hàng nhá. 476 ạ, cộng số điện thoại cho em các chị lên đơn. Áo nhưng này à, nhưng này lên chưa? Chưa đây đấy, mẫu ngoài chân ấy. Có một con này, con như xe L đấy. Này có biết là có tay tí. Từ L. Lấy cho chị áo nhung cộc tay luôn nhá. Áo vest em lên rồi.
nay có hàng không? Có. ML, ML, mã này là HG này có hai size à? Các chị em lên các chị một cái áo nhung HG các chị nhá. Áo nhung của HG luôn các chị này. Liên là chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại cho em ạ. Mã này lấy cho em là mã T21 các chị này. T21 và kèm số điện thoại em có hai size là size M và size L. Áo nhung các chị nhá, nhung cộc tay. Áo em mặc là 169 chị ơi. Áo em mặc là 169.000 ạ. Các chị yêu lên đơn hàng cho là T21 và cộng số điện thoại ạ. T21 cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Đây chị này, em có hai size là size M và size L. Chốt các chị tầm khoảng là 41-42 cân đổ lên ạ. 41-42 cân cho đến tầm khoảng là 60 cân, 60 dưới 60 cân đổ về em chốt đơn mã này. Hai size ML các chị yêu nhá. Hai size là size M với size L, màu này của nó gần như cả màu tím. Đấy chạm màu tím này, màu xanh coban này và tông màu đen, em có 3 màu nhá các chị yêu nhá. Có 3 màu ạ. Mã này là T21. Em tặng các chị là giá 150.000 của áo nhung hàng HG. Nhung hàng HG ạ, cộc tay. Đó, nhung HG cộc tay các chị yêu lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Nhung HG ạ, em đang có màu tím nữa các chị này. Màu này màu xanh coban các chị yêu nhá, xanh coban này. Để chạm màu xanh coban, chất nhung đẹp các chị ơi, T21 cho em 150.000 một áo. Hàng HG các chị biết của nó là hàng chất lượng đúng không ạ? Đấy, 150 ạ, các chị chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại cho em. Đây chị này, lên chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn ạ, màu đen. Thế à? Đây màu đen nhá, em mặc là màu tím, em mặc màu tím này và đây là tông màu xanh coban. 3 màu các chị nhá, 3 màu cho em ạ, chị độ thức ok này. Thế à, chị gửi lại em đổi cho áo đá. Áo đá có cổ à? Size M nhỏ á. Mỗi là áo đá à. Rồi ok. Thế gửi lại em đổi cho. Chị thì anh Đỗ có, chị Đỗ thức lên số điện thoại có 3 màu chị ơi. 3 màu cho em màu đen này. Màu đen này, màu em mặc là màu tím và tông màu xanh coban. Những cái dòng này các chị mặc ở trong áo vest đẹp này. Dễ mặc, nó là dòng kiểu giữ nhiệt nhưng mà chất nhung nha chị nhá, chất nhung. Quần em mặc là mã 009 chị ạ, shop 009. Còn mã này là mã T21 cho em ạ, T21 cộng số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ dòng HG cao cấp các chị yêu luôn. Đấy, toàn bộ của nó sẽ là dòng HG cao cấp như này ạ. Cộng số điện thoại cho em mã T21. Chị ơi comment em là T21, chị nhá, đừng comment là nhung đen. 150.000 nhưng mà mã T21 ạ. Like xong xem lại có chốt được đơn, em ơi có chốt được nhá. Hoặc là em nhắn tin đi. Chị Khánh Nguyễn comment em là mã này mã T21, em đang mặc đây ạ, T21 cách số điện thoại ạ. Chị Hoa Vũ ok chốt 476 và đá 127 này. Chị Hoàng Yến ok em chốt đơn hàng ạ. Mã này là có ML 2 size ạ. Được chưa ạ? Mã này em mới về thêm mà chị. À áo len á, áo len ạ. Chị ơi chị Trần Xuân để lại số điện thoại cho em, nhân viên em sẽ giải quyết đơn cho chị nhá. Chị Sa Chia có ạ. T21 chị ơi, T21 chị ạ. Cái mã số 21 ý. Em có em đặt là mã T21 các chị dễ. T21 cộng số điện thoại các chị lên đơn hàng. Em đang có 3 màu các chị yêu nhá. Em mặc là màu tím. Chị, em mặc là màu tím này. Màu thứ hai của nó là xanh coban ạ, và tông màu 3 sẽ là tông màu đen. Em có size M với size L ạ. Em đang có size M với size L, các chị liên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em 150.000. Chị Hương Giang ạ, chị Khánh Nguyễn ạ, chị Phạm Minh Thu ạ. 63 cân chút size L chị Thùy Trang này. Áo phao ạ, đợi em tí chị yêu ơi. Đợi em một tí. Chất này mặc sướng ạ, chất nhung nó mềm nó lì như này. Nói chung là những cái dòng HG kể cả phông này, áo nhiệt này, được chứ, áo nhung này, những cái dòng mà liên quan HG, chất lượng của nó không phải suy nghĩ luôn chị ạ. Chị Nguyễn Thị Kim Dung ok chốt đơn hàng nhá. T21 cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. T21 cộng số điện thoại cho em mẫu này các chị lên đơn. Đấy 3 màu các chị ơi. Ôi chị đâu có màu rêu này. Màu rêu có hàng không? Có mà. Không có màu rêu chị ạ. Em có sót cả màu rêu nữa. Sót cả màu rêu nữa luôn ý. Các chị này, màu rêu em tí nó bỏ qua cái màu đẹp như này luôn này. Màu rêu ạ, cộng số điện thoại cho em 150 các chị nhá. Mã T21 ạ. Mã 476 là 169.000. Không có XL à chị Hoa? Không có, à không có XL đâu, ML thôi. Mã này có ML thì hết XL rồi chị ạ. Dưới 60 cân thôi chị nhá. Dưới 60 cân. Ok, chị Đỗ Vịt Hà cho em số điện thoại đi chị ơi. Để chị ạ, màu rêu có màu rêu này. Tí em bảo xong màu rêu nhưng không còn XL thôi chị ạ. Em chỉ còn size M với size L thôi. Em chỉ có size M với size L thôi ạ. Em qua mẫu luôn nhá. Các bác chọn màu cho em, tại vì bây giờ muộn em sẽ lên nhanh mẫu. À, bộ nhung tâm em có chị ơi, nhưng mà nó lẻ một vài bộ thôi. Chị Hồng Huế, chị Hà Nguyễn này, chị rêu của size ML chị ơi, không còn size S nhá. Không còn size S, không còn XL nữa, chỉ còn size M với size L. Em sale các chị là 150. Hàng 27-28 bây giờ sáng các chị 150.000 ạ. Chị Hà Nguyễn có đẹp tuyệt vời, em cảm ơn chị nhá. Quần sóc em mặc là sóc 009.
Sóc 009 nó sẽ là 170.000 ạ. Sóc 009 170. À phông cổ thấp à. Mà 66 cân bạn em không vừa chị ạ. Ok chị. Lấy ba áo chốt rồi nó được chị ơi, chị dồn 10 sản phẩm cũng được chị ạ, Bùi Thị Hạnh nhá. Các chị đi dồn 3 sản phẩm cũng được. Em muốn các chị dồn đơn cho nó đỡ tiền ship ý. Chứ bây giờ các chị mua một áo thì cũng phí tiền ship lắm. Mua một cái cũng là 30.000 phí ship. Mà các chị cũng mua 10 cái cũng vẫn 30.000 tiền ship. Ờ, Nhung Tâm à, bộ Nhung Tâm đúng không? Chị đợi mãi cái gì? Áo phao á? À, lên phao da nhá. Phao da, phao gấp lông. Thế thì em bảo này, ngày mai lại nhá. Em lên các chị một mã này nữa đi. Mã chất lượng đúng không? À, mã đỉnh cao nhá. Để chị mã đỉnh cao luôn. Em cứ em mặc thêm một con áo kaki ướt nữa. G14 chưa về được hàng đâu chị ạ. G14 chưa về được hàng. Cho em một tí em lên áo áo Z luôn đó các chị này. Chắc ngắn trắng thôi, còn size nhỏ thôi em ơi. Mã này là mã gì chị Hoa ơi? Mã này còn một size à? Đủ size. 183 này. Đủ size. 183 đủ size đúng không? Đây đem chị một mã này nữa đủ size này. Mã hàng 483 và cộng số điện thoại cho em ạ. Tất cả của nó các chị nhìn cho em ạ, dòng xịn các chị luôn nhá. Được chưa ạ? Chất đẹp luôn ạ. Lên cho là mã 483 cộng số điện thoại ạ. Được chưa ạ? 483 và cộng số điện thoại cho em. Có size này MLXL 3 size. MLXL em đang có 3 size các chị gái này. Chuẩn đẹp luôn ạ. Được chưa ạ? 42 43 cân cho đến tầm 65 cân đổ về em có size vừa. Được chưa ạ? 65 cân đổ về em có size vừa. Lên mã hàng cho là 483 cộng số điện thoại ạ. Bây giờ em dơ nhá chị nhá. Em dơ cái áo này thôi tại vì em không mặc vừa. Thế nó còn sót có hai cái thôi. Một cái size M này và một cái size dưới các chị tầm khoảng 50 cân. Màu vàng các chị dưới 50 cân. Đấy, còn màu bộ sam không còn đâu em ơi. Bộ sam không còn. Áo cộc P05 á, còn chị ơi, chị Nguyễn Hảo comment em là P05 mà kèm số điện thoại đi ạ. Trần Trám đây em sale 900.000 các chị chuyển khoản cho em nhá. Dưới tầm của màu be các chị tầm 50-51 cân đổ về. Còn màu vàng các chị tầm 48 cân. Màu be các chị tầm khoảng 52 cân đổ về em chốt đơn. Em mặc thì em mặc vừa mà. Em xả 900. Đợi lâu lắm rồi đây này. Hàng nó còn đâu chị. Được chưa, con này là hàng loại 1 ý. B47 em còn cho em, đợi một tí em lên luôn ạ. Hả? Thế là khách không vừa khách đổi thôi thì nó mới còn ý. Thì hôm nay các chị bảo ơ sao vẫn còn màu vàng đúng không? Thì hôm trước em bán rồi nhưng mà khách không vừa là khách đổi lại thôi. Các chị mặc bị chật. Mã này chúc các chị dưới 50 cân em lên đơn. Các chị comment là khoác cao cấp màu vàng cộng số điện thoại ạ. Để chạm khoác cao cấp màu vàng mà cộng số điện thoại cho em ạ. Em sell nốt 900.000. Em xả lỗ mẫu này, em còn đúng một cái. Đấy, em còn đúng một cái ạ. 900. Màu be size M. Để chạm màu be em còn một cái size M. Chị Linh có đơn nhá. Mã này là khoác cao cấp thì các chị comment là khoác cao cấp ạ, cộng số điện thoại ạ. Màu be là 900.000 ạ. Em xả 900. Con này các chị đang mua 1.500.000. Các chị đang mua 1.500.000 ngoại trường. Em sell luôn 900.000. Em còn sót đúng 2 chiếc là em hết à. Để chạy còn sót đúng 2 chiếc các chị nhìn này. Mũ tháo rời được nhá các chị yêu nhá. Mũ tháo rời được cho em ạ. Cao 43 cân chị mặc cho em con màu vàng này chị này. Mặc cho em con màu vàng là vừa. Chất sướng lắm chị ơi. Còn khoác này của nó là hãng của Burberry chị nhá. Xịn đẹp. Chị Nguyễn Đông ok em chốt đơn hàng ạ. À. Áo đái mặc bên trong là 169.000. Áo đái mặc bên trong là mã 483 169 em có size các chị dưới 65 cân nhá. Em có size các chị dưới 65 cân. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại trên là mã đá 483. 483 và cộng số điện thoại các chị nhìn áo đá này các chị này, toàn bộ của nó là đá màu. Toàn bộ đá màu, cái phần tay của đính đá cho em nhá, phần tay đính đá này. Đấy chưa ạ, cái phần áo đính đá cho em ạ. Chị Lê Hiền lấy màu gì chị ơi? 43 cân vừa trên màu vàng. Còn màu be các chị tầm 51 cân đổ về nhá, 51 52 cân, 45 cân, 45 46 cân, 51 52 cân đổ về các chị mặc vừa cho em màu be. Màu be này em còn có một cái thôi, em xả 900.000 là em bán các chị không có công luôn ấy. Mờ chuẩn form thôi chị Huyền Bình ơi. Tại vì là còn sót có 2 chiếc thì em bán giá xả nốt thôi các chị ạ. À.
em 54 cân này, em mặc hơi bị kích một chút thì cái chị tầm 51 52 cân là ok. Em không có đồ bộ đâu, đồ bộ bé trai bé gái em không có, nhưng em có bán đồ trẻ con nữa đâu. Bây giờ em chỉ bán người lớn thôi. Thôi tầm 50 51 cân. 53 cân mặc chật chị ơi, 53 cân mặc chật đấy. Em mặc hơi kích này. Em mặc hơi kích. Em cho các chị tầm 50 51 cân đổ về, các chị lấy màu be chị Hiền Phạm không vừa đâu chị ạ. Lại không vừa đổi đi đổi lại nó mất công ấy. 483 65 cân ok chị ạ. B1 màu đen à? Còn chị ơi, nếu em bộ B1 với chị ơi. Bộ đi, lấy đồ bộ lên luôn bởi bộ nhá chị nhá. Em xả nốt đồ bộ ạ. Bộ B1 là màu đen em còn. Đợi em một chút em lên luôn đấy chị Huế ơi. Phạm Vân là ok, em chốt đơn hàng gió 54 em sale 230. 483 ok, chốt đơn dồn này. Bộ nhu năm đợi em một chút nhá chị nhá. Đây các chị ơi, lên mã này cho em là mã gì nhỉ? 483 cộng số điện thoại ạ. 483 và cộng số điện thoại cho em 169.000 một áo. Em xả, em tặng các chị giá, các chị tầm dưới 65 cân đổ về ạ. Bộ size M màu đen. Chắc là bị sót. À, hôm nay là khách đổi thôi còn lại. Chị Phong Nguyễn vàng 49 cân này. Chị ghi em ơi, chị Phong Nguyễn nhá, chị Phong Nguyễn lấy con này nhá. 900 chị ạ. Màu be đẹp quá nhưng mà nó còn size M nhá. Phong của nó không bình thường, không nhỏ đấy. 50-51 cân. Chị Lê Hiền tầm khoảng dưới 50-51 cân các chị chốt nhá. Đấy, lấy rồi đẹp lắm ạ các chị này. Tiền nào của đấy chị nhá, tiền nào của đấy thôi. Áo này trước nếu mà các chị mua ngoại, mua ngoại trường tổng phải 1.5-1.6 triệu. Nhưng mà trước em bán 1.2 triệu. Bây giờ em xả 900. Tại vì nó còn hai cái là em bán, các chị em bán xả lỗ rồi. Em thề luôn các chị em bán xả lỗ. Chị nào mua rồi các chị biết ạ. Sờ cái chất nó sướng, sờ nó mềm, nó mướt tay. 483 ok, chốt đơn dồn này. Áo em mặc là 483. 483 là 169.000 một áo ạ. Dưới 65 cân em có 3 size MLX. Bây giờ em lên luôn đồ bộ các chị nhá. Lên đồ bộ các chị ơi, hàng Quảng Châu cho em ạ. Các chị nhớ cái bộ B1 đấy không ạ? Thấy mình bằng cân Loan không vừa đúng rồi. Chị ơi, chị mặc bằng cân em 54 cân đấy. Đợt này trộm vía cứ lên cân thôi chị ạ. Trộm vía cứ lên cân đều đều. 51, 52 cân rồi lên 54 cân. Không có dấu hiệu tên giảm cân chị ơi. Ở màu đỏ phía sau. Màu đỏ phía sau á. À, bây giờ chỉ còn sót được cả. Tình thế hết size S chị ơi. Em còn nguyên size S này. Màu đỏ size S này chị có vừa không này? Đỏ size S em còn đúng một chiếc thôi. Đỏ size S còn một cái. Đây S đỏ, chị nào lấy S đỏ các chị lên đơn này. Gió 54 bây giờ để em kiểm tra xem nó còn màu gì. Tại bây giờ nó lẫn lộn, lộn xộn chị ơi. Chị nào mà vừa size S này. Em mặc size S thì em không vừa đâu. Em chỉ dơ thôi. Đấy chị nào vừa size S xả nó các chị 900 này. 900.000. Áo em mặc á, nó là kiểu dòng chất thổ. Nó cũng là dòng áo giữ nhiệt ý. Chị Minh Thùy chúc con đỏ size S nhá. Chị thấy không, thấy số điện thoại không? Hả? Thấy. Em ơi, tối nay chị phải nhận được 6 áo, mã áo chân váy đẹp nhức nách ạ. Em cảm ơn chị ạ. Đẹp nhức nách rồi phê. Chị Linh Linh ok, chốt màu be của size M này. Là hết nhá, em gọi cho nó gọn hàng nốt thôi. Chứ giá này thì em bán này coi như là em bán sang tay và em bán lỗ các chị luôn một ít cũng được. Đấy, cho nó gọn hàng. Coi như giá này em bán thu lãi thôi. Giá này em bán thu lãi về thôi. Chị Hoàng Hồng ạ. No bò 2XL của B7 không còn đâu. B53 màu đen. Hình như là vẫn còn B53 màu đen thì phải. Còn đấy chị ạ, B53 màu đen em còn nhá. À, nghe câu trộm vía. Đấy, toàn nói trộm vía. Nói chung là họ cứ bảo là cứ có tí tuổi tí gọi là đến uống nước lọc còn lên cân đúng không ạ? Uống nước lọc còn lên cân. Mà em ăn ngủ thất thường em vẫn lên cân. Đấy, lúc mà muốn lên cân không được. Đấy, lúc mà gầy teo tóc có 45-46 cân mãi không lên được cân. Đấy, lúc lên cân rồi muốn giảm cân không được. Chị Châu My rồi ok, chút 483. Em có áo nhiệt không? Em có chị Nguyễn Hà ơi. Chị Ngân Ngọc ok, em chốt đơn ạ. À, cái mã nhiệt 021 hôm nay nhiều chị hỏi quá mà em chưa lên được ấy. Đưa cho em cái mã nhiệt 021 với. Nhiệt hộp nhá. À đây, đây, đây. À không phải. Cái nhiệt 021 ấy các chị mặc ở trong áo đồ bộ với áo vest ấy. Để lên luôn mã 021 để em mặc luôn đến đồ bộ luôn. 021 em có cả 3 màu nhá. Màu nâu này. Màu nâu, màu đen với tông màu trắng kem. Màu da ấy. Nâu đen da 3 màu. Các chị comment này. 021 các chị lấy kèm đơn hàng luôn nhá các chị nhá. Sao xịn 65 cân không còn đâu chị ơi. Hết sạch, hết từ lâu rồi. Bây giờ em có nhập hàng nữa đâu.
Bây giờ em khẳng định luôn là cái giá bây giờ em nhập vào giá còn cao hơn ngày hôm nay em bán cho các chị. Tại vì giá bây giờ em bán giá xả các chị rồi. Có ai bán cái hàng sau loại 1 mà 900 nghìn đâu các chị. Không còn size của 65 cân đâu tình yêu ơi. Đây chị này, các chị comment của em là nhiệt này là nhiệt hộp mã 021 nhá chị nhá. 021 và kèm số điện thoại ạ. 021 và kèm số điện thoại cho em. Có Paka không? Em có. Em có Paka ở trên kia. Thì nó có nhiều mã khác nhau lắm. 29, em 29 tuổi mặc áo như chị có bị già không? Em 31 tuổi. Thì chị nhìn em mặc có bị già không? Nói chung là tùy các chị thôi, các chị thích thì các chị mua. Chứ bây giờ em không biết là nói thế nào được. Nói chung là mình thích như nào thì mình chốt. Được chưa? Gu thẩm mỹ của mình như nào. Nhưng em không biết là nói là chị ơi chị mặc cái này trẻ hay chị mặc cái này già. Nhưng mà em tính em cũng không phải thảo mai hay thảo quả như nào cả. Đấy chứ, em mặc như nào các chị ưng thì các chị chốt thôi. Đấy, 43, 483, 65 cân. Ok, Châu Mỹ nhá, Châu Mi à. G16 nâu tây á, G16 nâu tây, không biết là còn hàng không. Bộ đen đang cầm có size lớn không à? Bộ đen em cầm thì có size M với size L ấy chị ạ. Dưới 60 cân. Phong xịn 55 cân không vừa. Đây chị lên mã này cho em là nhiệt ạ, nhiệt 021 và kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này. Mã này là mã nhiệt 021 các chị nhá. Các chị chỉ comment là 021 thôi. 021 và kèm số điện thoại cho em. Đó, 021 và kèm số điện thoại. Em có màu nâu này, màu đen với tông màu da. Em tặng các chị kèm đơn hàng cho em ạ. 139.000. Ok chưa? 139.000 đồng các chị nhá. Nhẹ nhàng tình cảm luôn mẫu này. Để chạy nhẹ nhàng tình cảm luôn ạ. Thị trường vẫn đang là 201-202. Chỗ nào em cứ cho rẻ nhất là 190.000 đi. Em kỳ nữa các chị luôn ạ, 139.000 đồng em bao giá các chị luôn. Để chạy bao giá cho các chị luôn ạ, 139 ạ. Đứa nào nó gọi em à? Hai thằng đang lô nha. Mã này là mã tri ân luôn, các chị yêu 139.000 đồng. Các chị nhá, em không còn hàng nữa ấy. Đấy bây giờ là còn cái nào cửa hàng em thì em bán nốt thôi. Chứ bây giờ các chị nhập hàng, em đố các chị nhập được 139.000 đồng giá nhập vào. Mà bây giờ em bán ra các chị luôn 139.000 đồng. Em mặc là màu nâu, các chị phong, các chị thoải mái ạ. Dưới 65 cân đồ về. Đấy, dưới 65 cân đồ về em chốt đơn ạ. Đem màu da cho em là các chị này. Áo gió em còn, chị Đinh Thùy ơi. Để cho áo giá em có, áo gió em còn. Các chị nhá, đây là màu da cho em ạ. Màu da này, mã 021 cho em ạ. Màu nâu, màu da, màu đen. Nâu da đen ạ, cộng số điện thoại để em một tí em mặc đồ bộ luôn. Em mặc các chị xem áo nhiệt ấy. Để cho áo nhiệt cho em ạ. Nó nhất định là chị em mình phải có mẫu này. Để chắc nhất định phải có, tại vì là các chị mặc áo da, các chị cũng phải mặc áo nhiệt bên trong này. Được chưa? Mặc cái gì cần phải áo nhiệt bên trong cho em, nó rất là ấm, nó giữ nhiệt cực tốt luôn ấy. Giữ nhiệt cực tốt luôn ạ. 021 và kèm số điện thoại chiêu nhá. Sao xịn ạ, 53 cân ạ. Không còn đâu em, hết rồi. 53 cân thì mặc chật. 623 gen 623 thì mình có nhỉ? À còn. 623 hình như là em chỉ còn màu be thôi, à, màu nâu thôi. Chỉ còn màu nâu thôi ạ. 021 các chị chọn màu cho em nhá. Áo da. Đây, cứ thích nhóm cô bán hàng thôi. Dễ nghiện ghê. Mã 021 cho em màu đen ạ. Đen này nâu và tông màu da. Cộng số điện thoại cho em 139.000 đồng ạ. 139.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em mẫu này ạ. Đấy, đợi em tí em lên đồ bộ luôn. Ngày hôm nay em bảo rồi ạ. Cái giá nào em cũng bán được. Đấy chứ, coi như bây giờ là cuối năm em thu lãi về thôi. Còn bình thường các chị đang mua những cái đồ bộ mà hàng Quảng Châu ấy. Mà cái bộ em đang bán cho các chị là đợt trước là 550. Mà bên ngoài các chị vẫn đang mua 800 là chuyện bình thường. Chỗ nào bán rẻ nhất cũng là 750. Đấy. Đợi em một tí em lên luôn bộ đấy các chị xem luôn nhá. Chị Lê Thị Kim Thanh có, chị Trà Nguyễn, chị Dung Kim ok. Paka đẹp á. Paka nhà em có cả loại không lót lông nữa đấy. Chị Lý Năm ok, chỗ áo đá mã này mã 021 ạ. Chị Dương Nguyễn ok, em chỗ đơn hàng ạ. Mã 021 và kèm số điện thoại cho em ạ, giữ nhiệt các chị nhá. Giữ nhiệt ạ. Chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em các chị lên đơn. Mã 021 ạ, chị Duyên Nguyễn ok, em chỗ đơn hàng ạ. Lan Trần Lan rồi ok. Đợi em tí chị ơi, đừng giục em giục em là em hay bị nói nhịu lắm đấy. Giục em nói nhanh mà em hay bị cuống.
em hay bị cuống, em hay nói nhịu. Áo da cổ lông đi em à. Đợi em tí chị ơi. Mã này lên trên là 021 nhá chị nhá. 021 cho em màu da. Màu da, màu nâu và tông màu đen ạ. À, bộ váy. À, nhà mình có cái set len 2 ấy. Set len 2 này. Em dễ mặc lắm. Ừ, set len 2. Không phải bộ đấy. Đấy, đây, đây, bộ đấy. Em lên các chị một set len nhá chị nhá. Chị xem màu B à. Đây, chị ơi, màu B đây. Màu nó sáng hơn. Của nó kiểu tông màu da của mình ấy. Tông màu da. Ba màu, chị ơi, màu nào cũng xinh. Ba màu em chọn các chị là tông màu đẹp. Từ trước nó có cả màu xanh nữa nhưng mà đợt này không về được màu xanh. Em có ba màu này thì các chị dễ mặc. Đấy, 021 cộng số điện thoại cho em 139.000 đồng. 139.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em ạ. Ba màu nhá, cổ ba phân cho em ạ. Những cái dòng này của nó không đá nên ai cũng mặc được ạ. Trung tuổi mặc được, trẻ tuổi mặc được hết. Nó không gọi là phân biệt tuổi tác luôn. Đấy, không phân biệt tuổi tác ạ. Cộc tay tí em lên sau ạ. Em lên mã váy nha chị yêu nhá. Em lên các chị một set váy len ạ. Chạm một set váy len luôn, em có đủ màu các chị ơi. Đủ màu các bác luôn ạ. Các chị comment là set len 2 nhá. Chị Thanh Thanh Trần cho em xin mã hàng với số điện thoại ạ. Đặt T21 á. T21 hôm nay nhà em mới lên hàng mà. Một set váy len cho em ạ. Các chị lên đơn hàng cho em một cộng số điện thoại. Các chị chốt đơn nhá. Em bảo cho nó rồi mà. Set len này là dòng thông dụng nhất luôn. Đây chị này. Cái này lên lên set nó đẹp. Em còn áo gió chị ơi, còn áo gió nhá. Mỗi này các chị comment cho em là set len 2 nhá. Set len 2 và cộng số điện thoại ạ. À. Đây là cái phần mà set len thần thánh. Để chị set len thần thánh tại vì nó sẽ có cái phần che khuyết điểm, nó sẽ có phần che khuyết điểm luôn. Đây chị này, các chị nhìn cái lớp này. Đấy, mặc lên nhìn trông eo rất là nhỏ. Mã hàng trên là set len 2 và kèm số điện thoại ạ. Set len 2 và kèm số điện thoại em đã có màu nâu tây các chị này. Nâu tây này, màu đen này, màu tím, nâu đậm với tông màu đỏ. Em đã có 5 màu to chị bác luôn ạ. 5 màu nha các chị nhá. Chốt đơn các chị thoải mái tầm 48-49 cân cho đến tầm khoảng là 65-66 cân đổ về. 65-66-67 cân đổ về các chị ok cho mẫu này. Đó, set len 1 cộng số điện thoại cho em. À, set len 2. Khoác cắn nào chị? Xét lên em tặng các chị ở giá hai bao nhiêu chị ơi? 200 mấy. Đấy, đặt 2 xét lên tuần rồi mà chưa nhận được hàng. Đợt này nó hơi chậm chị ạ. Đợt này hơi chậm ra. Đấy, 200 mấy nè. Đẹp lắm luôn ý. Một xét lên cho em như này. Em tặng các chị giá 290 chị ơi. Không phải xem lại giá đâu. Em bán các chị 290. 290.000 đồng một xét. Có cả nâu đậm các chị nhá. Màu em mặc là nâu tây, còn màu thứ hai sẽ là màu đậm ạ. Nâu đậm cho em ạ. Set len 2 cộng số điện thoại ạ. 290. Các chị nhìn cho em màu set len này. Chất nó đẹp lắm luôn các chị ơi ạ. Chất đanh dày nhá. Hôm nay rất là nhiều chị đã nhận được hàng rồi xong lại mua thêm. Các chị bảo là đúng đặt hàng đúng vào cái lúc mà gì nhỉ? Noel. Đấy, chị thích quá làm thêm set nữa. Đặt 2 set rồi xong lại mua thêm. Các chị nhìn hàng cho em ạ. Lên trên là set len 2 và cộng số điện thoại các chị nhá. Phần che khuyết điểm mà chị nào bụng to, mông to là nó đỡ bị lộ. Cái phần ở bên dưới của nó hơi xếp ly. Đấy, phần bên dưới là hơi xếp ly. Các chị lên đơn hàng cho em là set len 2 và cộng số điện thoại cho em. Set len 2 cộng số điện thoại cho em ạ. 290 các chị này. Nó sẽ có cả màu tím nhé các chị nhá. G16 nâu tây 49 cân à. Sẽ không biết là còn hàng không đây này. Q3 em còn chị Hoa Sứ ơi. Đây màu tím cho em nhá. Màu tím mà cộng số điện thoại ạ. Đấy, chất len nó dày, nó đanh chất lắm chị ạ. Áo khoác kẻ ô nào? Em chưa tìm khoác kẻ ô nó ở chỗ nào. Mã này set len 2 ạ. 290 các chị ơi, 290.000. Em kỷ niệm các chị luôn mã này ạ, 290. Nó cũng không còn nhiều ấy, nó còn ít và chuyến này em không đặt được hàng nữa.
Đấy giờ chuyến này không đặt được hàng nữa, lên chuẩn mã hàng một kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ, 290. Tiếp theo lên đổ bộ luôn nhá. Cái bộ B46 nhà chị xem ở ngoài kia còn hàng không? B46 còn 2 màu không? 2 màu, ừ lên 2 màu cũng được. 2 màu đủ size. 2 màu đủ size, đưa đây cho em nào. Em lên đổ bộ luôn nhá, cái mã bộ B46 này. Hôm nay giảm giá các chị luôn cho nó hết. Rồi, em qua mẫu bộ luôn ạ. Em qua đổ bộ luôn các chị này. Chị Bình An hiện ok. Đây là 2 màu nâu, cái xuân buồn nâu. Ngày mai nhớ vào những cái chốt chị nâu đậm hoặc là nâu tây ý. Ok, chốt chị Đặng Ngọc Ánh, chốt xe đen 2, chị Hoa Sứ có đơn ạ. À, các chị cứ lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Đỏ bên ngoài đỏ đô chị nhá, nó không phải đỏ tươi đâu ạ. À, chị Nguyễn Dung này. Đấy, chị đỏ của nó đỏ đô đấy, không phải đỏ tươi chót đâu chị ơi. Đây màu tím cho em. Màu tím này, màu nâu tây này, màu đỏ này, màu đen này và tông màu nâu đậm. Set len 2 và cộng số điện thoại cho em, các chị chọn màu chất len nó cầm nó đanh nặng tay luôn các chị ơi. Để chợ cầm nặng tay luôn ạ. Set len 2 cộng số điện thoại cho em 290.000 một set. À, 611 ạ. Chị ơi chị Anh Huy Hà cứ lên số điện thoại nhá. Nay nhận được 3 quần nhà em mà đẹp lắm, cảm ơn chị ạ. Chị Nguyễn Thêu hộ em là set len 2 chị ơi. Tại vì là nhà em có mấy mẫu set len đấy thì em sẽ lên từng mã một chị ạ. Từng mã một các chị comment lại chuẩn mã hàng cho em là có đơn chị nhá. Rồi em qua đầu bộ luôn ạ. Set len 2 cho em là 290 ạ. Chị lấy màu nâu đậm em nhé, ok chị luôn. Chị lấy màu nào ngày mai cứ báo nhân viên giúp em. Màu em mặc là nâu tây nhá. Đấy chị ạ, màu em mặc là nâu tây. Đây chị này, mặc vào nhìn eo bụng bé tí. Tại vì nó có cái phần mà che khuyết điểm như này. Đây là gọi là set thần thánh ý. Mặc len nhìn trông eo rất là gọn. Đấy chị ạ, mặc lên eo gọn. Thường là các chị mặc set len ý, nó hay lộ bụng. Đấy chị ạ, nó hay lộ bụng. Cho nên em sẽ gọi là tìm những cái hàng mà thiết kế cho các chị là nó sẽ che khuyết điểm. Đấy, kể cả chị nào eo có nhỏ nhất thì các chị mặc len nó cũng hay bị lộ bụng như này. Thế là em sẽ tìm cho các chị những cái set này. Nó sẽ có xếp ly dưới này. Để chợ xếp ly bên dưới này. Và có cái phần mà những cái diềm diềm như này các chị nhá. Làm cho tạo cảm giác như là nó đánh lừa thị giác ấy. Làm cho cái eo mình rất là nhỏ. Chị Tấm Cám ok chút set lên ai. Em dơ màu, em mặc một màu lên thôi. Mặc nó hơi bị lâu ấy. Cho nên là các chị thích màu nào các chị lên màu đấy ạ. Để chợ màu tím đó các chị này. Màu tím mà cộng số điện thoại cho em ạ. Đó, màu tím cho em. Các chị ưng màu nào các chị lấy màu đấy thôi, còn form dáng nó vẫn như nhau hết. Để chị ạ, form dáng nó vẫn như nhau hết. 290 các chị ơi nhá. Em qua mẫu cho nhanh này, tại vì bây giờ nó rất là muộn rồi. Lên set nhá, à lên đồ bộ nhá chị ơi nhá. Đồ bộ luôn ạ, bộ B46 này. Ở đây chắc là rất là nhiều chị đã mua bộ này như em rồi. Nên chị mua đợt đầu rất là cao. Chị Nguyễn Thêu rồi ok, em chốt đơn hàng ạ. Các chị comment cho là bộ B46 và kèm số điện thoại cho em. Giá em hứa các chị là giá em làm sập giá luôn. Địa chỉ của em ở trên gói hàng ấy chị Nga Thanh. Không, chị nhắn tin cho em đi. Tí em nhắn địa chỉ cho. Tại vì là em đang like này thì em làm sao nhắn tin được cho chị. Chị Nguyễn Ngọc ok chúc xe lên 2 màu đen này. Những cái dòng các chị dễ mà. Được chưa, những cái dòng các chị này đẹp lắm. Rồi em qua mẫu đồ bộ luôn ạ. Bộ len á, đấy là set váy len chị ạ. Em lên đồ bộ B46 luôn ạ. Chị để lại số điện thoại đi, ngày mai em bảo nhân viên nó gọi lại cho.
Đây là bộ B46 các chị nhá. B46 kèm số điện thoại cho em ạ. Bộ này em có size các chị 45 đến 65 cân. Từ 45 cân đến 65 cân em chốt size vừa. Size L là size nhỏ nhất nhá các chị nhá. Bây giờ em còn hai màu là màu xanh lá và xanh than. Để chạm xanh lá với xanh than, các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại trên mẫu này các chị này. Form rất là đẹp luôn ạ. Rất là nhiều chị đã nhận được cái bộ này rồi ấy. Cho em xin một cái phản hồi. Chất của nó, toàn bộ của nó chất UMF các chị nhá. Hàng toàn bộ hàng chuẩn hãng luôn ạ. Toàn bộ hàng hãng luôn các chị này. Lên mã này cho em là bộ B46. Đấy. Bộ này em bán số lượng của nó không biết bao nhiêu nghìn bộ rồi ấy. Bây giờ hàng này nốt em trả nó các chị nốt là chuyến cuối. Chuyến cuối ạ. Áo dây em mặc là mã 623. Mã hàng bộ này các chị comment cho em là bộ B46. Em tặng các chị nốt giá 299.000 đồng. Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Để chặn dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Em bảo rồi ạ, chuyến này em không có hàng về nữa đâu. À này, công ty cắt mẫu ạ. Em sản cho các chị 299 ạ. Chất lượng này các chị ơi, quá đẹp luôn các chị nhá. Chất lượng quá đẹp luôn ạ. Em còn quần hãng của em còn, chị Ngô Mộng Thanh ơi. Quần hãng em còn sót một ít thôi. Mã này các chị comment là bộ B46 ạ. Xanh than với xanh lá. Hai màu cho em ạ. Hai màu cho em các chị lên đơn hàng một cộng số điện thoại ạ. Đó, hai màu cho em ạ. Lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em các chị mình chốt đơn ạ. B46 và cộng số điện thoại ạ. Chất quá ok, đúng như lời nói. Nói chung là bây giờ mà bán hàng không uy tín thì là tự mình khắc đóng cửa nhà mình thôi. Đấy, bán hàng làm sao để giữ khách đúng không ạ? Để cho khách hàng còn giới thiệu cho nhau chứ đúng không ạ? 65 cân em có size vừa. Mã này chốt các chị tầm khoảng là 45 cân đến 65 cân nhá chị nhá. Mã này các bác hai màu này các chị không chốt nhanh thì cũng hết hàng rồi ạ. Tại vì giá này em bán các chị là giá quá rẻ hơn so với cái giá nhập em nhập vào rồi. Ở trước em bán là 300 mấy nhỉ? Có một đợt lên đến cao điểm là 380. Được chưa ạ? 379. Bây giờ em sạc các chị là 299 nghìn đồng. Được chưa ạ? Em giảm giá các chị gọi là em hứa luôn là trước em nhập vào ấy, cái đợt sau giá nhập vào cao lắm. Xong rồi đợt này em gọi là em ôm nốt để em cái giá tại công ty. Bây giờ em xả các chị sập giá luôn. Để cho em xả các chị sập giá luôn ạ. Mã này cho em các chị ở màu xanh than nhá. Em có xa các chị là B46 là tầm khoảng là 45-46 cân. 45-46 cân cho đến 65 cân đổ về là em có size vừa. Để cho 65 cân đổ về em có size vừa. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ của nó là bộ B46 chị ơi. Màu xanh than với màu xanh lá. Để cho xanh than với xanh lá. Mà đợt trước các chị nhớ là em bị hết mẫu này ý, không có hàng về bù. Đấy, mà đợt trước giá cao còn tranh nhau không có hàng. Chị Triệu Hoa có, chị Lê Thị Hiền chốt đơn hàng ạ. Quần nó là quần ống đứng chị ơi. Quần nó là quần ống đứng như này. Đấy, form rất là vừa. Nó không gọi là, nó không bị rộng quá mà không bị là ôm sát quá. Thế chị mặc có rất là dễ luôn. Chị Hoa Cỏ nhá. Chị Hồng Ngọc có đơn hàng ạ. Áo ren em mặc là 180. Áo ren em mặc là mã 623 là 180. Em còn LXL hay size đấy. Chị Quyên Vũ có, chị Hào Trọng Hoàng lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Chị Hương Nguyễn có đơn nhá. Xanh than nó sẽ là xanh than cả bộ như này. Để chạm quần xanh than, áo xanh than. Đằng sau nó sẽ có viền nâng mông nữa chị này. Chất U Mỹ ép bạn co giãn 4 chiều. Co U Mỹ ép co giãn 4 chiều. Nói chung là nói về cái độ mà feedback của những cái bộ này rồi thì các bác có chị muốn mua đủ màu luôn ý. Nhưng bây giờ em chỉ còn sót 2 màu thôi. Màu xanh than và xanh lá đấy. Xanh than, xanh lá. Lên chuẩn mã hàng cho em là B46 cộng số điện thoại cho em. B46 cộng số điện thoại cho em ạ. 299 nghìn đồng ạ. Em bán bây giờ còn rẻ hơn cái bộ cổ tròn nữa. Rẻ hơn cả bộ cổ tròn luôn ý. Chị Trần Khôi ok này, Thúy Lượng Nguyễn chốt đơn ạ, nhiều Thị Ngô, chị Hương Nguyễn có lên đơn hàng ạ. B46 cái số điện thoại cho em ạ. 299.000 ạ. 299.000 đồng ạ, lên cho em ạ, chuẩn mã hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị nhá, các chị cứ lên đơn giúp em với, tại vì là em không thể đọc hết tên các chị được ấy. Comment nhiều comment bí ẩn nhưng mà các chị cứ lên chuẩn mã là có đơn. Có bộ như vậy có mũ có luôn chị ơi. Để xem có mũ xem nó còn mã nào nào. Có mũ thì cũng có xanh than với xanh lá là đa số. Nhưng mà hiện tại thì size số của nó không còn nhiều. Cái trạng size số không còn nhiều. Bộ này là bộ B47 có mũ. Ngày hôm nay em cũng bán các chị bằng tiền luôn. Cái trạng em cũng bán các chị bằng tiền luôn ạ. Lên cho em mã bộ cho em là B47 kèm số điện thoại. Chị ơi màu đỏ có nhiều không? Có. Em thử lên màu đỏ luôn này. Màu đỏ này hết hàng treo da đúng không? Lấy hết hàng treo da của em rồi. Em còn vài chục bộ thôi ạ. Nốt ngày hôm nay chắc là cũng hết. Chứ không còn đợi đến rằng là đến hôm sau nữa em like mẫu này nữa chị nhá. Tại vì giá này em cho các chị là giá tốt nhất luôn ý. Kể cả các chị đến công ty các chị nhập số lượng lớn cũng không có giá này nữa.
Đấy, giá này là em giá sale rồi các chị ơi, giá sale rồi các chị nhá. Từ đây lên các chị, bộ này là bộ có mũ này. Cùng hãng luôn. Cùng hãng. Đấy, chị nào thích không mũ có mũ em lên luôn. Bộ này là bộ có mũ cho em ạ, bộ B47. Em bán bằng tiền luôn 299 ạ, cũng có giá các chị 45 đến 65 cân ạ. Cũng có size ạ. Có ship tiền trước mà như nào chị? Đây các bác ơi ạ, bộ này là bộ B47 ạ, cộng số điện thoại cho em có màu đỏ này. Màu xanh than, lại xanh lá với lại tông màu cam, bốn màu các chị nhá. Đỏ, xanh than, xanh lá với tông màu cam ạ. Các chị yêu lên đơn hàng một kèm số điện thoại ạ. Chị Hoa thì có cần em đưa chị về không? Hả? Hoa ơi, thì có cần em đưa chị về không? Không ạ. À. Đừng ngất nhá. Chị đừng ngất nhá. Bao nhiêu đó? Rồi, B47 ạ. Các chị chắc đã quá quen thuộc rồi. Bây giờ em không còn nâu bò đâu. Bây giờ không còn nâu bò, bây giờ em chỉ còn bốn màu này thôi. Đỏ này, xanh lá, xanh than với tông màu cam. Cam của nó cam đất các chị nhá. Mã này là bộ B47 ạ. B47 và lên số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ của nó dòng chất UMIF. Em có size các chị dưới 65 cân đồ về ạ. Có size cho các chị ơi, nhưng mình tầm dưới 65 cân đồ về em chốt đơn hàng ạ. B47 cộng số điện thoại ạ. Đây các chị này, màu xanh này. Để chạm màu xanh cho em ạ. Màu xanh này. Áo màu nào thì viền quần màu đấy ạ. Cứ áo màu nào viền quần màu đấy ạ. Màu cam đất cho em ạ. Màu cam đất này. Và tông màu xanh than ạ. Em phải lấy cái móc treo ra chứ. Bọn nó cứ lấy cái hàng mẫu của em để nó bán mất cho khách thôi. Chị Quang Giang, à Phương Quang cho em số điện thoại với chị Đặng Thị Chiếu, các em chốt đơn hàng ạ. Đổi được thoải mái, các chị ơi, đổi mã thoải mái cho em được. Tại vì mình đã chốt đơn đâu. Mình thích mã nọ, mình đổi sang mã kia được cho em. Chị thích B46 nhưng mà tí nữa em like các chị thích B47. Nhưng mà khi mà đơn hàng đã đi đơn rồi ý, thì sẽ không đổi được như thế chị nhá. Trừ khi là lúc mà các chị chưa chốt đơn ấy, thì các chị có thể đổi được mã hàng. Áo khoác á, có bộ chui của em có. Có bộ chui của hàng Quảng Châu nữa chị ạ. Bộ này của nó là hàng công ty, của hàng hãng các chị nhá. Nó cũng là dòng thương hiệu giống như kiểu là nó kiểu dạng như là hàng của Winnie đấy. Nó cũng là kiểu công ty như thế. À, hai bộ là phải chuyển cọc trước chị ơi. Đấy chị ạ, tại vì bộ này nhà em đã sale rồi ý. Bộ này nó nặng lắm chị ạ. Tại vì hàng mùa đông các chị thông cảm nhá. Hàng mùa đông nó nặng. Cho nên là nhà em đã đồng giá trước rồi. Các chị thông cảm giúp em rồi các chị này. Cái màu xanh than ạ. Thanh than cho em bộ này, hôm trước em sell một mắt là gần như là bão hàng. Và chuyến này em sẽ vượt lại của công ty để chặn được giá sale. Chị Nhung Hoàng ok, em chốt đơn hàng của bộ B47 này. Chị Phương Quang ok. Các chị chọn màu, chọn tay vừa nhá. Đây các chị này, màu xanh than này. Nó cũng như cái bảng màu của B46 ấy. Nó cũng như bảng màu của bộ B46 ấy. Nhưng mà nó khác là nó có mũ thôi. Còn bộ B46 của nó là không mũ. Đây là bộ B47 cho em ạ. B47 là có mũ. Chị Chu Thị Vinh có, chị Ly Hoa rồi ok, chốt đơn em xả có 299.000 đồng. Các chị trước đang mua nhà em là 380. Các chị đang mua 380, bây giờ em sale lúc các chị là 299 á. Các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại cho em. Đây tất cả của hàng công tuần đều có mã code, mã vạch luôn ạ. Để chạm đều có mã code, mã vạch luôn các chị nhá. Mã hàng và cộng số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy ạ. Chị Quế Đỗ Thị chốt đơn hàng các chị này. Đây là màu cam nhá chị nhá, màu cam. Cam là cam đất. Đấy, cam pha đen này, trừ màu xanh than nữa sẽ là quần màu xanh than và áo màu xanh than. Còn các màu khác đều là quần đen hết ạ. Các màu khác đều là quần đen hết cho em. Tiếp các chị một bộ hàng B1 nhá. B1 là hàng Quảng Châu. Thì em đang có size M với size L. Còn màu hồng thì chắc là còn lẻ size. Đây em lên các chị bộ mũ của bộ B1 ý chị ơi. Chị Đặng Hoa, Dung Trần, Nhã Hoa, Tám Bùi chốt đơn ạ. Thùy Dương có đơn hàng, các chị cứ lên màu ạ. Cộng mã còn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Lấy màu sáng cho nó thì lấy màu tối. Màu ghi hoặc là màu đỏ đô hay là màu gì ấy. Trông nghe đen gì trông kinh. Có ai mấy thì ai thì người ta giải cao đen nữa chứ. Đấy cái màu đỏ tối sẩm này. Một tủ quần áo nó tìm chỉ có thấy màu trắng với màu đen, không một cái màu gì khác. Con nhà con sau ấy là toàn màu đen mẹ. Toàn màu đen. Em quần nhung gấu suông hay bỏ
hay bò á? Bộ quần này là bo gấu chị ạ. Bộ quần này là quần bo gấu. Bộ này các bác lên cho là bộ B1 nhé chị nhá. Bộ B1 và cộng số điện thoại cho em, hàng Quảng Châu cao cấp các chị này. Em nó có làm màu đen của size M với size L ạ. À, chị để ở ghế 65 cân không vừa đâu em ơi. Với 60 cân thôi. Bộ này cũng còn size các chị tầm khoảng là 45 đến 60 cân ạ. 45 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng. Các chị comment cho là bộ B1 chứ chiêu nhá. Bộ B1 cho em ạ. Bây giờ là em còn ít. Em còn ít thôi, không còn nhiều. Bây giờ em bán các chị là nhiều khi là em bán những cái mã hàng đợt sau sau này là em bán đều dưới nhập hết. Đều dưới nhập hết các chị ơi, các chị đang mua bộ này bên ngoài ấy, thì có chị đang bảo là mua 800, có chị để bảo mua 850. Nhưng mà thực hư thế nào thì em không biết, tại vì là em cũng có thời gian em lướt qua. Nhưng mà chắc chắn là bây giờ em để các chị là đều là dưới giá em nhập vào. Để chắc đều là giá dưới em nhập vào luôn ạ. Lên mã hàng cho là B1 và kèm số điện thoại ạ. Em nó có màu đen và tông màu hồng các chị nhá. Đen em còn size M với size L. Chị đưa cho em cái mã ở trong cái túi đây cho em. Đấy, tại vì em sẽ đưa các chị khi mà em bán ấy, em sẽ đưa cả túi bóng rồi tem mác. Để cho các chị so sánh giá thị trường các chị nhá. Màu đen nữa. Hai size ML ạ. Để chọn hai size ML, em đang có màu đen màu hồng đó. Hai màu ạ, cho các chị từ 45 cân đến 60 cân. Em tặng các chị nốt giá 500.000. Được không ạ? Em hứa luôn mã này em đều cho các chị dưới giá em nhập vào. Em lỗ, để cho em lỗ 15.000 một bộ. Được chưa? Em chấp nhận lỗ, em lỗ 15.000. Hôm trước em vẫn đang bán 550. Bây giờ em xả luôn các chị 500.000 đồng. Em được lãi xỉu 5.000 thôi. Thì không biết là các chị hôm trước em vẫn đang giao xỉ ở 52. Để cho em đang giao xỉ ở 52 với 503, tùy nhá, tùy số lượng. Bây giờ em tặng luôn các chị là 500.000 một bộ. Có chị đang bảo em ơi, sao bây giờ em lại bán rẻ hơn cả giá em để cho chị bán thế. Thì em xin thưa các bác là bây giờ là em đang còn số lượng của nó không còn nhiều, với lại em đang muốn cắt mẫu luôn. Bộ khóa em có nhưng mà nó chỉ có size to thôi. Bộ này em chốt các chị tầm gọi là 60 cân đổ về 60. Và chị nào người gọn gọn thì các chị vẫn tầm 61, 62 cân mặc được. Size L cho em 45 cân đến 60 nhé các chị nhá. Em có hai size là size M với size L. Em tặng các chị nốt giá 500. Còn tầm chục bộ thì hơn 10 bộ gì đấy. 500.000. ML 2 size. Các chị lên chuẩn mã hàng mà kèm số điện thoại ạ. Có chị đang mua 800.000 với 850. Đấy, hôm nay rẻ hơn trước chị mua rồi. Chị ơi thông cảm, tại vì em không còn nhiều ấy. Em trước khi bán em cũng bảo các chị mà, những cái mã hàng về sau em còn số lượng ít thì em sẽ bán cho các chị nốt, giảm cho các chị nốt. Có bộ không mũ không? Em có chị ơi, bộ không mũ có. Các chị lên mã hàng cho em bộ này nhá. Nốt giá luôn ạ. B1 nhỉ. Gọi bộ hồng nhìn form cho dễ nhá. Có bộ nào? À đây có bộ ở ngoài. Để mặc màu hồng các chị nhìn form cho nó dễ nhá. Để còn sót lại bộ hồng xem mờ này. Rồi ạ, mình nhận được hai bộ này đẹp lắm ạ. Chắc chắn là hôm trước chị mua giá cao hơn đúng không? Bây giờ em còn không còn nhiều nữa. Màu đen thì nó dễ. Còn màu hồng thì trông nó trẻ trung hơn. Còn màu đen lúc nào trông cũng sang mà không bao giờ bị lỗi màu. Bộ chất của nó, toàn bộ của nó là hàng lì xốp chị ơi. Toàn bộ của nó là hàng lì xốp ạ, hàng Quảng Châu cho em ạ. Giặt vũ gọi là giặt máy tẹt đẹp ten, nó không bao giờ bị xù bị bai luôn. Em có bộ chất như này em giặt máy hàng 3 năm liền. Chứ em chẳng bao giờ em có thời gian giặt tay cả. Nhưng mà chất nó vẫn giữ cái form như thế, nó không bị xù, không bị bai tí nào. Trừ khi mình mặc lâu nó cũ thôi. Mình mặc mấy năm rồi thì nó cũ thôi. Các chị muốn đổi mã mới thôi chứ còn chất lượng đấy các chị không phải suy nghĩ luôn. Các chị nhá, mã hàng cho em là bộ B1 cho em màu hồng và B1 cho em màu đen, hai màu ạ. Đây mặc thử các chị xem màu hồng thì nó dễ nhìn màu hơn nhá, dễ nhìn cái mẫu hàng hơn ạ. Hồng em là hồng đất ạ. Hồng đẹp, không phải hồng phấn đâu ạ. Quần có ống suông không em à? Ống suông thì có nhưng mà có size to, có mẫu khác thôi. Có mẫu khác size to. Chị ơi gấp cho em màu đen. Đấy, nó còn sót có một bộ size M này và ba bốn bộ size L. Giống như này có loại không mũ nhá. Có loại không mũ đó là bộ hình như là bộ B3 phải. Có bộ không mũ. Mã này là mã B1 chị ơi. B1 em xả 500. Đây em xả 500.000.
Chị Nguyễn Học Ngọc Bích rồi, ok em chốt đơn ạ. Giá này thì coi như là giá sang tay, em lỗ 15.000 một bộ. Em lỗ 15.000 chưa có cước. Đấy. Em lỗ 15.000 một bộ luôn. 10.000. Đấy cộng cả cước kết với đây tầm 15.000. Chị Lê Hiền ạ, hồng đất em còn đúng một bộ size M thôi. Chị Trần Diễn ok em chốt đơn hàng ạ. 53 cân ạ. 53 cân thì mặc size M chị ạ, nó tùy chiều cao. Nếu mà 53 cân các chị cao chứ các chị mặc được size M, còn các chị thấp thì các chị mặc size L cho em. Quần lót lông em còn quần lót nỉ thôi chị ạ, em không có quần lót lông nhá. Mã B1 ạ, đen thì em vẫn đủ size ML. Còn màu hồng thì đa số em chỉ còn size L thôi. Chị Quyên, chị Nguyễn ok chốt đơn, em hứa luôn là giá này là giá gọi là các chị mua ngoại trường là không bao giờ có. Đấy, em khẳng định luôn đấy, cho các chị về các chị so sánh những cái bộ này thoải mái, so sánh giá tiền, được chưa, và chất lượng luôn. Hàng này nó sẽ có hàng rẻ nhá chị yêu nhá. Nhưng mà cái chất nó rất là mỏng và cái màu nó xấu lắm. Em đã xem hàng loại 2, loại 3 rồi, là hàng gia công lại của mã này, để chợ hàng nhái lại ấy. Chị Quyên, chị Nguyễn rồi ok. Mét 52 mà 53 cân à. Nếu chị thích mặc rộng thì các chị cũng mặc được size L. Đây bộ đẹp cho các chị luôn ạ. Chị Mùa Thu Lá rồi ạ. Quần thô lót nỉ nhà em đang lẻ size chị ạ. Chị Ngọc Ánh rồi ạ. Ok em chốt đơn ạ. B1 và kèm số điện thoại ạ. Bộ B10 thì có hồng nhiều nhỉ. B10 như còn nguyên màu hồng thì sao? B10 còn nguyên màu hồng. Bộ kéo khóa có mũ à? Kéo khóa có mũ nhỉ? Nhìn vừa lên đây. Rồi, 53 cân mét 56 thì em không còn size. Bây giờ đa số là còn size L màu hồng. Thế chị lấy sơ màu đen thì màu hồng em còn đúng một bộ thôi. Là hết hàng. Đấy, bây giờ nó lẻ size mà. Làm gì còn hàng ở đâu. Đa số là em còn size màu đen của size M, size L. Size M, size L màu đen vẫn đủ. Hồng thì em hết, hồng em còn nguyên size L thôi, còn đúng một bộ size mới em mặc mẫu đây. Chị đang hỏi cái gì? B2 thì B2 có ML à? Hồng thì còn size L, các chị từ 54, 55 cân đến 60 cân. Lên bộ như vậy không mũ đi à? Chị đưa cho em cái bộ B3. Đợi em tí, bây giờ tầm giờ này thì em chỉ bán gọi là bán thu lãi về chứ lấy lãi gì tầm giờ này là coi như đều bán giữa các chị dưới giá nhập vào rồi. Thế cái màu hồng chị fan Freedom bên dưới là B4 à? B4 hộ em xem nó còn size gì. Bộ này bộ B1 nhá. Màu đen cũng đẹp mà, màu đen nó dễ mặc, ai cũng mặc được màu đen. Đấy, màu đen thì nó gọi là không bị kén da, không bị kén tuổi. Kiểu màu hồng thì nó kiểu là tông màu thời trang ấy. Còn màu đen lúc nào trông màu nó cũng an toàn, không bị đuổi trong mốt, không bị đuổi trong màu. Quần lót nỉ, quần thô lót nỉ em còn size 1X với 2XL. À quên, còn size LXL hay sao ấy. Dạ. Bộ B4 màu hồng á? À? Đưa cho em nào. Bộ B4 em chỉ còn nguyên màu hồng nhá. Hồng của size LXL này. Màu đen của size gì? Đây, dòng này cho em ạ. B4 màu hồng đất này các chị này. Em còn LXL màu hồng. Vâng, các chị dưới 65 cân đổ về ạ. Dưới 65 cân đổ về này. Các chị yêu lên đơn hàng một kèm số điện thoại ạ. Áo da xịn dáng dài không chị ơi, năm nay nhà em lại không nhập áo da dáng dài. Ok, em bảo rồi, B1 mà hết hồng các chị lấy màu đen đi. Tại vì màu đen lúc nào em cũng nhập số lượng nó nhiều hơn. Đen mà. Đấy, màu đen thì em bán được nhiều nhất luôn ý. Còn màu thời trang này em bán được gọi là ít hơn. Tại vì nó hay bị đuổi theo mốt ý. Cho nên em sẽ nhập số lượng nó ít hơn màu đen. Ở diện 40-45 cân mặc vừa. Có, chị ơi, có áo của hàng HG ý. Thì form nó nhỏ đấy, S chị mặc vừa. Ê, bộ này bộ khóa có mũ á, bộ khóa có mũ là bộ em lên rồi, chị Võ Thị Huyền Huyền ơi. Cái gì? Bây giờ em chưa tìm được nó ở chỗ nào, em cũng nhớ em để chỗ nào thì nhân viên nó soạn hàng. Bộ đang mặc là 500 chị ạ. B1 ok, chốt đơn hàng màu đen dồn đơn này. Giá này thì em kỷ niệm thôi, chứ làm gì có lãi tầm này, là nếu mà em bán 500 nghìn là em không có lãi đâu. Đấy, bác nào đi buôn các chị biết bộ này các chị nhập vào bao nhiêu tiền rồi. Được chưa? Em nói cái gì trên live là khi mà tầm giờ này là em đều bán thu gốc, à thu lãi về thôi. Đấy, bán không có lãi thì mình lấy gốc thôi. À, có áo da dáng ngắn không à? Da dáng ngắn em có chị ạ. Ôi em rát cổ quá rồi. Anh Nhan lấy lô các chị một cái mã bộ mà cổ tròn như này. Màu đen đúng không? Đây có cả màu đen size M à? Đen có nguyên size M bộ này. B3 màu đen em còn nguyên size M thôi. Size M chốt các chị tầm 53-54 cân đổ về.
màu đen các chị tầm 53-54 con đổ về bộ cổ tròn. Em thử lên các chị màu à. Chị muốn xem bộ khóa có mũ tí xem lại like chị ơi. Tí xem lại like giúp em với. Có màu khác cổ tròn không à? Có, màu nâu. Nâu cổ tròn là bộ B2. Rồi chị Yên Phạm có này. Bộ không mũ là 450 chị ơi. Bộ không mũ 450. Các chị lên đơn hàng cho em là bộ này là bộ B3 đúng không chị? B3. À bộ B4. Bộ này là bộ B4. 54 cân đến 65 cân em có size vừa. Chị Thúy Lu ok em chốt đơn hàng. Màu hồng size M em hết rồi nhá. Màu hồng size M em hết hàng, bộ B1 rồi đấy, còn đúng một bộ thôi. Bộ này các chị comment là bộ B4. B4 em tặng các chị giá 450. Em nó có màu hồng đất của size LXL. Hồng đất của size LXL các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Giá 450 ạ. 54 cân đến 65 cân nghĩa chị yêu nhá. 54 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Chốt giá lúc các chị là 450 nghìn ạ. Các chị mua hôm trước giá cao hơn mà, đúng không? Bộ này bộ B4. Màu nâu của bộ B2 chị ơi tím lên sau nhá. Bộ này em sẽ có là màu hồng với màu đen thôi. Nó không có nâu, nâu là mã khác. Bộ này các chị comment cho là bộ B4. Chị ơi B3 là mã khác, em đã lên B3 đâu. Bộ này là bộ B4 mà. Các chị comment đúng mẫu em đi hết. Bảo em gửi nhầm mẫu rồi chết. Tại vì tầm giờ này em xả lỗ rồi các chị ạ. Lại gửi đi gửi về nó mất thời gian ý. Số điện thoại chốt đơn thì em nó ở trên trang bìa chị ơi. Ở trên trang bìa thì em đều có hết ạ. Ôi tấm sạc từ nãy giờ có vào đâu cơ chứ. Đây này các chị vào cái trang bìa ở cái trang page của shop ấy đều có số điện thoại chốt đơn mà. Đây chị này. Còn số điện thoại chốt đơn lẻ các chị gọi vào số đấy cho em. Chị Ngọc Anh có, chị Hương Phạm này, nhiều chị Ngô rồi ok em chốt đơn. Bộ này em xả có 450. Các chị vẫn đang mua hơn 600 nghìn mà các chị vẫn đang mua hơn 600. Cái chữ này của nó là chữ thêu các chị nhá, chữ thêu. Màu đen em chỉ có nguyên size M thôi. B453 cân mặc rộng không em? Bình thường chị ạ. 53 cân đây chị này, em 54 cân nhá. Em vẫn mặc được size L đây. Mình mặc rộng rộng một tí tại vì là kiểu dáng thể thao mình đứng lên mặc ôm sát quá chị ạ. Tại vì nó là kiểu quần bao gấu ấy. Quần bao gấu cho em như này. Hồng đất 53 cân vừa chị ơi. 53 cân từ 53 cân đổ lên các chị mặc được. Chị Hương Việt B4 ạ, bình thường chị ơi em 54 cân này. Các chị nhìn em mặc này. Nó rộng rộng thoải mái một chút cho em. Đấy. Chốt lên số điện thoại nhá. Thôi bây giờ em nghỉ thôi, mai em lên tiếp. Mai em lên nữa nhá. Hẹn các chị ngày mai đi ạ. Bây giờ em nghỉ đây, muộn quá rồi các chị ơi. Hôm nay lên 2k đau hết cả cổ. Bye bye các chị yêu nhá. Thôi để mai đi. Hôm nay lên nhiều mã quá là các chị lại hơi rối mắt. Mai em lên tiếp. Đấy chứ ạ. Bye bye các chị yêu nhá. Chúc các chị ngủ ngon ạ.